Rồi, chào các bạn ạ. Ok, ở đầu live mình xin phép được giới thiệu một chút xíu về chiến dịch thi thử GPT online miễn phí trên app hoặc là trên web của Dũng Body. Thì chúng ta sẽ có 5 đợt, đó là vào các cuối tuần từ tối thứ 6 là 19 giờ Việt Nam cho đến hết tối chủ nhật 23 giờ 59 phút. Thì chúng ta sẽ có 5 đợt thi thử đầy đủ các cấp độ từ N5 đến N1, thi thử với sức thật và bật cao điểm thi trước khi chúng ta tham gia chinh chiến kỳ thi thật GPT vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Hay. Đề thi thì sẽ được update theo từng tuần, sẽ rất là mới và cũng như là update theo các dạng đề thi mới nhất trong các năm gần đây. Trong thi thử của Dũng Body thì các bạn sẽ được trải nghiệm một số tính năng mới, ví dụ có bảng xếp hạng top 100, thứ hai là có sơ đồ đánh giá năng lực giúp mọi người có thể nhận biết là phần nào mình đang làm tốt rồi, phần nào mình làm chưa tốt lắm thì mình có thể lên phương án để trau dồi cũng như là học tập bổ sung thêm. Ngoài ra sẽ có thêm phần xem đáp án sau khi làm bài thi, không chỉ chúng ta nộp bài chúng ta biết điểm số của mình mà các bạn cũng có thể nhìn lại phần bài làm của mình để mình biết chính xác cụ thể mình làm đúng ở đâu, mình làm sai ở đâu, được chưa nào. Và cuối cùng có thể là theo dõi kết quả theo từng đợt thi. Các bạn tham gia đầy đủ 5 đợt thì nó sẽ có một biểu đồ so sánh giữa 5 đợt này giúp các bạn biết được là mình đang tăng hay là mình đang giảm điểm số để lên phương án cho kỳ thi thật tốt hơn mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa 100 câu từ vựng quan trọng nhất của GPT N4. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào các câu hỏi của ngày hôm nay luôn nhé. 1番. Hai, 1番 見てください。明日の朝までに必ず荷物を何々の動詞や。1、届けます。2、出かけます。3、乗り換えます。4、参ります。はい。はい、じゃあ答えはそうですね。1番です。Todokemas nghĩa là gì mọi người nhỉ? Ichiban todokemas có nghĩa là động từ gửi đúng không? Chuyển cái hành lý vân vân. Thì trong câu này có cái từ madeni, các bạn có nhớ ngữ pháp này không ạ? Madeni đúng chưa nào? Hay. Madeni thì sẽ có nghĩa là trước đúng không? Trước một thời điểm chúng ta cần phải hoàn thành một hành động nào đó. Vì vậy thời điểm ở đây chính là sáng ngày mai. Trước sáng ngày mai thì tôi sẽ chuyển hoặc tôi sẽ gửi nimotsu là hành lý, là đồ đạc đúng không mọi người? Rồi bạn Dung Lan cũng có dịch như sau này. Trước sáng mai nhất định tôi sẽ gửi hành lý đến. Chính xác mọi người nha. Kanadazu. Ok. Hay. Những đáp án còn lại này, đáp án số 2, dekakemasu nghĩa là gì lớp mình nhỉ? Dekakemasu là đi ra ngoài đúng không? Số 3, norikaemasu là hành động mà mình đổi tàu, mình chuyển tàu. Ví dụ các bạn đang đi tàu đúng không? Nhưng mình chuyển sang mình đi xe buýt thì mình sẽ nói là densa kara basu ni norikaemasu đúng không? Ok, còn số 4, maerimasu là một khiêm nhường ngữ của động từ ikimasu và kimasu có nghĩa là đi hay là đến. Trong jikosokai của mình chúng ta hay nói là tôi đến từ Việt Nam, các bạn hay nói là gì nhỉ? Betonamu kara kimashita đúng không? Bây giờ khiêm nhường ngữ hơn giống một chút thì mình sẽ thay đổi cách nói sang thành Betonamu kara maerimashita. Mọi người có hay nói thế không ạ? Tiếp theo sang câu số 2, 2番 desu, mite kudasai. Ginko de gasu no okane o nani nani masu. Hỏi về động từ đúng không? Có đuôi masu. Ginko de gasu no okane o nani nani masu. Hay. Ở đây có một gợi ý đó chính là okane. Đúng chưa mọi người? Liên quan tới tiền thì chúng ta sẽ đi với động từ là gì nhỉ? 1. Mawarimasu. 2. Utaimasu. 3. Hanashimasu. 4. Haraimasu. Hay. Minasan no kotae wa nanban desu ka? Hay. Minh Hoàng 4. Ngọc Nhung 4. Khuất Hương 4, hay y desu ne, chính xác rồi. Yon ban desu. Động từ haraimasu của chúng ta sẽ mang nghĩa là trả, chi trả đúng không? Và đi với cụm từ okane có nghĩa là trả tiền. Dịch cả câu này như sau này. Ginko de là chỉ nơi chốn địa điểm đúng không? Tôi trả tiền, gasu là tiền gì mọi người nhỉ? Tiền xăng không phải xăng nha, gasu là ga đúng không? Đúng rồi, tiền ga nha, bảo long xăng nha. Tôi sẽ trả tiền ga ở ngân hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích các đáp án còn lại nhé. 1. Mawarimasu nghĩa là gì nhỉ? Số 1. Mawarimasu là xoay quanh đúng không? Ví dụ như là trái đất xoay quanh mặt trời chẳng hạn. Chikyu wa taiyo mawarimasu. Hay. Số 2. Utaimasu là động từ hát đúng không mọi người? Utau, utaimasu. Còn số 3 cũng rất là dễ này. Hanashimasu là động từ nói chuyện, trò chuyện đúng không nào? Hay. Ikimasu. 3番. Mitsu no kado kara suki na mono wo nani nani kudasai. 3つのカードから好きなものを何々ください。1、分かれて。2、選んで。3、聞こえて。4、負けて。Bùi Văn Trường 2, ok. Giang Nguyễn Đăng 2, いいですね。Chính xác rồi mọi người. 選んで là của động từ 選びます。Chọn đúng không? Các bạn dịch được câu này chưa? Xin hãy chọn đồ mà mình thích từ 3 tấm thẻ. Y desu ne. Kado là tấm thẻ này, từ 3 tấm thẻ đúng không? Chúng ta sẽ có thể hiểu mono ở đây chính là một trong những tấm thẻ đấy. Vì vậy,
Câu này mình có phương án dịch như sau này. Hãy chọn đúng không? Một tấm thẻ mà mình yêu thích từ ba tấm thẻ đó. Để chơi lớp mình nhỉ? Wakade được thì sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Chia tay đúng không mọi người? Chia tay. Số 3, kikoe được là nghe. Ví dụ mình muốn hỏi mọi người là yoku kikoemasu ka? Đúng không? Mọi người có nghe rõ không này? Còn số 4, make được là thua cuộc. Ví dụ thua trận đấu. Các bạn còn nhớ từ trận đấu không? Chiai đúng không? Chiai đi, makete shimatta. Đúng không ạ? Tôi đã thua trận đấu mất rồi. Ok, desu ka? Mọi người có nghe kịp không ạ? Hai, tsugi, yonbang desu. Yokkuri to yoku nani nani tabete kudasai. Yokkuri to yoku nani nani tabete kudasai. 1. Funde. 2. Tonde. 3. Yonde. 4. Kande. Hai. Rồi, bạn Thiên Thiên chọn 4, Bảo Long 4, Phan Tấn Hoài 4, Trần Thúy An 4 là nhai cắn. Nếu mà là nhai cắn rồi thì mọi người sẽ dịch cả câu trên là gì nhỉ? Yokkuri là thong thả từ từ này. Rồi kande là cắn, tabete kudasai là hãy ăn đúng không? Thì chúng ta sẽ ghép lại thành một câu có nghĩa đầy đủ nào. Ừ, nhai thật là kỹ đúng không mọi người? Ok rồi, hãy nhai kỹ rồi, ăn nhé đúng không? So desu ne, nhai kỹ, yoku kande. Kamimasu có nghĩa là cắn, là nhai, đúng chưa? Đố mọi người nha, funde này, tonde và yonde lần lượt sẽ có ý nghĩa là gì? Hay, nó sẽ được dịch lần lượt là phu mự là dẫm đạp đúng không? Ví dụ dẫm lên cỏ chẳng hạn, cứ sao phu mự. Còn tonde là bay, ví dụ chim bay trên bầu trời mọi người, sodao tobimasu. Còn số 3 yonde thì có thể chia của động từ đọc cũng được đúng không? Yomimasu thành yonde, hay là hôm qua chúng ta có học về động từ gọi taxi ấy mọi người, yobimasu đúng không? Thì mình chuyển sang thể t cũng sẽ là yonde. Hay, rồi, vì vậy đáp án của chúng ta là nhông bằng cắn nhai đúng không? Đúng rồi. Ok, câu số 5 này mọi người, go bằng. Go bằng ikimashou. Koko o ben de akaku nani nani kudasai. 1. Narete. 2. Natte. 3. Nurete. 4. Nutte. Câu này có quá nhiều đáp án rồi mọi người. Bạn Huy Thông chọn 4 là nutte. Ok, rồi, đáp án chính xác của chúng ta thì đương nhiên chỉ có một thôi và đó chính là đáp án số 4, yon bằng desu yo. Tại sao là 4 nhá? Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích này. Koko là cái chỗ này, đúng không? Chẳng hạn như cái chỗ này. Pen là chỉ cái bút, đúng không ạ? Akaku là màu đỏ và nutte kudasai. Đây là của động từ nư đự, được chưa ạ? Và động từ này thật ra cũng có rất là nhiều cách dịch. Nó có thể dịch là bôi, thoa, sức một loại kem nào đấy hay là tô son chẳng hạn này. Kuchi beni yo nư đự. Còn trong câu này thì mình sẽ hiểu là tô, đúng không? Hãy tô chỗ này bằng bút đúng không? Và tô như thế nào thì nó sẽ biểu thị bằng akaku. Mọi người hiểu không nhỉ? Tức là tô đỏ đúng không? Tô đỏ chỗ này bằng chiếc bút này nhé. Được chưa mọi người hiểu không nhỉ? Rồi, có rất là nhiều bạn đã chọn 4 được rồi này. Hay, nư đự trong câu này mình sẽ hiểu là tô mọi người nhá. Tô đỏ vị trí này bằng chiếc bút. Ok, số 1, narete là động từ quen ấy mọi người. Ví dụ các bạn quen với công việc hay chưa đúng không? Thì mình sẽ hỏi là shigoto ni naremashita ka? Hay, số 2, natte là của động từ naru, narimasu là trở thành, trở lên này. Còn số 3, nurete là gì nhỉ? Ướt đúng không mọi người? Ví dụ là cái sàn nhà này rất là ướt. Yuka ga nurete iru, đúng không? Yuka ga nurete iru. Chuyển sang câu số 6 nhé. Sugu ni isha ni nani nani moraemasu ka? Sugu ni isha ni nani nani moraemasu ka? 1. Mite. 2. Kande. 3. Modotte. 4. Kayotte. Hai. Động từ mite của mình là chữ chẩn trong chẩn đoán khám chữa bệnh ấy mọi người. Thế cho nên rất là phù hợp để có thể đi kèm được với isha đúng không? Liên quan tới bác sĩ. Có bạn nào dịch được cả câu này chưa ạ? Rồi bạn Hoài sẽ dịch như sau này. Bác sĩ có thể xem bệnh liền cho tôi được không? Hai. Các bạn khác nào, mọi người có phương án dịch cho câu 6 này chưa? Isha ni miru là cả một cụm từ đúng không? Là đi thăm khám bác sĩ ấy, mọi người. Và ngữ pháp VT moraemasu ka của chúng ta là gì nhỉ? VT moraemasu ka. Đấy, trong một câu không chỉ là chúng ta học về từ vựng đúng không? Mà chúng ta còn đang cùng nhau ôn về chữ Hán này, ngữ pháp này. Đấy, các bạn xem là mình còn nhớ kiến thức này không nhá. Hay. Rồi mọi người đã nhìn được cả câu chưa nhỉ? Phương án dịch của mọi người câu này là gì nhỉ? Sugu ni isha ni mite moraemasu ka? Hay. À rồi, có bạn đã comment các đáp án còn lại. Ví dụ như động từ kande của chúng ta chính là ca mự, lúc nãy mình có nhắc rồi đúng không? Là động từ cắn là nhai đấy. Modotte là của modoru, chính là từ quay trở lại đúng không? Ví dụ quay về chỗ ngồi. Seki ni modoru. Còn kayou, các bạn có quen cái này không? Kayouimasu.
So this next đáp án 4 này, kayoimasu là hành động chúng ta đi đi về về. Ví dụ các bạn nói là đi học thì sẽ là gakko ni kayou, đi làm là gì nhỉ? Kaisha ni kayou, đúng không? Hay các bạn đi tập gym ấy sẽ là jimu ni kayou. Đúng rồi. Hai, so this next. Đúng rồi, là mẫu câu nhờ vả đúng không? Nhờ ai đó làm gì cho mình. Hai. So this next. Hai, nhờ bác sĩ đúng không? Khám bệnh cho mình. Đúng rồi, đi đi về về nha. Hai. Phan Tấn Hoài đi học, so desu ne, đi học, đi làm, đi viện. Đấy, thì khi mà chúng ta thể hiện tần suất mình đi đâu đó rất là nhiều thì các bạn dùng động từ này nhé, kayo. Ok chưa mọi người, chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo nhé, câu số 7 nào. Nana bạn, câu 7 rất là ngắn này. Watashi wa kame o nani nani, động từ tiếp theo. Ichi, kaimasu. Ni, nadaimasu. San, shimaimasu. Yon, kakemasu. Hay. Để làm được câu này thì chúng ta cần phải hiểu kame có nghĩa là gì đúng không? Mình gợi ý nó là tên của một loại động vật mọi người nhé. Tên của một con vật nào. Watashi wa kame o ichi kaimasu, ni nadaimasu, san shimaimasu, yon kakemasu. Hay. Bạn Phan Tấn Hoài chọn một là nuôi. Hay. Kame chính là con rùa đấy mọi người. Vì vậy chúng ta sẽ có động từ là kaimasu. Hay. Nuôi đúng không? Tôi nuôi một con rùa. Hay. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn lại ba đáp án 2, 3 và 4 lần lượt. Ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Nadaimasu là học, học đúng không? Shimaimasu là cất, ví dụ như cất đồ, cất tiền đấy. Còn kakemasu thật ra nó có rất rất là nhiều ý nghĩa luôn, tùy vào danh từ đứng đằng trước. Ví dụ megane o kakemasu thì mình sẽ hiểu là đeo kính này. Rồi gì nữa nhỉ? Nhiều bạn đang ý nghĩa là treo đúng rồi. Ví dụ treo quần áo này. Là gì nữa không mọi người? Gọi điện đúng không? Ketai denwa o kakemasu này. Hay là gì nhỉ? Phép nhân, đấy, phép nhân cũng là kakemasu, rồi là gây phiền hà, phiền phức cho ai đó, mewaku kakemasu. Đấy, mọi người có thể tổng hợp những cái cách sử dụng của kakemasu lại nha. Hai, tsugi. Hachiban. Basu ga nani nani made oriru na. Basu ga nani nani made oriru na. Ichi, hashiru. Ni, modosu. San, tomaru. Yon, narabu. Hai. Rồi, trong câu 8 thì chúng ta sẽ có hai vị trí cần quan tâm. Thứ nhất đó là made đúng không? Về đử made. Cái thứ hai là về đử na. Đó, mọi người còn nhớ cái cụm từ này không? Mình sẽ chia động từ sang thể đự, tức là thể từ điển, sau đó cộng với na đúng không? Thể hiện cái gì nhỉ? Cấm chỉ là không được làm về. Đó, thì liệu trong câu này cấm gì đây mọi người? Thiên Thiên, Bảo Long, Dung Lan và Địa Phạm cũng chọn 3. Hay. Đáp án là 3 chắc chắn rồi. Hay, Sam Vàng Des. Đúng rồi, đây là thể cấm chỉ đúng không mọi người? Tomaru là dừng lại đúng không? Vậy các bạn dịch lại câu nào. Đừng xuống xe buýt cho đến khi xe dừng lại. Ok, phương án dịch của bạn Việt cũng rất là tốt này lớp mình. Hay, Thành Tài chọn 3, Như Quỳnh 3. Ok. Basu ga tomaru made là cho đến khi mà xe buýt dừng hẳn lại đúng không? Thì oriru na, cấm không được đi xuống. Vì nó rất là nguy hiểm đúng không? Xe đang đi mà chúng ta lại xuống giữa đường giữa chừng ấy. Mọi người hiểu ngữ cảnh không nhỉ? Hay chúng ta sẽ dịch 3 phương án còn lại nhá. Ví dụ như số 1, Ichiban hashiru thì là động từ chạy đúng không nào? Hashirimasu. Số 2, modosu thì là một tha động từ. Lúc nãy mình có nhắc về modoru rồi thì bây giờ là modosu đúng không? Thì đều có nghĩa là trả lại, ví dụ như là trả về vị trí ban đầu của nó đúng không? Moto no basho ni modoshite kudasai. Còn số 4, narabu là từ đúng rồi, narabimasu đúng không mọi người? Là từ sắp xếp. Hãy kêu bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn câu số 9 này mọi người. Kare wa okane mochi dakara kōkyū na nani nani ni sunde imasu. Kare wa okane mochi dakara kōkyū na nani nani ni sunde imasu. Câu này thì chúng ta sẽ có một gợi ý, đó chính là động từ sunde imasu. Đó, các bạn còn nhớ nghĩa không? Sống đúng không? Sống ở đâu thì đi với trợ từ là ni. Vì vậy, ý nghĩa của đáp án nào phù hợp nói về địa điểm, nói về nơi sống nào? Ichi, gakko. Ni, eki. San, mansion. Yon, depato. Hai. Vậy là câu này cực kỳ dễ đúng không lớp mình? Lan Anh chọn 3, so desu ne. Đáp án chắc chắn rồi. Mansion đúng không? Có nghĩa là chung cư, so desu ne. Còn kōkyū chính là từ cao và từ cấp ấy mọi người, thể hiện là một chung cư cao cấp đúng không nào? Đấy, cả nhà dịch lại được cả câu chưa? Anh ấy nhà giàu nên sẽ sống ở chung cư cao cấp, vì anh ấy giàu có nên ở chung cư cao cấp, so desu ne. Cái từ dakara của chúng ta chính là chỉ nguyên nhân kết quả là vì đúng không? Vì anh ấy rất là giàu có đúng không? Okanemochi, cho nên là đang sống ở một chung cư cao cấp. Ở đại gia cũng là một cách dịch hay này, vì anh ấy là đại gia cho nên đang sống ở chung cư cao cấp. Ok, des. Hay.
Ý chị, gà cụ của chúng ta là trường học thôi đúng không? Mình không thể nào là sống ở trường học được. Số 2, ế kỵ là nhà ga. Và số 4, đế ba là tội là những cái trung tâm bách hóa đúng không? Khu thương mại mua sắm. Ok. Hai, câu số 10 nè. 10 番. 明日電話で5何々いたします. 明日電話で5何々いたします. 1. 会話. 2. 連絡. 3. 参加. 4. 用意. Hai. Bạn Nguyễn Tiệp chọn 2, bạn Hạnh Đỗ 2, ngày mai tôi xin được liên lạc lại bằng điện thoại. So this next, chúng ta sẽ có cái đuôi là itashimasu, chính là một khiêm nhường ngữ đúng không mọi người? Khiêm nhường ngữ của động từ shimasu. Đấy, cho nên mình sẽ hiểu là bản thân mình làm cái hành động đấy, tôi xin phép đúng không? Hoặc là tôi sẽ liên lạc, đúng rồi, liên lạc lại bằng điện thoại đúng không? Vào ngày mai. Ok, ngày mai tôi sẽ liên lạc bằng điện thoại, chính xác Lan Anh giảng. Còn lại đáp án số 1, số 3 và số 4 thì lớp mình đã nhìn ra chưa nhỉ? Ví dụ như số 1, cái từ kaiwa thì nó sẽ là hội thoại đúng không? Là nói chuyện. Sangka là tham gia, ví dụ tham gia vào một bữa tiệc chẳng hạn này. Bati ni sangka suru. Còn cuối cùng từ yoi, yoi chính là từ chuẩn bị đúng không? Ví dụ các bạn nói chuẩn bị cơm thôi. Shokuji no yoi ga dekimashita yo, đúng không? Tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi đấy. Đúng rồi, là giao tiếp hay kaiwa là giao tiếp này. Sangka là tham gia, đúng rồi. Yoi, có bạn nào comment chưa? Chính là từ chuẩn bị mọi người nhé. Chuẩn bị. Câu số 11. Konna takusan no ryōri o hitori de taberu no wa naninani desu. Konna takusan no ryōri o hitori de taberu no wa naninani desu. 1. Fuben. 2. Muri. 3. Jama. 4. Hijō. Hai. Ok, bạn Phan Tấn Hoài chọn 2, không thể quá sức. Bảo Long chọn 2. Đinh Thị Lan Anh 2, Nguyễn Văn Việt 2, ăn những món ăn nhiều như thế này một mình thì không thể. Rồi, có bạn Bảo Long đã có phương án dịch này. Các bạn khác nào? Hay, rồi chúng ta sẽ chữa câu này như sau. Konna takusan no ryōri o hitori de taberu no wa muri desu, đúng không? Muri có nghĩa là không thể, là quá sức. Ý chỉ là ăn nhiều thức ăn như thế này có một mình thôi thì không thể đâu, đúng không? Không thể nào, được chưa? Tôi không thể ăn một mình cái chỗ thức ăn nhiều như thế này được. Số 1, phu bên là bất tiện. Số 3, jama là cản trở. Ví dụ như khi mà mình đi học kaiwa ấy, thì được thầy giáo chỉ cho là khi mà chúng ta đến nhà của người khác thì mình có thể nói thêm một câu là ojamashimasu, đúng không? Để thể hiện là tôi xin phép được làm phiền anh chị. Rồi khi mà mình chơi xong rồi mình đi về thì sẽ là ojamashimashita, đúng không mọi người? Đấy. Còn số 4, từ hijo thì chính là từ khẩn cấp. Chúng ta học trong từ gì nhỉ? Hijoguchi, đúng không? Cửa thoát hiểm này. Hay là hijoni. Cái này thì các bạn N3 học rồi nha. Và nó cũng đã được thi ở trong đề thi N3 chính thức luôn đấy mọi người. Hijoni thì mình sẽ hiểu là cực kỳ, là vô cùng, là rất, đúng không? Để thể hiện cảm xúc hoặc là tâm trạng. Ok, rồi mình đi tiếp này, sang câu số 12. Mo nihon no seikatsu ni nani nani ga. Câu hỏi đúng không mọi người? Cả bốn đáp án thì đều đã được chia sang thể quá khứ hết rồi, mashita ga rồi. Thế nhưng đáp án nào phù hợp khi đi kèm được với nihon no seikatsu nhỉ? 1. Haraimashita. 2. Mororimashita. 3. Naremashita. 4. Orimashita. Naremashita cũng là một từ mà chúng ta đã ôn lại ở câu trước rồi đúng không? Mang nghĩa là gì lớp mình nhỉ? Naremashita là đúng rồi, là quen. Ok, bạn đã quen với cuộc sống ở Nhật chưa? So desu ne. Đúng rồi, số 3. Ok ạ, đáp án 3, naremas có nghĩa là quen. Và các bạn để ý nó thường hay đi với trợ từ là ni mọi người nhá. Thì câu hỏi này sẽ là bạn đã quen với cuộc sống ở Nhật hay chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lên phân tích 3 đáp án còn lại nhá. Haraimas, mororimas và odimas. Nó sẽ có ý nghĩa lần lượt là gì lớp mình nhỉ? Zehi comment de oshiete kudasai. Trong 3 động từ này thì ít nhất là có 2 động từ chúng ta cũng đã ôn ở những câu hỏi trước rồi đúng không? Đúng rồi, số 1, hadaimasu sẽ là trả tiền đúng không? Okane o hadaimasu. Số 2, modorimasu là trở lại, đúng rồi, quay trở lại. Ok, còn số 4, odimasu thì các bạn còn nhớ cái ví dụ là odiruna lúc nãy không? Là không được xuống tàu khi mà xe buýt đúng không? Khi mà xe buýt đang chạy đấy. Thì odiru chính là hành động xuống. Hãy đi tiếp mọi người này, câu số 13. Nani nani arubaito hajimemashita. アルバイトを始めました. 1. 最近. 2. 将来. 3. いつか. 4. いつも. Hai. 何番 ですか? Chúng ta sẽ có đuôi tiếp là mashita, thể quá khứ, đúng không? Nên mọi người cũng có thể căn cứ vào thể của nó để chọn một cái từ phù hợp nhất cho thể quá khứ.
Ok, các bạn cũng đã comment được phương án dịch của mình rồi. Đáp án là một, bởi vì đuôi là thể quá khứ. Chính xác mọi người, quá khứ đúng không? Tức là mình đã làm hành động đấy rồi. Thế cho nên chúng ta sẽ chọn là một. Gần đây thì tôi đã bắt đầu đi làm thêm. Hay. Số 2 chắc chắn là sai đúng không? Bởi vì từ show đây là tương lai. Tương lai thì nó phải là thể hiện những điều mà chưa xảy ra đúng không? Ví dụ ở thế độ, thế mát sự hay là thế tai thôi đúng không? Về tai thôi. Còn itsuka, itsuka là một ngày nào đó đúng không ạ? Còn itsumo là lúc nào cũng, là luôn luôn. Ok, để xếp, chúng ta sẽ sang câu tiếp theo nhé. Câu 14. Tai phu de takusan no ki ga nani nani. 1. Sewa shita. 2. Sugita. 3. Daoreta. 4. Tsukamaeta. Hai. Tai phu de, đấy ở đây là chỉ gì mọi người nhớ không? Các bạn học được 4 là phải biết cái này rồi nha. Takusan no ki ga nani nani liên quan tới cây nào. Rồi, chúng ta sẽ có một cái cây ở đây đúng không? Hoa lá vân vân đúng không ạ? Hay, bạn Quốc Huy chọn 3. Đung Lan 3, Thành Tài 3 là ngã, đổ. Bảo Long 3, Ngọc Nhung 3, vì cơn bão nên rất nhiều cây bị đổ. An Nhiên cũng chọn 3, Oanh Lương chọn 3. Hay, rất là tốt luôn. Hay, mọi người làm quá chuẩn rồi, quá đúng rồi. Hay, tao đê tạ là thể hiện cái cây nó bị đổ đúng không? Vì vậy mình sẽ dịch cả câu này. Đê ở chỗ này sẽ chỉ nguyên nhân đúng không ạ? Nguyên nhân, được chưa? Nguyên nhân là do bão, là vì bão mà rất nhiều cây đã bị đổ. Đáp án số 1. Ừ, rất là nhanh, bạn Bảo Long có comment này. Số 1 từ sewa là chăm sóc. Đấy, ví dụ như là osewa ni narimashita đúng không? Cảm ơn anh chị đã luôn luôn chăm sóc, luôn luôn chiếu cố giúp đỡ tôi này. Hay là các bạn nói tôi đang chăm sóc một chú cún thì mình sẽ nói là inu no sewa o shiteimasu đúng không? Mọi người nhớ là thành lập câu ví dụ nhá, để chúng ta có thể nhớ được cái chữ Hán cũng như là từ vựng đấy lâu hơn và biết cách sử dụng của nó như thế nào thì sẽ phục vụ rất là tốt cho việc kaiwa của mình nữa đúng không nào? Câu số 2, sugita, sugi là quá, đúng rồi, ví dụ như là tabe sugi đúng không, ăn quá nhiều, nomi sugi uống quá nhiều. Số 4, tsukamae được, có bạn nào comment đáp án 4 chưa? À rồi, Bảo Long cũng có comment là từ bắt đúng rồi. Bắt ở đây chúng ta sẽ hiểu là bắt taxi cũng được nhỉ, takushi o tsukamae được này, hay chúng ta bắt cá, bắt tên tội phạm vân vân. Động từ này cũng rất là hay, động từ này của N3 nhé. Hay, các bạn N3 thì có thể là check lại này, còn các bạn ở N4, N5 thì mọi người comment, mọi người memo lại thêm nhé. Hai, sugi, câu số 15. Tomodachi ga byoki nano de nani nani ni ikimashita. Tomodachi ga byoki nano de nani nani ni ikimashita. 1. Omimai. 2. Omiyage. 3. Oiwai. 4. Omatsuri. Hai. Mọi người nhìn được câu số 15 chưa? Chúng ta sẽ thử đọc xem là nội dung câu này như thế nào, đúng không? No de là vì tiếp này. Vì bạn của tôi byoki nano de bị bệnh cho nên ikimashita, tôi đã đi đâu ạ? 1. Omimai. 2. Omiyage. 3. Oiwai. 4. Omatsuri. Đi đâu mọi người nhỉ? Comment cách dịch nữa nhá, mọi người nhá. Lan Anh chọn 1, Bảo Long 1, Quốc Hy 1. Đúng rồi, Thành Tài sang chọn 1, đi thăm. Ok, chúng mình sẽ có một cụm từ là omimai ni ikimasu, đúng không? Là đi thăm bệnh, đi thăm người ốm. Omimai. Nguyệt Mochi sang 2, số 1. Phượng Cường 1, Giang Nguyễn Đăng 1, Đung Lan 1. Chính xác rồi ạ. Omimai ni ikku là đi thăm người ốm này. Còn omiyage là những cái gì nhỉ? Quà lưu niệm, đúng không? Ví dụ chúng ta đi công tác hay là đi du lịch ở một nơi xa, mình sẽ mua quà lưu niệm về. Số 3, oiwai là chúc mừng, là quà mừng. Còn số 4, omatsuri là lễ hội. Ừ, vì bạn tôi đã bị ốm nên tôi đi thăm. Ok, đi tiếp nha. Câu số 16. Watashi no namae wa kanji de nani nani kakimasu. 1. Go. 2. Konna. 3. Kore. 4. Kono. Hai. 何番ですか皆さん。ぜひコメントで教えてください。Lan Anh chọn 2 này, Quốc Huy chọn 2, Konna. Ừ, Đung Lan chọn 2. Vậy là tất cả mọi người đang chọn phương án số 2 đúng không? Đáp án của mình là Ichi bằng desu yo. Số 1 mọi người nha. Hay. Chắc là về nửa sau nên là cái mức độ của nó sẽ khó hơn đúng không? Mọi người đang phân vân. Số 2 rất là nhiều. Tên của tôi viết chữ Hán như thế này, tên của tôi viết chữ Hán như thế này. Ok, về cách dịch thì là chính xác rồi, nhưng mọi người sẽ hiểu như sau nhé. Cô sau, đi theo sau đó là một động từ và cụ thể ở đây là động từ viết kakimasu, có nghĩa là viết như thế này, đúng không? Tên của tôi viết bằng chữ Hán thì sẽ viết như thế này. Nhưng cái từ konna, mọi người nhìn thấy chữ na chưa? Đó, thế cho nên theo sau của nó phải là một danh từ, đúng chưa? Ví dụ konna toki, những lúc như thế này, hay là konna kodo, konna koto, đúng không? Những cái việc như thế này thì chúng ta mới dùng danh từ đi theo sau konna được.
Về ý nghĩa tiếng Việt nó vẫn dịch là như thế này thôi, nhưng mọi người để ý cái sắc thái đúng không? Và loại từ đi kèm sau cô là động từ viết như thế này, hay là cô yatte kudasai, hãy làm như thế này nhé, đúng không mọi người? Còn konna thì phải sau là một danh từ konna toki, konna koto, được chưa ạ? Số 3 và số 4 thì không nhầm được. Kore là cái này đúng không? Chỉ vật ở gần mình, ví dụ kore đúng không? Cái này, hãy kore wa pen desu. Còn kono thì cũng là ở sơ cấp các bạn học rồi, ví dụ kono ho đúng không? Kono ho wa zumori no hon desu. Đó, mọi người nghe ra chưa? Thì mình cũng thấy là mọi người sẽ phân vân số 1 và số 2 rất là nhiều. Thế nhưng mà sau phần giải thích thì mọi người đã hiểu hơn chưa? Omoshiroi à? Hãy Kona thường sử dụng cho một tình huống nào đó. Cụ thể các bạn sẽ nhớ về loại từ đi theo sau nhé. Cô thì đi với động từ, còn kona sẽ đi với danh từ. Được rồi ạ, hãy câu số 17. Rồi, 17 thì sau khi mọi người đã nghe phần giải thích rồi, mọi người hiểu rồi thì sẽ xem làm câu 17 mình có làm đúng được không nhá. Ashita no jūgyō wa yasumi. Nani nani koto shirimasen deshita. Đấy, gợi ý này. Koto là một danh từ, đúng không? Đứng trước danh từ là loại từ gì? 1, so, 2, sonna, 3, ade, 4, ano. Chắc chắn là các bạn không làm sai được câu này đúng không? Em đã lĩnh hội được ngữ pháp này. Ok, mọi người nhớ memo lại nha, để lần sau mình không có làm sai nữa. Đấy, N4 nhưng mà cũng không phải là đơn giản đâu, đúng không? Nó sẽ có một số câu khá là phức tạp, dễ nhầm lẫn đấy mọi người. Hay, bạn Thanh Thanh chọn 2, Lan Anh 2, Dung Lan 2, Quốc Huy 2, Giang Nguyễn Đăng 2. Hay, Bảo Long chọn 2 rồi, câu này chắc chắn là không sai được đúng không? Ở đây mình có từ koto là danh từ rồi, thế cho nên mình sẽ chọn được là sonna koto. Việc như thế là như thế nào thì câu đằng trước họ có nhắc tới rồi, cho nên mình mới có thể sử dụng là những chỉ thị từ. Chỉ thị từ là những từ liên quan tới ko, so, a, do ấy mọi người, kono, sono vân vân ấy ạ. Thì sonna koto là việc mà họ đã nhắc tới về trước, chính là việc mà ngày mai đúng không? Được nghỉ học. Đấy, thì tôi hoàn toàn không có biết gì về cái chuyện đấy cả. Đúng rồi, anosaki itan, so desu ne. Sonna cũng danh từ, lần này mới là 2, đúng rồi ạ. Đấy, các bạn phải quay xe nhanh nhá, phải nhớ cái đấy nhá, để lần sau mình áp dụng. Rồi, đáp án số 1 là so, thì như lúc này chúng ta có nói cô là như thế này, thì so là như thế đó, đúng không? Ví dụ, so shimasho, chúng ta sẽ làm như thế nhé. Các bạn có hay nói thế không? So shimasho, đúng không nào? Thì cái từ shimasho chính là động từ, đúng không nào? Là động từ. Còn are là cái mà sẽ chỉ xa cả người nói và người nghe, là cái kia, đúng không? Và ano sẽ là đi theo sau một danh từ. Rồi, mọi người hiểu rồi đúng không ạ? Rồi, câu số 18 nhá. 18 này. Haha wa watashi ni tegami o nani nani. 1. Agemashita. 2. Moraimashita. 3. Kuremashita. 4. Yonde agemashita. Đáp án là 3. Rồi, bạn Ngọc Nhung cũng chọn 3, Lan Anh 3, Trần Vân 3, Vũ Thị Nga 3. Mẹ đã gửi lá thư cho tôi. Bạn Lâm An chọn 4 chứ nhỉ? Nguyệt Mô Chi chọn 3, Thành Tài chọn 2. Ồ, vậy là các bạn cũng đang phân vân giữa 2, 3 và 4 phải không ạ? Rồi, đáp án của chúng ta là 3. Mọi người biết tại sao lại là 3 không? Bởi vì ở đây có người nhận là watashi ni. Các bạn nhớ là khi ai đó cho hoặc là làm gì cho mình này, cho những người trong gia đình mình hoặc những người trong công ty mình, thì mình sẽ cho là cái đối tượng đấy đi với trợ từ ni trước. Sau đó đuôi của nó sẽ là động từ kudemashita, hoặc nếu mà làm động từ gì cho thì sẽ là vete kudemashita. Được chưa ạ? Đấy, thì mọi người nhớ giúp mình một cái mẹo duy nhất thôi, đó chính là đối tượng nhận cái danh từ hoặc cái động từ ở đây chính là liên quan tới bản thân mình, là mình, là bố mẹ mình, là anh chị em nhà mình đúng không? Hoặc là những người trong công ty mình thì mình sẽ dùng kudemas, được chưa ạ? Còn về cách gì thì không hề khó đúng không? Đó là mẹ tôi thì đã gửi cho tôi lá thư đúng không? Đã viết cho tôi lá thư chẳng hạn, được không mọi người? Còn agemas thì nó sẽ diễn tả là a và b nhị, được chưa ạ? Nó vẫn đi với nhị, nhưng cái B ở đây không phải là tôi nữa, mà nó sẽ là những đối tượng khác. Ví dụ như là anh A tặng chị B một bó hoa đúng không? Hoặc là tôi thì đã cho bọn trẻ con kẹo chẳng hạn. Thì B ở đây là chị B, là bọn trẻ con, thì nó sẽ là một đối tượng khác ngoài tôi, được không ạ? Còn moraimashita thì là động từ nhận đúng không? Thì trợ từ của nó cũng sẽ bị thay đổi đúng không? Mình nhận cái gì từ ai đó, đúng không ạ? Ví dụ watashi wa A-san kara hoặc là A-san ni nani nani o moraimashita. Tôi đã nhận một cái đồng hồ hoặc tôi đã nhận một cái quyển sổ tay mới từ anh B, đúng không mọi người? Thì cái trợ từ nó cũng sẽ thay đổi, đúng không ạ? Đấy, watashi wa B-san ni hoặc là B-san kara. Còn số 4 thì không được nữa. Số 4 là yonde agemashita, là đọc, đúng không? Và như chúng ta phân tích này, đấy, watashi ni là tôi, thì cho nên cái đuôi cũng không phải là agemashita. Mọi người hiểu chưa? Lại sơ suất đúng không? Đấy, mọi người thấy không? Lại là một cái câu hỏi khó thì không khó, nhưng mà rất là dễ nhầm, cho nên mình cần phải đặc biệt cảnh giác nha. Rồi, bây giờ rút kinh nghiệm sang câu 19.
làm thế nào để không nhầm nữa này. Tiếp tục nó vẫn là chủ điểm ngữ pháp đấy, đúng không? Liên quan tới các đuôi như là kure, age hay là modai đấy. Thì các bạn xem là đối tượng người gửi, đối tượng người nhận hành động đấy ở đây như thế nào. Watashi wa kaigi de muzukashi kotoba ga wakarimasen deshita. Atto de Oda-san ni nani nani. Cả bốn đáp án thì đều có động từ setsume, giải thích, đúng không? Giải thích. Số 1, setsume shite kuremashita. 2, setsume shite agemashita. 3, setsume shite moraemashita. 4, setsume shite kuremasen deshita. Hai, 何番ですか? Bảo Long chọn 3 này. Bạn Lan Anh 3. Giang Nguyễn đang quay xem chọn 3. Ừ, Thanh Thanh chọn 3, Kim Long 3. Bạn Tài chọn 2, Dung Trương 3. Rồi, phương án là 3 nhá cả lớp nhá. Trần Vân chọn 3. Rồi, tại sao lại là 3 này? Thì như lúc nãy chúng ta cũng có một câu liên quan tới ngữ pháp VT Modaimashita rồi, đúng không? Cả câu này có bạn nào dịch giúp mình được không ạ? Dịch cả câu nào. Hay, rất là dài đúng không? Mình sẽ phân tích từng vế từng câu một nhá. Đó là trong cuộc họp, được chưa? Thì tôi đã không hiểu một số từ vựng khó. Ví dụ mình vừa mới sang Nhật đúng không? Nhưng người ta nói nhiều từ chuyên ngành quá, nhiều từ khó quá, mình không có hiểu. Thế cho nên là atto de sau đó thì tôi đã gì? VT moraimashita. Tôi đã được ai? Được anh Oda giải thích cho. Tại sao chọn 3 nhỉ? Như đây chúng ta có nói đúng không? Ai đấy làm gì đúng không ạ? Thì sẽ là đi với nhĩ này, đi với kara cũng được nha. Đấy, là Oda-san ni, Oda-san kara watashi. Wow, đúng không? Watashi wa Oda-san ni setsume shite moraimashita. Tức là tôi đã được anh này giải thích cho. Tại cuộc họp tôi không biết những từ vựng khó, sau đó tôi đã nhờ anh Oda giải thích. Ừ. Tôi đã hoàn toàn không hiểu cái từ khó, sau đó tôi đã được anh Oda giải thích cho. Ok, đấy, mọi người nhớ chưa? Chúng ta phải hiểu là ai làm gì cho ai thì mình sẽ biết là đối tượng người làm, đối tượng người nhận là gì và có một cái đuôi hợp lý. Như phần giải thích vừa rồi thì kure đó phải là Oda-san wa hoặc Oda-san ga watashi ni, đúng không mọi người? Tức là dựa vào cái trợ từ này này cũng là một cái gợi ý rất là quan trọng để giúp chúng ta làm nhanh và tìm nhanh được đáp án đấy. Age thì người nhận không phải là mình, đúng không? Còn số 4, setsume shite kuremasen, lại là masen rồi. Thể phủ định thì không phù hợp với ý nghĩa của câu được, đúng không? Đấy, rõ ràng mình không hiểu thì anh ấy phải giải thích cho mình chứ, đúng không? Hay câu cuối cùng nào cả nhà, câu cuối cùng 20. Một cuộc hội thoại ngắn giữa anh Yamamoto và Tanaka. Yamamoto này. Omoi, te ga itai na. Daijoubu, watashi ga nani nani yo. 1, motte ageru. 2, motte morau. 3, tetsudatte kureru. 4, tetsudatte morau. Hay, phân làm hai đáp án nha. Đấy, 1 và 2 thì đi với động từ motsu, còn 3 và 4 thì đi với động từ tetsudau. Rồi. Các bạn dịch được câu này chưa? Dịch là sẽ ra ngay đấy. Rồi, bạn Ngọc Nhung chọn 1, Trần Vân 1, Nguyệt Bô Chi 1, Đi An Pham 1, Lan Anh 1. Hay, đáp án của mình là 1. Đúng rồi. Watashi ga nani nani motte ageru, tức là tôi sẽ mang cho bạn, đúng không? Thì mình sẽ hiểu là anh Yamato bảo là thở dài, mọi người ôi nặng quá. Tay đau hết cả tay đây này, đúng không? Đau hết cả tay đây này. Te ga itai na. Anh Tanaka mới nói là bạn có sao không? Daijoubu? Daijoubu desu ka? Đúng không ạ? Tôi sẽ mang cho bạn nhé, tôi sẽ cầm giúp bạn nhé. Thì cái từ watashi wa, đúng không? Watashi ga Yamamoto-san ni motte ageru. Hiểu chưa lớp mình? Nó sẽ là tôi sẽ cầm cho bạn nhé, tôi sẽ xách cho bạn nhé. Mình xung phong nên sẽ là ageru, đúng rồi. Mình sẽ là người làm gì cho đối phương, đúng không? 21番 わからない言葉は辞書で何々 1. 引きます 2. 調べます 3. 話します 4. 書きます. Hay, cho mình đã ita tori ni desu ne. Rồi, tất cả mọi người đã chọn được phương án số 2 và các bạn cũng có comment phương án dịch đó chính là tra từ điển. Hay, bởi vì bản thân cái từ shirabemasu chúng ta sẽ dịch là tra cứu, đúng không? Ở đây là tra cái gì mọi người nhỉ? Wakadanai kotoba chính là tra cứu những cái từ vựng mà mình không hiểu, mình không biết, đúng không? Bằng cái gì đây? Bằng cách thức phương tiện, đó là bằng cái từ điển, đúng rồi. Chính xác, từ này tôi không biết nên tra bằng từ điển. Ok, ok rồi. Số 1, hikimasu, có bạn nào comment chưa? Hikimasu. Rồi, bạn Kim Anh comment rất là nhanh này, bạn có nói đây là từ kéo, đúng rồi. Bây giờ các cái cửa kính của mình ấy hay có gọi là kéo sang hoặc là đẩy vào, đúng không? Thì hikimasu chính là kéo nhá. Ngoài ra nó còn có nghĩa gì khác không? Có bạn nào biết không ạ? Ừ, rồi, nó có thể là phép trừ nha. Rồi, mình sẽ viết là trừ đi, đúng không? Trong phép tính cộng trừ nhân chia ấy thì hikimasu là trừ, được chưa mọi người? Hay, đúng rồi. Còn số 3, hanashimasu là nói chuyện. Hay, hanashimasu. Và cuối cùng, số 4, kakimasu là viết.
Đúng nào, trong quá trình chúng ta chữa thì các bạn nếu mà có từ nào mình bị quên thì nhớ chụp nhanh lại màn hình hoặc là memo vào trong vở trong sách nhá, để mình ôn lại sau buổi live được không ạ? Hai いいですね。行きましょう。20に番。はい。Hay. Ngoài ra thì 20 câu trong các buổi live của Dũng Modi thì sẽ được chắt lọc từ chính giáo trình mà Dũng Modi biên soạn, độc quyền của Dũng Modi luôn. Ngoài ra là những cái câu này rất là hay, những cái câu điển hình dễ sai hoặc là nó rất là phổ biến ấy mọi người, thì sẽ được lấy trong sách này, trong các bài giảng khóa học trên app hoặc là trên web của Dũng Modi. Vì vậy nếu mọi người muốn luyện tập nhiều hơn thì cũng có thể tham khảo các đầu sách hoặc là khóa học của bên mình nhé. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp sang câu 22. Có bạn Kim Anh chọn 2, Đặng Phát 2, Song Hỷ 2, Bảo Long, Huy Vũ cũng chọn 2. Shimete. Ok, hai số desu ne. Chính xác. Samui no de mado shimete mo ii desu ka? Ở đây chắc chắn là ngữ pháp vete mo ii desu ka? Là xin phép, đúng không mọi người? Xin phép làm gì đây nhỉ? Mado chính là cái cửa sổ. Ok, xin phép đóng cửa sổ, đúng không? Bởi vì lý do là gì nhỉ? Samui no de, vì lạnh quá, vì rét quá, đúng không? Tôi đóng cửa sổ lại có được không? Số 1, akeru thì là từ trái nghĩa, đúng không? Nó sẽ mang nghĩa là mở, không phù hợp. Ví dụ nóng quá mở cửa ra thì nghe hợp lý, đúng không? Hajimeru thì hajimete là bắt đầu. Bắt đầu. Ok, còn số 4, sodateru có ai comment chưa? Sodateru. Ok, bạn Kim Anh này. Hay. Rồi, mình nhìn thấy comment của bạn Kim Anh, bạn có nói đây là nuôi dưỡng chăm sóc, chính xác ạ. Nuôi dưỡng, nuôi dạy hoặc là chăm sóc. Rồi, đi tiếp, câu số 23. 23 nào. Digital camera wa kirei ni nani nani kimasu ne. 1. Utsuri. 2. Uchi. 3. Okuri. 4. Ochi. 2. Một động từ đi với đuôi mắt sự bình thường thôi, nhưng mình sẽ căn cứ vào ý nghĩa của câu, đúng không nào? Ok, bạn Tài Sàng là người đầu tiên comment của câu 23, bạn chọn 1 này, Kim Anh chọn 1 là chụp, đúng rồi. Ok, rồi, máy ảnh kỹ thuật số thì chụp đẹp nhỉ. Ok, bạn Lịch Nguyễn, utsurimasu có nghĩa là chụp, đúng không? Liên quan tới cái máy ảnh thì chắc chắn là đúng rồi, đúng không? Còn digital được thì mình sẽ hiểu là máy ảnh kỹ thuật số, đúng không? Chụp ảnh đẹp nhỉ, kire nhỉ. Uchi, nếu mà xét là danh từ thì uchi là nhà, ok. Nhưng các bạn để ý nhé, cái đuôi của chúng ta đang là động từ, đuôi masu. Vì vậy, uchimasu thì mình sẽ hiểu là gì mọi người? Utsu nha. Utsu có nghĩa là đánh, vỗ, gõ, đập. Nói chung là cái động từ này liên quan tới các động từ mang ý nghĩa rất là mạnh mẽ mọi người nha. Hầu như mọi người đều comment là nhà đúng không? Nhưng mà chúng ta đang để ý là có đuôi masu, đuôi động từ nha. Okurimasu rồi, như có bạn Thành này, bạn Hỷ và bạn Kim Anh có comment đây là chữ gửi. Okurimasu là gửi, hay gửi hành lý đúng không? Đồ đạc. Còn ochimasu là rơi dụng. Rơi dụng đúng không? Ví dụ như lá rơi ấy, hay là đồ đạc mình đánh rơi đúng không? Ochimasu. Ok ạ. Tiếp theo câu số 24 cả nhà nhá. Hay 24 nào. 突然 大きな音が聞こえたので何々。1. 集めました。2. 片付けました。3. 驚きました。4. 折れました。何番ですか？Tú Nguyễn chọn 3, Phan Huy Vũ 3, Đặng Phát chọn 3. そうですね。3番です。驚きました。Từ này mình sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Ngạc nhiên. Đúng không? Ngạc nhiên. Giật mình. Đúng không ạ? Lý do mình chọn 3 bởi vì ý nghĩa của câu này đúng không? Tột sư gen là đột nhiên mọi người ạ. Đúng rồi, có Bảo Long và Lịch Nguyễn cũng comment được phương án dịch rồi này. Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh lớn đúng không? Cho nên tôi thế nào? Odorokimashita, tôi giật mình, chính xác. Bây giờ những đáp án còn lại nào. Số 1, số 2 và số 4. Ok, số 1 các bạn có comment là tập hợp, chính xác ạ. Atsumemasu là tập hợp, là sưu tầm. Ok chưa? Sưu tầm tùy ý nghĩa nhá. Katazukemasu, ok, dọn dẹp, chính xác. Dọn dẹp, sắp xếp, đúng không nào? Đấy, ví dụ đồ chơi hoặc là giấy tờ ở trên bàn. Còn số 4, odemasu là từ gãy mọi người nha. Gãy, ví dụ như là trong cây, đúng không? Ki ga odemashita, hay là xương, nghe hơi sợ đúng không? Nhưng nó đi được nha. Cây gãy hoặc là xương bị gãy. Đấy, quá là chi tiết đầy đủ luôn rồi mọi người nhá. Chỉ tội mỗi là viết bảng điện tử cho nên là chữ hơi xấu, mọi người thông cảm. Chịu khó đọc đúng không? Không đến nỗi đúng không? Vẫn đọc được nhỉ? Đấy. Ok, tiếp theo câu số 25 nào. 次です。建物の入り口に A が何々あります。1、向かって。2、触って。3、曲がって。4、飾って。はい、動詞thế て hết đúng không? VT あります。はい、chúng ta cần tìm một động từ có ý nghĩa phù hợp đi được với A. Các bạn biết A là gì chưa nhỉ? Đấy, gợi ý đấy nhá. A là tranh, chính xác. Đặng Phát cũng 4, treo bức tranh, Phan Huy Vũ 4, Lan Nguyễn 4, so this ne. Hay, kazaru, kazatte có nghĩa là trang trí. Các bạn nhớ ra chưa?
trang trí đúng không? Còn ở đâu đây nhỉ? Vị trí của mình chính là lối vào đúng không? Lối vào hoặc là cửa vào của tòa nhà thì có trang trí một bức tranh. Rất là hợp lý đúng không? Hợp tình hợp lý quá. Hay mukate, cái này thì mình cũng học nhiều ở trong buổi live lần trước của tuần trước rồi đúng không? Mukau thì mình sẽ có nghĩa là hướng. Mình hướng cái sự di chuyển đúng không? Hướng tới đâu đó, hướng đến đâu đó. Còn sawaru là sờ chạm. Ok, cái này của N5 thôi đúng không? Sờ chạm. Còn magate là rẽ quẹo liên quan tới giao thông. Rẽ trái quẹo phải đi mọi người. Tiếp nha, câu số 26. Haru yasumi wa nani ka nani nani ga arimasu ka? 1. Yote 2. Kote 3. Yoke 4. Koke 26 chọn 1. Ừ, bạn Lịch Nguyễn có dịch như sau này. Kỳ nghỉ xuân bạn có dự định gì không? Ừ, so desu ne, chính xác quá. Yote chính là từ dự định hoặc là kế hoạch. Đúng không mọi người? Dự định, kế hoạch. Được chưa ạ? Đấy, yote ga arimasu ka? Đúng không? Bạn có dự định gì cho kỳ nghỉ xuân hay không? Haru yasumi. Còn kote, có bạn nào biết số 2 không? Kote chính là từ cố định mọi người nha. Đó, bạn nào mà không biết hoặc là mình biết nhưng mà hiện tại mình bị quên thì vẫn có thể là memo lại mọi người nhé. Còn số 3 và số 4 thì không có chữ nào có cách phiên âm hoặc là đọc như thế này. Nghỉ xuân chứ nhỉ, không phải nghỉ hè đâu mọi người nhé. Nghỉ hè nó phải là natsu yasumi đúng không? Bình thường vô hình chung chúng ta hay nói nghỉ là có nghỉ hè, nhưng mà các bạn ở bên Nhật thì mọi người sẽ thấy là có cả nghỉ đông, có cả nghỉ xuân vân vân đúng không? Hai. Kono nimotsu wo asoko ni nani nani kudasai. 1. Chutaete. 2. Otoshite. 3. Ukete. 4. Hakonde. So desu ne. Rất nhiều phương án 4 được đưa ra. Hakonde là của động từ hakobimasu, chính là từ gì nhỉ? Vận chuyển rồi. Ok, liên quan tới đồ đạc hành lý thì quá là hợp lý luôn đúng không? Hãy vận chuyển cái gì nhỉ? Hành lý này ra chỗ kia đi, đúng không nào? Ok ạ. Số 1, tsutai được là gì nào? Hãy Thanh Thảo rằng rất nhanh này. Số 1 là truyền đạt, rất tốt ạ. Đó. Ichi ba. Hai, truyền đạt. Ok. Tsutai được. Số 2, otoshimasu, otosu nào? Số 2, otosu là đánh rơi. Hai, ví dụ đánh rơi ví đúng không? Còn uke được là nhận. Ừ, ok, đúng rồi ạ. Hai. Đó, rất nhiều bạn comment, mọi người nhớ đáp án rồi. Hãy, 28 nào. 28. Nani nani no jikan ni mani awanai kamoshirenai. Hãy, ngữ pháp kamoshirenai. Các bạn có nhớ cái đuôi này không? 1. Yakusoku. 2. Taiyo. 3. Jūbun. 4. Yajirushi. Yajirushi. Hãy, Hùng Văn Bùi chọn 1. Yakusoku. Có lẽ tôi không kịp giờ hẹn. Ừ. Kim Anh chọn 1, so desu ne. Hãy, chính xác rồi. Cô tài quá. Ichiban desu. Hãy, omedetou gozaimasu. Tất cả mọi người đều làm đúng. Hôm nay chưa thấy đáp án nào mà phải ai mai đúng không? Các bạn đều làm rất tốt luôn. Rồi, chúng ta sẽ check câu này nhá. Yakusoku no jikan ni mani awanai kamoshirenai, đúng không? Có thể tôi sẽ không kịp giờ của cuộc hẹn đâu. Đúng chưa nào? Hãy. Yakusoku thì sẽ có hai nghĩa nhá. Một, trong câu này mình sẽ dịch là cuộc hẹn, đúng không? Ngoài ra, có bạn nào biết nghĩa khác không? Nó còn một nghĩa nữa đấy mọi người, đó là lời hứa, đúng rồi. Lời hứa mọi người nha. Đấy. Còn số 2, taiyo, mặt trời, ok, Bảo Long chính xác, mặt trời. Số 3 và 4 thì sao ạ? Trời ơi, không có kanji không hiểu được ạ. À, so desu ne. Vì trình độ N4 thế cho nên là kanji nó cũng sẽ ít hơn, đúng không? Hầu như sẽ viết bằng hira nhiều hơn ạ. Số 3, đúng rồi, Quỳnh Như cũng comment rồi, đây là chữ đầy đủ. Đầy đủ, sung túc với mọi người, đầy đủ. Còn số 4, yajirushi là mũi tên. Ok, mũi tên, chính xác. Hướng mũi tên, ok. Số 3 là tự do, tự do không phải là jūbun nhá. Tự do phải là từ jiyū, Phan Hy Vũ nha. Kiyotsukete. Jiyū mới đúng nha. Đấy, 29. Sumisu-san wa itsumo nani nani benkyo shite imasu. 1. Daiji ni. 2. Daisetsu ni. 3. Nesshin ni. 4. Masugu ni. Hãy. Anh Smith lúc nào cũng học hành chăm chỉ. Ok, bạn Lịch Nguyễn dịch rất hay này. Quỳnh Như chọn 3, Hương 3. Anh Sumisu lúc nào cũng học hành chăm chỉ. Song Hỷ cũng 3. Ok ạ. Nesshin ni có nghĩa là nhiệt tình, nhiệt tâm đúng không? Học một cách nhiệt tình ấy mọi người, là học rất là chăm chỉ, cần cù, chịu khó đúng không nào? Vì vậy câu này mình sẽ dịch như thế nào? Anh Smith lúc nào cũng học hành rất là chăm chỉ. Đúng rồi, bạn Quang có comment là học nghiêm túc. Ừ, ok, học một cách nhiệt tình. Đúng rồi Quỳnh Như nha. Còn từ Daiji nào?
So this này, 1 với 2 thì đều mang nghĩa là quan trọng, đúng rồi. Hoặc là trong câu gọi là odaiji ni, các bạn có hay nói như vậy không? Odaiji ni là mình sẽ chúc ai đó mau khỏe, đúng không? Chúc người bị bệnh, bị ốm ấy khi mà mình đi đến thăm họ. Còn taisetsu ni, ví dụ như là các bạn rất là trân trọng, coi trọng cuộc sống hiện tại này, hoặc là trân trọng khoảng khắc thời gian mà mình dành cho gia đình ấy, thì mình hay dùng là taisetsu ni shite iru, đúng chưa? Còn số 4, masuzu ni iku, có nghĩa là đi thẳng. Hay, đi thẳng, học say mê luôn à. Hay, có bạn nào học say mê được như thế này không? Hey, いいですね. Học vì đam mê, có đây là học say mê luôn, đúng không ạ? Ok, câu 30 nào. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy mọi người. 10 câu đầu tiên. 試験問題は何々より難しかったです。1. 思った2. 見た 3. 読んだ 4. 書いた Hey. 試験問題は何々より難しかったです。Câu 30 cả nhà ơi. Đáp án nào nhỉ? Tất cả đều được chia thành thể tạ rồi, vê tạ rồi. Và trong câu này còn có ngữ pháp liên quan tới so sánh, đúng không? Yori mình sẽ dịch là hơn, đấy. Cái gì hơn cái gì? Tất cả mọi người đều chọn một, đúng không? Hãy có một số bạn đã dịch như sau này. Câu hỏi trong bài thi đã khó hơn tôi nghĩ. So this ne. Hãy omotta là nghĩ, đúng không? Và đây mình sẽ có chủ ngữ là câu hỏi trong bài kiểm tra, trong bài thi, đúng không? Đã khó hơn tôi nghĩ, omotta, chính xác. Còn lại 2, 3, 4 có dễ không mọi người? Toàn là những từ vựng liên quan đến cấp độ N5 thôi, đúng không? Miru là nhìn, đây, mình có con mắt, đúng không? Nhìn, xem, ngắm, vân vân. Yonda là đọc, còn kaita là viết. Đấy, nhìn chữ Hán, mặc dù nếu mà không có phiên âm bên trên thì chắc chắn các bạn vẫn đọc được, đúng không? Bởi vì đây là những cái từ chữ Hán cũng như là từ vựng rất là sơ cấp, rất là cơ bản thôi mọi người nhé. Hãy tiếp ạ. Kim Anh 1, Hương 1, ok, hãy ipai đã, đúng không? Câu này cũng là một câu khá là dễ bởi vì chúng ta có một cái vế trước gợi ý, đúng không? Takusan tabete có nghĩa là ăn rất là nhiều, cho nên onaka ga ipai đã, đúng rồi, cho nên là bụng no, đúng không? Còn suita thì là từ trái nghĩa, đây là đói, đúng không nào? Onaka ga suita. Konda là gì mọi người nhỉ? Konda là đông, đúng không? Đông đúc, nói về đường xá này hoặc là cửa hàng, cửa tiệm. Còn số 4, anshin là gì? Yên tâm, đúng chưa nào? Yên tâm. Hãy obotemas ka? Mọi người check lại xem là mình có nhớ được tất cả những từ vựng có trong câu không nhá. Hãy, nếu mà quên hay rơi rớt ở đâu thì nhớ chụp ảnh lại màn hình hoặc là comment lại nha. 32. Seki ga nani nani kara suwarimasen ka? 1. Sunde, sunda. 2. Aita. 3. Ugoita. 4. Kawatta. Rồi, tất cả đều là chia thể tạ, đúng không? Veta kara. Kata đây chia vì, đúng không? Vì, chấm chấm chấm. Bạn Hương rất là nhanh. Bạn Hương chọn 32 là 2 này. Ok. Phương 2, Song Hỷ 2, So this ne, ni bằng des. Chúng ta sẽ có cả cụ seki là cái ghế, đúng không? Chỗ ngồi ấy mọi người. Seki ga aita kara, vì chỗ này còn trống, cho nên suwarimasen ka, muốn hỏi đối phương, đúng không? Bạn có muốn ngồi hay không? Đấy, ví dụ chỗ mình đang trống, đúng không? Đi xem xem phim thì mình hay phải mua vé, đúng không? Mình lên xe buýt chẳng hạn, đi tàu chẳng hạn, đúng không? Chỗ bên cạnh mình vẫn còn trống và mình mời mọi người là mọi người có muốn ngồi ở đây không? Vì chỗ này vẫn còn trống đây này. Đó. Còn sunda, sunda là có từ gì mọi người nhỉ? Ừ, đúng rồi, số 1 là sống, chính xác ạ. Thanh Thảo comment rất là tốt này. Hãy, sunda là sống thì hay đi với chữ từ là nhị, đúng không? Ví dụ Tokyo nhị sunde imasu. Còn ugoku là chữ động nên mình sẽ dịch là chuyển động. Chuyển động. Hãy, còn số 4, kawatta, có bạn nào comment chưa? Kawarimasu. Ừ, rồi có bạn comment là thay đổi này. Thay đổi, kawarimasu. Ok, thay thế. Kawaku còn có nghĩa là khát, đúng không? Nó sẽ tùy vào chữ Hán cũng như là danh từ phía trước đi kèm nhá. Sumimasu, đúng rồi. Hãy tiếp tục câu số 33. Hãy Lịch Nguyễn này, hãy thái nhỏ rau. Ok, hãy cắt nhỏ rau ra. Ok, 33 chọn 4 Quỳnh Như. Hãy so desu ne. Komakaku kitte. Kiru ở đây là cắt là thái, đúng không? Liên quan tới rau mình dịch là thái nhá. Hãy thái rau nhỏ ra, đúng không? Komakaku. Số 1, 2 và 3 mang nghĩa là gì nào? Ok, đây số 1 bạn Thanh Thảo nói là đáng sợ, so desu ne. Cố vai mà, đúng không? Bạn dịch đúng rồi nhá. Đáng sợ. Hãy số 2 thì sao? Kanashiku. Ừ, bạn Hỷ comment là buồn, chính xác. Kanashi. Fukaku, fukai là gì cả lớp nhỉ? Fukai là sâu, đúng rồi. Sâu nói về mực nước hoặc là kiến thức hoặc là suy nghĩ thâm sâu nhá. Nói chung là cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều ok. Hãy buồn sâu, đúng không? Ok đấy, đó như bạn Mỹ này, bạn comment rất là rõ ràng. Một là sợ, hai là buồn, ba là sâu. Ok. 34 nhá. Sanju yong ba. Daigaku o sotsugyo shite mo nihongo no benkyou o nani nani tsumori desu. 1. Tsuzukeru. 2. Suteru. 3. Todokeru. 4. Nemuru. Hai. Chắc chắn rồi, liên quan tới ngữ pháp tsumori, đúng không? Đằng trước sẽ là vê đự hoặc danh từ no. Ở đây cả bốn đáp án đều có đuôi vê đự. Hai. Vậy thỏa mãn cái cách kết hợp rồi, đúng không? Còn về ý nghĩa thôi. Ý nghĩa nào? Bạn Kim Anh rất là nhanh. Bạn comment là 1. Tiếp tục.
Đấy, Dung Khánh cũng chọn một, so this này. Các bạn dịch được câu này chưa nhỉ? Hơi dài một chút xíu nhưng không khó đâu đúng không? Mình sẽ chia làm hai vế. Vế số 1 là tê mộ, ngữ pháp cuối nửa năm đúng không? Dù tốt nghiệp trường đại học đúng không? Nhưng mà tôi vẫn có dự định làm gì nhỉ? Tiếp tục sự kê đựng việc học tiếng Nhật của mình, chính xác. Ste được là vứt, chính xác. Ví dụ vứt rác đúng không? Vứt rác. Tố đô kê đự, từ này gặp khá là nhiều trong đề N3 của tuần trước. Có bạn nào xem livestream tuần trước không? Tố đô kê đự sẽ là từ chuyển đến hoặc là gửi đến đúng không? Hành lý, đồ đạc hoặc là những cái món đồ mà mình order trên mạng ấy, nó tố đô kê đự, nó được gửi đến. Còn nếu mua đự thì là ngủ thôi, đúng không? Rất là dễ ạ. Ngủ. Hai, so this ne. 35 nha. Câu tiếp theo nào mọi người. Sugi kimasho. Hai, 35. Kuruma no nani nani ga amari nai kara toku e ikemasen. 1. サンダル 2. カメラ 3. ゼロ 4. ガソリン Hai, chắc chắn hôm nào cũng sẽ có ít nhất 1-2 câu katakana đúng không? Katakana. Hai. Các bạn giải quyết được câu này không ạ? Huỳnh Như 4. Vì xăng của xe hơi không còn nhiều nên không thể đi xa được. Hai, cách gì của Bảo Long khá là hay. Vì không còn nhiều xăng nên không đi xa được. Ok. Hai, ý đấy, chính xác. Mình có gợi ý ở đây là từ kuruma liên quan tới xe cộ thì mình sẽ chọn đáp án 4 được đúng không? Là xăng. Đấy, những phương án dịch của các bạn rất là hay này, đó là cả đà là chỉ nguyên nhân lý do đúng không? Vì xe không còn nhiều xăng cho nên ikemasen thể phủ định đúng không? Không thể đi xa được, chính xác. Số 1 sandaru. Ok, bạn Kim Anh rất nhanh, đó chính là cái dép mọi người nhá. Dép sandan ấy. Đấy. Không biết cái này đúng nhá. Dép sandan này. Số 2 camera thì khỏi nói rồi đúng không? Dễ quá, máy ảnh. Còn số 3 zero chính là zero, chính là con số 0 đúng không? Một con số 0 tròn chỉnh. Zero. 2 36 nào. Hai. Kaze o hikimashita kara shokuji no ato ni kono kusuri o nani nani narimasen. 1. Tabete wa. 2. Tabenakute. 3. Nomanakute mo. 4. Nomanakereba. Hai. Liên quan tới thuốc đúng không các bạn thấy không ạ? Tất cả những cái câu nó sẽ có ít nhiều một hai sự gợi ý nào đấy cho mình có thể là loại trừ và chọn được đáp án nhanh hơn. Thì ở đây mình liên quan tới viên thuốc đúng không, viên thuốc à. Đấy, thế cho nên chỉ có động từ uống thôi, đáp án 2 và 1 loại ngay, không có ăn thuốc phải không nào. Bây giờ các bạn xem là cách chia nào của động từ nô mự phù hợp nhất để có thể đứng trước với nadimasen nha. Đây là ngữ pháp N5 thôi ạ, N5 thôi. Phải uống, đúng rồi, như Quỳnh 4, Thanh Khiết 4. Ok, để xíu, hãy phải uống thuốc đúng không. Mình sẽ có cả cụm là nakereba nadimasen, ý nghĩa là phải. Hãy, câu này cả lớp dịch được chưa nhỉ? Vì tôi bị cảm đúng không? Cho nên phải uống thuốc này sau khi ăn. So this ne. Số 3 nó cũng là uống nhưng mà lại chia là gì nhỉ? Nomanakutemo i desu. Đấy, câu này thì sẽ mang nghĩa là không cần uống cũng được đúng không? Nói chung là ngữ pháp không cần làm V cũng được. Hai. Ok, 37. 37. Ashita wa taisetsu na kaigi ga arimasu kara nani nani wa ikemasen. 1. Okureru. 2. Okurete. 3. Okurenakute. 4. Okuretemo ii. Hai. Lại là một câu về ngữ pháp đúng không? Ngữ pháp này của N5 phải không mọi người? N5. Cả bốn đáp án đều có chung một động từ là okureru, chính là từ chậm trễ, là từ muộn. Thì theo mọi người kết hợp như thế nào đứng trước wa ikemasen? Câu này có dễ không? Bạn Hương 27 bạn chọn 2 rồi. Okurete, ok ạ. Quỳnh Như chọn 3. Bắt đầu có những phương án khác nhau đây. Các bạn đang bị phân vân giữa 2 và 3 mọi người. Thanh Thảo cũng 2, Nguyễn Thắng chọn 2, Song Hỷ chọn 3, Bảo Long 2. Đấy, số 2 và số 3 thì một cái là khẳng định, một cái là phủ định đúng không? Nhưng mà cái ngữ pháp của chúng ta sẽ là VT đúng không? Mình cho VT lên đây nhá. VT wa ikemasen là một câu cấm chỉ đúng không? Không được làm V. Đấy, vì ngày mai có một cuộc họp rất là quan trọng cho nên không được đi muộn, không được chậm trễ. Đúng không nào cả nhà? Việc đi trễ là không được. Ừ đấy, thế cho nên chúng ta phải chọn là okurete chứ, không thể là V đựng quá đúng không? Hay là nakute wa và nakute là temo i wa ikemasen. Nói chung là đây là những cách kết hợp sai. Ok chưa mọi người? Sai nhá. Vì ngày mai có cuộc họp quan trọng nên không được đi muộn. Ừ, chính xác. 38. Watashi wa kono mondai ni nani nani koto ga dekimasu. 1. Wakaru. 2. Dekiru. 3. Shiru. 4. Kotaeru. Như Quỳnh chọn 4 là trả lời, chính xác. So this ne, kotaeru nó hay đi với trợ từ ni này, đúng không? Đó là tôi có thể trả lời được câu hỏi này. Câu số 1, wakaru là hiểu này. Số 2, dekiru là có thể, có khả năng làm gì đó. Số 3 là chiru là biết, đúng không? Ngoài ra nếu mà các bạn không có thời gian mà có thể xem hết được livestream hoặc là vào muộn một chút ấy thì các bạn có thể xem lại trên kênh Facebook này luôn, hoặc là xem lại trên YouTube cũng có bản đĩa được cắt ngắn lại, thì mọi người cũng có thể là chủ động thời gian và xem thêm, xem lại ở nhà nhé.
Đó, ngoài ra thì kênh YouTube của Dũng Modi cũng có đăng tải rất là nhiều những video học tiếng Nhật hay ho xịn sò. Vì vậy là mong các bạn cũng có thể là follow, cũng có thể là bấm nút đăng ký cho kênh YouTube của Dũng Modi nữa nha. Hãy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu số 39. Nihon dewa hatachi ni naru made tabako nani nani wa ikemasen. Mình lại lặp lại ngữ pháp này rồi này, chắc chắn là VT đúng không? Mình vừa chữa ở câu trước xong. Vì vậy số 1 sai. À, bây giờ loại được số 1 rồi, còn số 2, 3, 4 đúng không? Các bạn xem VT chia thế nào là đúng nhá. Hãy Kim Anh chọn 3, Kim Anh rất là nhanh luôn. Mỹ 3, Nhun Nhun 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Hãy. Rồi, đấy mọi người lại phân vân tiếp 3, 4 tức là T hay là Nakute đúng không? Nhưng ngữ pháp của chúng ta là VT mọi người nhá. VT wa ikenai hoặc là ikemasen là cấm không được làm gì. Ở đây liên quan tới quy định pháp luật của Nhật Bản đó là ở Nhật đúng không? Thì chưa tròn 20 tuổi hoặc là chưa đủ 20 tuổi thì không được phép hút thuốc mọi người ạ. Cắn thuốc. Động từ này động từ hút chứ đúng không? Ở Nhật chưa đủ 20 tuổi thì không được hút thuốc. Ok, bạn Hương dịch rất tốt này. Nói chung có ma đấy ở đây mọi người sẽ hiểu là phải từ 20 tuổi trở đi đúng không? Thì mình mới được hút thuốc nhá. Hay, vì vậy tabako sutte wa ikemasen. Câu cuối cùng, sai go desu. Kono mise wa petto to issho ni nani nani koto ga dekimasen. 1. Hairu. 2. Hairi. 3. Hairanai. 4. Haitte. Hai. Tiếp tục là một ngữ pháp N5 tiếp. Đúng không? Hai. Mình sẽ có cách chia như thế nào để đứng trước V được. À, komenasai. Vừa nói luôn đáp án rồi đúng không? Đứng trước ngữ pháp koto ga dekiru, koto ga dekinai nào. Hai. Câu này bản chất giống câu hồi nãy, đúng rồi, nó đều là ngữ pháp đấy thôi, chỉ là thay đổi một chút xíu về câu cú cũng như là từ vựng ở trong câu thôi đúng không? Dung Khánh chọn 3, Huyền Thắng 1. Song Hỷ 1, 1, 3. So desu ne, đáp án của mình là 1, hay được koto ga dekimasen. Thì cái này diễn tả khả năng đúng không? Đó là không thể dẫn theo, đúng không? Dẫn theo cái gì đây nhỉ? Thú cưng vào cửa hàng này, nhà hàng này. Toàn ngữ pháp N5 vệ sensei. Mọi người hình dung nhé, là khi mà chúng ta đi thi N4 ấy, thì nó sẽ chắc chắn là có N5. Bởi vì N5 là cái cơ bản, cái cơ sở nhất để mình đi lên mà, đúng không? Còn N4 thì sẽ có những câu khó hơn này, hoặc là chữ Hán từ vựng liên quan tới trình độ đấy. Cho nên là trong quá trình mà chúng ta xem live này, hoặc là các bạn luyện tập làm đề thi thử ở nhà ấy, thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên là sao lại có N5 đúng không? Hay thậm chí là có một chút xíu một hai câu của N3 gì đấy. Thì đề thi nó sẽ phân bổ các level trước và level sau một chút đấy mọi người nhé. Cửa hàng này không được vào cùng quái thú. Cách gì quá là omoshiroi, quái thú luôn. Thú cưng đúng không? Mình phải gọi là tai xiết sự chứ đúng không? Cửa hàng này không thể vào cùng với thú cưng. Hay. Phương án dịch thì có thể khác nhau một chút xíu đúng không? Nhưng mọi người đã hiểu được bản chất từ vựng cũng như là ngữ pháp sử dụng trong câu này chưa ạ? Ok chưa? 41. Hay. Omocha nani nani wa gokai ni arimasu. 1. Gaijo. 2. Basho. 3. Omote. 4. Uriba. Hay. Châm Trần, bạn có chọn 1 rồi này. Bạn Phi Phạm chọn 4. Hay Udiba. Hay Hà Phương chọn 4, Bùi Thị Nhung cũng chọn 4, chính xác. Cô tài bạn Yong Bang des. Udiba là một từ vựng mà chúng ta chắc là học từ N5 rồi đúng không? Nó có nghĩa là những cái quầy bán hàng ấy. Cụ thể thì đây là quầy bán đồ chơi nên họ sẽ ghép là Omocha Udiba đúng không? Và có ở tầng mấy mọi người nhỉ? Gokai chính là tầng 5, chính xác. Bạn Phi Phạm có dịch như sau này. Địa điểm bán trà, không phải là Ocha nhá mà là Omocha thì sẽ có nghĩa là đồ chơi. Phi Phạm sàng được chưa nhỉ? Đó, địa điểm bán đồ chơi thì là nằm ở tầng 5. Ok des. Câu số 1 chúng ta có từ gaijo là từ gì mọi người nhỉ? Hội trường đúng không? Để tổ chức hoặc diễn ra một cái sự kiện gì đó. Số 2 mình có từ basho. Basho là địa điểm này. Còn số 3 từ omote. Omote là bề mặt hoặc là mặt ngoài. Ví dụ như là mặt ngoài thì trông anh ta có vẻ hiền lành đấy, nhưng mà thực ra rất là khó tính. Mọi người nắm được chưa nhỉ? Đây là những ý nghĩa của những từ còn lại nhá. Hai ý desu ne. Ok, rồi khởi động bằng một câu rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo, câu số 42 ạ. Hãy 見てください. 週末一緒に勉強する何々をしました。1. 説明 2. 道具 3. 予約 4. 約束 Ở đây thì người ta yêu cầu mình tìm một từ đúng không? Để có thể ghép được với oshimashita ở đằng sau. Tuy nhiên thì mình cần phải dịch qua câu đúng không? Để nắm được đại khái ý nghĩa của câu này là gì thì lựa chọn sẽ chính xác hơn. Có bạn Bùi Thị Nhung chọn 4. Yakusoku. Rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ chữa về đáp án đúng trước nhá. Đáp án đúng của câu này chính là yon bang yakusoku. Từ này thì sẽ có hai nghĩa, một là cuộc hẹn. Đúng không? Cuộc hẹn nè. Hai là lời hứa. Theo các bạn trong câu này thì ý nghĩa nào là phù hợp nhất nhỉ? Lời hứa thì mình hay đi với là giữ lời hoặc là thất hứa đúng không? Còn trong câu này thì mình sẽ dịch ý nghĩa số 1 là cuộc hẹn nhá. Cuối tuần thì tôi có hẹn là sẽ học cùng với bạn đúng không? Đó, ok, đúng rồi. Cuối tuần chúng tôi có hẹn là học cùng nhau. Ok ạ, à, bạn Thanh Hằng có dịch đúng rồi này. Tiếp theo từ số 1, setsume chúng ta cũng học rồi. Nó sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Giải thích, đúng không?
Setsume, giải thích hoặc là hướng dẫn tùy trường hợp, tùy cái văn cảnh mọi người nhé. Hay. Tiếp theo chữ số 2 của chúng ta, đô gự lá, dụng cụ nào, dụng cụ. Còn chữ số 3, yoya cự lá, đặt chỗ đặt trước, ví dụ mình đặt trước khách sạn hoặc là nhà hàng đặt chỗ ấy mọi người, đó gọi là đặt trước nhá. Ok, chuyển sang câu tiếp theo, câu số 43. Kyo no ryori wa itsumo to nani nani ga chigaimasu ne. Hai. Một này, aji. Số 2 là minna, số 3 là nodo và số 4 là nimotsu. Nào các bạn khác đã có phương án của mình chưa? Hay bạn Trịnh Mạnh cũng chọn 1, ok ạ. Trịnh Vũ cũng chọn 1 rồi. Các bạn đang nghiêng về phương án 1 rất là nhiều đúng nào? Chính là từ aji. Rồi, các bạn thử dịch câu này xem nào. Kyo no ryori wa đúng không? Món ăn của ngày hôm nay itsumo to aji ga chigaimasu ne. Có vị thế nào mọi người nhỉ? Chigaimasu là khác đúng không? Khác so với mọi khi nhỉ? Có thể là nó ngon hơn mà cũng có thể là dở hơn đúng không? So với mọi khi. So desu ne, bạn Bảo Long có dịch như sau. Món ăn hôm nay lúc nào cũng có vị khác nhỉ? À, ở đây là mình sẽ so sánh đúng không? Là cái vị của món ăn hôm nay với mọi khi nhá, thì nó sẽ khác nhau. Món ăn hôm nay gia vị khác với mọi khi. Ừ, cái vị tức là khi mà mình ăn vào đúng không? Mình thưởng thức món ăn và mình cảm nhận được cái sự khác nhau đó. Từ minna mình sẽ có từ mọi người đúng không? Mọi người này. Tiếp theo, nodo là cổ họng. Ví dụ, rồi, nodo là cổ họng. Ví dụ như là cổ họng tôi bị đau đúng không? Nodo ga itai. Đấy, nodo. Và số 4, nimotsu là hành lý. Ok ạ, mọi người nắm được hết ý nghĩa của ba từ còn lại chưa nhỉ? Rồi, câu này cũng khá là dễ đúng không? Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo là 44. Kono yama wa tenki ga ii to totemo nani nani ga kirei desu yo. 1. Kaigan. 2. Gamen. 3. Hanami. 4. Geshiki. Hai. Trong câu này thì không có quá nhiều chữ Hán hoặc từ mới khó đúng không? Chúng ta sẽ dịch để hiểu hàm ý đại khái của câu văn nhá mọi người nhá. Đó là ngọn núi này đúng không? Nếu vào thời tiết đẹp, trời nắng ráo này đúng không? Thì cái gì đấy nó cũng rất là đẹp nhỉ? Ừ, Nguyễn Dung 4, Song Hỷ 4 là mọi người đang nghiêng về phương án Geshiki đúng không nào? Mỹ chọn Geshiki. Rồi chúng ta thử nghe phương án dịch của bạn Quốc nhá. Ngọn núi này thời tiết mà tốt thì cảnh rất đẹp nhé. Ok ạ. Trịnh Vũ chọn 4, Ngọc Cảnh 4, Nguyễn Liên 4, chính xác mọi người. Đáp án của chúng ta là Yong và Geshiki là phong cảnh đúng không? Ghép lên câu trên chúng ta sẽ có thể dịch là gì nhỉ? Ngọn núi này này, nếu mà thời tiết tốt thì phong cảnh sẽ rất là đẹp đấy, đúng chưa nhỉ? Yo là một cái vĩ tố rất là hay sử dụng trong kaiwa hàng ngày, các bạn có hay nói hoặc hay nghe người Nhật nói không? Thì nó sẽ là đấy đúng không? Để truyền đạt, để thông báo một thông tin mà có thể người nghe không biết. Ok chưa? Rồi, con số 1 từ cai găng của chúng ta chính là bờ biển. Bờ biển, được chưa nào? Số 2, từ gamen là màn hình, ví dụ như màn hình điện thoại, máy tính á mọi người. Hãy, basoko no gamen, sumaho no gamen. Còn số 3, hanami chính là từ ngắm hoa. Từ này thì có xuất hiện trong buổi live của ngày hôm qua luôn, đúng không? Đi ngắm hoa anh đào chẳng hạn này. Đó, hanami. Tsugi, tiếp tục nào, câu số 45 của chúng ta. Gomennasai, shumatsu wa chotto nani nani ga warui desu. 1. Yote. 2. Tsugo. 3. Bangumi. 4. Wariai. Hãy. À, bạn Chu Thị Hồng chọn 2, ok. Mỹ cũng chọn 2, rồi chính xác. Đáp án của chúng ta sẽ là cả một cụm Sugo ga wadui, có nghĩa là mình không tiện đúng không? Không thuận tiện hoặc là không rảnh, không có thời gian. Đó, thì các bạn sẽ dịch lên câu này đó là gì nhỉ? Xin lỗi nhé, đúng không? Cuối tuần này thì tôi không rảnh lắm, hoặc là tôi không có thời gian, hoặc tôi không tiện lắm, đúng không? Đây là một cách từ chối khéo mọi người, Sugo ga wadui. Ngược lại của nó chính là từ Sugo ga i, đúng không? Rất là thuận tiện hoặc là rảnh hoặc là có thời gian làm gì đó. Còn số 1 từ yote nào. Yote mình sẽ dịch là dự định, đúng không? Dự định, thậm chí nó còn là cả một cái ngữ pháp của N4 của chúng ta luôn đúng không? Vê đựng hoặc danh từ no cộng với yote desu. Số 3 từ bangumi là các chương trình ở trên TV mọi người nhá. Đấy, ví dụ chương trình 2 rồi là chương trình thời sự gì đó thì gọi chung là bangumi, chương trình trên TV nào. Còn cuối cùng từ wadiai, có bạn nào biết từ này không? Đó chính là từ tỷ lệ nha. Rồi tiếp tục sang câu số 46. Rồi, bạn Bảo Long chọn 4, Hùng Anh chọn 3. Nga Anh 4 là mọi người đang nghiêng về hai phương án 3 hoặc là 4 phải không nhỉ? Sáng nay đồ đã giặt vẫn chưa khô rồi. Và bạn Mạnh Quốc cũng có comment phương án dịch của bạn, đó chính là sáng nay quần áo giặt vẫn chưa khô. So desu ne, chính xác. Đáp án của chúng ta là số 4 mọi người nhá. Kawaku, kawaite là động từ khô. Đó, các bạn ghép lên câu trên xem có hợp lý không nào. Chủ ngữ sẽ đứng trước gạ, đúng không? Đó là bộ quần áo sáng nay tôi đã giặt thì nó mada imasen, đúng không? Nó vẫn chưa khô. Có hợp lý không nhỉ? Ví dụ hôm nay trời mưa, trời âm u đúng không? Phơi từ sáng đến giờ nó vẫn chưa khô. Thế còn số 3 nhiều bạn đang bị nhầm đây. Nurete có nghĩa là ướt. Nếu mà nó vẫn đang ướt thì, đúng xác mọi người nhá. Nếu mà nó vẫn đang ướt thì cái đuôi này của mình phải là mada nurete imasu, làm gì phải là imasen đâu, đúng không cả nhà? Vì vậy cái đuôi này nó sẽ là sai, cho nên tạo thành đáp án 3 bị sai. Còn số 1 hiete có nghĩa là làm lạnh, ví dụ ở nhiệt độ thường sau đó chúng ta làm lạnh để cho ăn hoặc là uống hoặc để bảo quản đồ ăn ấy.
Ví dụ khi chúng ta mua bia về đúng không, mình sẽ làm lạnh bia bằng cách là mình để vào trong tủ lạnh, để vào trong nước đá chẳng hạn. Đấy, thì đấy chính là động từ hiete của mình này. Còn số 2, từ náo tệ, náo đội là khỏi, liên quan tới bệnh tật đúng không? Bởi vì nếu viết chữ Hán thì đây sẽ là trị, trong từ trị bệnh, trị liệu. Ví dụ như bệnh cảm cúm đã khỏi rồi chẳng hạn đúng không? Kaze ga naotte imashita, được chưa nào? Hai, tsugi desu. Ototo to nani nani shite hana ni ageru prezento o erabimashita. 1, sanse. 2, aisatsu. 3, soudan. 4, henji. Hai, năm vàng desu ka? Huỳnh Như 3, Phi Phạm 3, Nguyễn Dung 3, bạn Linh 3. Hai, đáp án chính xác của chúng ta là 3, sang bằng this next. Từ soudan ở đây có nghĩa là từ trao đổi, là thảo luận đúng không nào? Hai. Trao đổi hoặc là thảo luận. Rồi. Hay. Vậy cả câu mình có thể dịch là sau khi trao đổi với em trai đúng không? Thì chúng tôi đã chọn được món quà để làm gì nhỉ? Để tặng cho mẹ. Ok chưa các mình? Rất là hợp lý đúng không nào? Còn từ sanse có nghĩa là tán thành, đồng ý. Ví dụ như chúng ta nói là tán thành, đồng ý với quan điểm của ai đấy thì nó sẽ ok hơn, đúng không? Ví dụ như là ototo no ikeni sanse suru chẳng hạn, đúng không? Là đồng ý với quan điểm của em trai. Còn số 2, từ aisatsu chính là chào hỏi, đúng không nào? Ví dụ như là ohayo, rồi là oyasumi, đấy, thì gọi là aisatsu. Còn henji là phản hồi, phản hồi này, hoặc là trả lời, hồi âm, vân vân. Đó, khi mà các bạn trả lời email hoặc là tin nhắn, đó, thì mình sử dụng động từ này mọi người nhé. Hai. Ok です. Hai, 次. 48番. Hai. Tiếp theo nào. 昨日, うちの猫が子供を3匹何々1しました。2出しました。3やりました。4産みました。Hai. Chủ ngữ chính ở đây là neko đúng không? Con mèo nhà tôi ngày hôm qua nó đã như thế nào đó? Ba con mèo con. Biki ở đây là đơn vị dùng để đếm con vật đúng không? Và cụ thể là kodomo, neko no kodomo đúng không mọi người? Đấy, thì theo các bạn động từ gì hợp lý nhá? À, đẻ đúng không? Bảo Long bạn chọn 4 này. Thiên Long chọn 3. Yarimashita. Ừ, Mạnh Quốc chọn 3. Ok. An Nguyễn 4, Hà Phương 4, chính xác. Mình có động từ umimashita là sinh nở, sinh đẻ đúng không? Đó, thì ghép lên câu này nào. Con mèo nhà tôi đúng không? Hôm qua đã đẻ được 3 con mèo con. Hay, được chưa nào? Con số 1 có một số bạn đang chọn này. Yarimashita nó là từ làm bình thường thôi, đúng không? Thực hiện hành động gì đó thôi. Tương tự với shimashita cũng có nghĩa tương tự, đúng không nào? Còn dashimasu thì nó có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ như là nộp, khi mà chúng ta nộp bài tập ấy ạ, shukudai o dashimasu. Hay là các bạn nộp báo cáo đi, reporto dashimasu này. Ngoài ra nó còn có nghĩa là vứt rác đi với, rác là gì nhỉ? Gomi, đúng không? Gomi o dashimasu. Còn một nghĩa nữa cũng hay được sử dụng, đó chính là gửi thư. Các bạn gửi thư ở bưu điện này, hoặc là cái posto ấy. Đấy, thì mình sẽ gọi là tegami o dashimasu. Để cho mọi người, thì trong quá trình chúng ta học từ vựng hay là chữa ở trên live stream, thì thay vì mình học từ đơn, các bạn hãy đặt một câu ví dụ thật là ngắn gọn, sử dụng tất cả những cái kiến thức mà mình biết liên quan tới từ vựng hoặc là ngữ pháp để có thể ghép lại thành một câu đầy đủ và có nghĩa nhất mọi người nhé. Ok, rồi tiếp theo câu số 49 của chúng ta nào. Kono puru wa nani nani desu kara kodomo wa oyoganai de kudasai. 1. Fukai. 2. Katai. 3. Omoi. 4. Nigai, đúng không? Cả bốn đáp án thì là bốn tính từ đuôi y. Các bạn xem ý nghĩa của tính từ nào phù hợp nhất để có thể đi kèm với pu được, đúng không? Một chữ katakana mình học từ N5 và mình thấy là ít nhất trong buổi live ngày hôm qua, có bạn nào xem live hôm qua không ạ? Đã gặp ít nhất là 3 lần luôn đấy mọi người. Cho nên câu này không thể nào sai được, đúng không? Xong thì chọn 1, Đặng Phát 1, Thiên Long 1, Bảo Long 1. Thanh Hằng cũng chọn một là sâu, đúng rồi. Liên quan tới bể bơi đúng không? Chúng ta ghép lên nhá. Vì bể bơi này rất là sâu cho nên thế nào? Trẻ con thì không được bơi, đúng không? Cấm bơi, bên này để cứ đa sai. Ngữ pháp của N5, đúng không nào? N5. Rồi, Fukai là sâu nhá. Sâu ở đây là nói về theo nghĩa đen, là cái mực nước, ví dụ như là biển này, rồi là bể bơi hay ao hồ gì đó sâu. Ngoài ra các bạn học lên, đặc biệt là các bạn N3, thì mọi người sẽ được phát triển thêm một số ý nghĩa khác. Ví dụ như là cái kiến thức hoặc là suy nghĩ của ai rất là thâm sâu, uyên thâm, đúng không nào? Thì mình vẫn có thể sử dụng cái tính từ này là từ Fukai. Chính xác ạ. Còn số 2 thì như bạn Đặng Phát có comment, cá tai chính là cứng. Cứng ở đây cũng có hai chữ Hán đúng không? Thứ nhất là liên quan tới cứng đầu, thứ hai là ví dụ như cái hạt gạo này, hoặc là cái bánh này nó cứng quá tôi không thể ăn được. Đó thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng từ cá tai. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau về chữ Hán nên mọi người lưu ý nhá. Còn chữ số 3 là omoi là nặng đúng không? Ví dụ như hành lý nặng quá, kono nimutsu wa omoi desu ne. Đúng không nào? Còn cuối cùng từ nigai là đắng, nói về thuốc này hoặc là một cái loại rau hay là một loại gia vị gì đấy, rất là đắng. Hay, câu số 50. Rồi, chính thức là từ câu này trở đi chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường rồi. Top 100 mà, đúng không? Thì câu 50 sẽ là một nửa trong chặng đường mà chúng ta ôn tập về từ vựng của N4 mọi người nhé. Yamashita-san ga kega o shita to kiite minna nani nani shimashita. 1. Chimpai.
nhị kê kên sang xịt xê đê yông ô di gi. Hay, rất là nhiều bạn đang nghiêng về số 1 và các bạn cũng comment được cả chữ Hán của shinpai này, rồi cũng comment được ý nghĩa là lo lắng luôn, chính xác ạ. Nga Anh 1, rồi Hà Phương 1, chính xác. Shinpai, đúng rồi. Mọi người thử tham khảo phương án dịch của bạn Bảo Long như sau này. Nghe nói rằng anh Yamashita bị thương nên mọi người đều rất là lo lắng. Ok, rất là hay để uống lớp mình. Các bạn khác thì đã dịch được chưa nhỉ? Ừ, rồi. Ở đây mình sẽ có cụm là kite, đúng không? Nghe, nghe cái gì thì đây chính là nội dung ở phía trước. Đó là khi nghe tin anh Yamashita bị thương thì mọi người đều rất là lo lắng. Shinpai shimashita, chính xác. Còn số 2, từ keken nào. Từ keken chính là từ kinh nghiệm. Đúng nào, có hoặc là không có kinh nghiệm trong lĩnh vực gì. Còn từ shitsure là gì lớp mình nhỉ? Đúng rồi, chính là từ thất lễ. Ok ạ, thất lễ. Còn trong kaiwa thì mình hay sử dụng với những cái câu nói, ví dụ như shitsure desu ga, đúng không? Shitsure itashimasu, vân vân. Còn từ cuối cùng, từ ojigi. Ok, cảm ơn bạn Thanh Hằng nào. Thanh Hằng có comment là từ cúi chào, chính xác ạ. Ojigi. Thậm chí là các bạn tìm hiểu kỹ về văn hóa của Nhật Bản đúng không? Thì người ta có cúi chào 15 độ, 30 độ rồi thậm chí là 45 độ đúng không? Hãy tùy vào cái góc độ mà nó sẽ thể hiện những cái ý nghĩa khác nhau và đối tượng khác nhau. Ok. Ii desu ne. Rồi, hãy mình sẽ nói qua một chút xíu về hai cuốn sách tổng ôn N5, N4 dành riêng cho các bạn đang học sơ cấp của Dũmodi mọi người nhé. Hãy, trong nội dung cuốn sách này thì các bạn sẽ được học đầy đủ về bảng chữ cái này, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp và sẽ có phần luyện thi rất là đa dạng, các dạng môn đai đúng với kỳ thi thật GPT của chúng ta. Và chắc chắn đương nhiên rồi, phần cuối sách sẽ có phần lời giải và đáp án chi tiết cho mọi người có thể tự đối chiếu và luyện tập thêm ở nhà nhé. Giai đoạn này mà các bạn muốn luyện tập, muốn ôn tập và làm thật nhiều để thi thử trước khi chúng ta sẵn sàng đi thi thì các bạn có thể tham khảo hai đầu sách này của Dũng Mô Đi Biên Soạn, được chưa nào? Hay arigato gozaimasu. Rồi mọi người có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm thì có thể là liên hệ và nhắn tin trực tiếp trên fanpage của Dũng Mô Đi để được tư vấn mọi người nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ quay lại với câu 51 nè. Hay, bạn Đăng Văn Hiếu 51, bạn chọn 3, Thùy Trang chọn 3, Bùi Tường Vi 3. Biến thành đồ ăn ngon. Hay, Linh chọn 3 là chuông này. Khi kết thúc kỳ thi, chuông đã reo lên. Bùi Tường Vi có nghĩa là chuông reo. Ok, đúng rồi ạ. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có động từ là reo đúng không? Nadimas chứ không phải là trong từ trở nên đâu mọi người nhá. Vì vậy, rất là hợp lý liên quan tới trường học rồi là thi cử đúng không? Chúng ta sẽ có từ B được đúng không nào? Vậy là khi mà bài kiểm tra kết thúc thì chuông reo lên. Ok. Câu số 1, bi được là tòa nhà đúng không nào? Các bạn comment nhá. Bi được là tòa nhà. Số 2, jamu là mứt. Mứt dẻo mà chúng ta phết lên bánh mì ấy mọi người. Đó, gọi là jam. Số 3, B được là chuông rồi nào. Hay, B được là chuông. Đó, các bạn nhớ động từ đi kèm nhá. Chuông reo là B được là na được. Còn số 4, tekisto là giáo trình hoặc là sách giáo khoa nhá. Hay, memo shite kudasai. Hay, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 52 nào. Mado no garasu ga nani nani shimaimashita. 1, yotte. 2, warete. 3, orete. Yong hiraite. Rồi, cả bốn đáp án thì đã được chia sẵn sang thể T đúng không? Để có thể phù hợp về mặt cách kết hợp của VT shimaimashita. Lỡ như thế nào đấy đúng không? Thường nó sẽ mang tính chất tiêu cực, thể hiện sự tiếc nuối đúng không nào? Còn chủ ngữ của câu này cũng rất là rõ ràng, đó chính là kính của cửa sổ đúng không? Mado no garasu bị sao lớp mình nhỉ? Hai, Bảo Long chọn 2, Song Hỷ 2, Huỳnh Như 2. Vi tiềm 2 có nghĩa là vỡ, chính xác, đáp án của mình là 2, đúng không nào? Trong trường hợp này mình sẽ xác định được chủ ngữ của câu chính là kính của cửa sổ, đúng không? Nó bị làm sao? Nó bị vỡ, đúng không nào? Warete shimaimashita, chính xác. Còn từ số 4 có một số bạn đang chọn này, từ hiraku là từ mở ấy mọi người. Mở, ví dụ các bạn nói là mở sách, rồi là mở cuộc họp, đúng không? Mở bữa tiệc, vân vân. Số 1 từ yotte chính là từ yodu, là từ ghé vào mọi người nhé. Ví dụ trên đường về tôi ghé vào siêu thị này, kaeri ni suba ni kayotte shimaimashita, đúng không? Kayotte imashita. Còn số 3 từ oreru của mình là cái từ bị gì? Bị gãy đúng không? Ví dụ như là cành cây bị gãy mọi người, bị gãy này hoặc là bị gãy chân, bị gãy xương vân vân, đều có thể sử dụng động từ này, chính là từ oreru. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 53 cả nhà nhé. Hai, ashita wa chotto nani nani ga warui n desu. 1, tsugo. 2, hantai. 3, jiyu. Yong, diyu. Hai. Câu này khá là giống với một câu mà chúng ta đã chữa ở lúc nãy, đúng không nào? À, ngày mai tôi không tiện, đúng rồi. So desu ne. Đó, mình có cả cụm là tsugo ga warui, đúng không? Tức là không tiện, không rảnh, không có thời gian. Vì vậy các bên câu đây cũng có thể là một câu từ chối rất là khéo, đúng không? Đó là ngày mai thì tôi không được tiện cho lắm, đúng không nào? Hãy để từ chối người ta không đi đâu đấy. Ngày mai thì tôi không tiện lắm, đúng rồi, Thanh Hằng nhá. Ok, còn lại đáp án số 2 mình có từ hantai là gì lớp mình? Hantai là phản đối đúng không? Các bạn có nhớ từ sanse vừa rồi không? Tán thành đồng ý phải không nhỉ? Thì hantai của mình chính là từ trái nghĩa, mình sẽ có từ phản đối nha. Rồi, từ số 3, từ jiyu là tự do đúng không? Tự
tự do này, còn cuối cùng từ due sẽ là từ lý do. Đó, các bạn để ý về sự khác nhau giữa chữ Hán cũng như là cái cách đọc nhé, để mình không bị nhầm lẫn. Tiếp tục câu số 54. Hai. 夜, 一人 で 暗い 道を 歩く のは 何々 だ. 1. 親切 2. ルース 3. 便利 4. 危険 2. Lê Minh Tuân 4, Lê Thủy Trang 4, Hùng Anh chọn 4 là nguy hiểm, chính xác rồi lớp mình. Từ kiken chính là bằng với từ apunai đúng không? Nó đều mang nghĩa là nguy hiểm. Vậy tại sao chọn được đáp án số 4 đúng không? Mọi người thử dịch lên câu trên nhá. Đó là đi bộ đúng không? Trên đường tối vào một mình. À đúng không? Đi bộ trên đường tối một mình đúng không? Thì rất là nguy hiểm. Kiken chính xác rồi. Còn từ shinsetsu đáp án 1 của chúng ta là từ thân thiện này. Thân thiện hoặc là tốt bụng đúng không? Nói về tính cách của con người. Hai, ví dụ ano hito wa shinsetsu na hito da, đúng không? Hai. Tiếp theo câu số 2 là rusu. Rusu là gì lớp mình nhỉ? Vắng nhà đúng không? Hai, rusu. Tiếp theo số 3 là từ benri, tiện lợi. Ok chưa nhỉ? Hai. Mọi người đã nắm được 3 ý nghĩa của 3 từ còn lại chưa? Hai, tsugi desu. 55 ban. Soto de takusan no hito ga nani nani imasu. Nani ka attan de shou ka? 1. 触って 2. 騒いで 3. 踏んで 4. 投げて. Hai. 何 ban desu ka? Thể te đi với đuôi imasu đúng không? Chủ ngữ trong câu cũng sẽ là đứng trước trợ từ ga đúng không? Tức là ở bên ngoài đúng không ạ? Có rất là nhiều người chấm chấm chấm. Nani ka attan de shou ka? Có chuyện gì thế nhỉ? Hai. Minh Quan Lai 4, Linh Vũ 1. 4 là những phương án của Như Quỳnh. Cả 1 và 4 thì đều chưa phải là đáp án chính xác của câu này. Hai, zannen desu ne. Rồi, vì vậy là chúng ta sẽ nghĩ kỹ hơn một chút xíu nhá. Tại sao 1 và 4 sai? Rồi mình sẽ gạch chân cho mọi người đỡ nhầm lẫn này. Bây giờ mình loại trừ được 50-50% rồi. Bây giờ còn 2 với cả 3, có ai chọn không ạ? Rồi, bắt đầu có một phương án khác. Bạn Khương Bùi chọn 2, Đặng Phát chọn 3. Câu này khó vậy hả mọi người? Có 4 đáp án thì mọi người đều chọn cả 4 luôn rồi. Đáp án nào mới đúng đây nhỉ? Bên ngoài có nhiều người nhốn nháo, không biết có chuyện gì nhỉ? Ừ đúng rồi, cách dịch là như vậy đấy Bảo Long Sáng. Vậy thì 2 à? Lại quay sang 2 à? Hay, chính xác phải là 2 chứ. Chúng ta có động từ sawagu là làm ồn mà, đúng không? Ồn ào mà. Vì vậy mình sẽ ghép lên câu này. Như bạn Bảo Long có vừa dịch cũng rất là tốt rồi đấy. Đó là ở bên ngoài đúng không? Có rất là nhiều người đang ồn ào, hay bạn có sử dụng một từ rất là hay là từ nhốn nháo đấy, đúng không ạ? Và mình tự hỏi đúng không biết là có chuyện gì vậy nhỉ? Đúng không? Ở ngoài có cái drama gì mà lại ồn ào như thế, đúng không? Còn từ số 1 chắc mọi người đang bị nhầm rồi, bởi vì nó sẽ khác nhau một chút xíu ở cái đuôi này thôi nhá. Cái từ sawatte của mình là xuất phát từ động từ sawadu đúng không? Sawadimasu có nghĩa là gì? Là sờ, là chạm trước đúng không? Vì nguy hiểm nên đừng sờ, đúng không? Kiken desu kara sawatte ikemasen, đúng chưa nào? Hay. Còn số 3 từ funde của mình là fumu là dẫm đúng không ạ? Còn số 4 là gete là từ gì? Từ trốn đúng không nào? Ok, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu số 56 nào. Hay. Đấy, tự nhiên hôm nay lại có một câu dễ lừa thế đúng không? Lừa được hết cả lớp mình luôn. Watashi wa isogashii toki asagohan o tabenai nani nani. 1. Koto de arimasu. 2. Koto ga arimasu. 3. Koto desu. 4. Koto ga dekimasu. Hay. 4 đuôi koto nào lớp mình. Công Bình chọn 2, Huỳnh Anh 3, Thanh Thanh Hằng 4, Song Hỷ 4. Có rất là nhiều bạn đang nghiêng về phương án số 3 và mình cũng rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng 3 chưa phải là đáp án đúng của câu này. Đấy, vì vậy các bạn nào mà đang chọn 3, quay xe nào. Quay nhanh còn kịp nào. Hãy. Không phải là 3 thì là gì được nhỉ? Bạn Bin Minion chọn 2, Hoàng Long chọn 2, Kotoga Adimas. Rồi, đáp án của mình phải là 2 cả lớp nhé. Tại sao là 2 này? Thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. V được hoặc là V2 cộng với cô tổ gạ a đự hoặc là cô tổ mộ a đự cũng được, nó sẽ mang ý nghĩa là thỉnh thoảng, chứ hơi xấu mọi người thông cảm nhé. Thỉnh thoảng hoặc là thi thoảng làm về, vì vậy nó cũng rất là hay đi kèm với từ tokidoki này hoặc là từ tamani để diễn tả tần suất làm cái về đấy nó rất là ít đúng không, chỉ là thỉnh thoảng thi thoảng thôi. Các bạn thử dịch xem câu này hợp lý không nhá. Đó là khi mà tôi bận rộn ấy thì thỉnh thoảng là tôi cũng bỏ ăn sáng, tôi không có ăn sáng. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Vì vậy chúng ta sẽ phải chọn được đáp án số 2 nhé. Bạn nào mà chưa từng học hoặc là quên cấu trúc ngữ pháp này thì mọi người memo lại nhanh, chụp ảnh lại màn hình, được chưa nào? Còn đáp án số 3 mà mọi người đang chọn ấy thì chính xác, chúng ta vẫn có cái cách kết hợp là V đự hoặc là V9 đi cực với Koto desu. Tuy nhiên thì nó không hợp lý bởi vì nó chỉ đơn thuần diễn tả là làm cái hành động này thôi, đúng không? Chứ nó không phải là diễn tả cái tần suất nó nhiều hay nó ít như câu 2 được. Còn số 3,
À, còn số 1, koto de arimasu thì thường người ta sẽ dùng hình thức là koto de aru. Nó mang cái cách nói rất là cứng này và được sử dụng nhiều trong văn viết mọi người nhá. Còn cuối cùng koto ga dekimasu không sai được đúng không? Đây chính là một cách nói để diễn tả khả năng, năng lực là có thể hoặc không thể làm gì đó. Koto ga dekimasu, koto ga dekimasen, đúng không nào? Ừ, ok, tiếp tục mình sẽ chuyển sang câu số 57. Hai, hai câu dễ lừa rồi đúng không? Đấy bảo là N4 thôi nhưng các bạn không được chủ quan đâu, nó không hề dễ một chút nào đâu đúng không? Khá là nhiều câu lắt léo đấy ạ. Và chúng ta cần phải thật là sáng suốt, thật là giữ một cái đầu lạnh để có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa bốn đáp án đấy, phải không cả nhà? 57 nào. Kino wa watashi no tanjoubi deshita. 19 sai nani nani narimashita. Câu này quá dễ rồi, không ai được làm sai đâu nhá. Một câu hỏi về trợ từ mo, o, ni và e rồi. Mọi người chỉ cần quan tâm trợ từ gì đi kèm được với sau danh từ và đứng trước narimasu thôi. Dễ không ạ? Học hết rồi đúng không? Mạnh Quốc chọn 3, Lê Minh Tuân chọn 3, Song Hỷ 3, Công Bình 3, Bảo Long 3, Lê Minh Tuân 3, Trịnh Vũ 3. Chính xác đúng không? Mình sẽ có là tính từ đuôi na bỏ na này hoặc danh từ cộng với nhị na được là trở thành trở lên như thế nào đó. Các bạn dịch được câu trên chưa nhỉ? Hôm qua là sinh nhật của tôi đúng không? Vậy là tôi đã tròn 19 tuổi rồi. Đó. Còn nếu mà là tính từ đuôi y thì mình sẽ bỏ chữ y đi cộng với cự đúng không? Ví dụ như là trở nên nóng chẳng hạn. Atsuku narimasu. Được không ạ? Mọi người nhớ nhớ về cách chia trước khi thêm động từ narimasu nha. Còn mo thì là thường để nhấn mạnh, ví dụ kare wa sensei desu, watashi mo sensei desu. Mọi người học hết rồi đúng không? Là để thể hiện cái tính giống nhau đúng không? A thế này và B cũng thế đó. Số 2, từ o thì phía trước của nó phải là có một cái tân ngữ đúng không? Phía sau là động từ, là tác động vào cái đấy. Ví dụ như là ăn cơm chẳng hạn, gohan o tabemasu. Còn cuối cùng e thì phía trước sẽ là những cái danh từ chỉ địa điểm là nhiều đúng không? Và phía sau là những cái động từ để thể hiện sự di chuyển. Ví dụ như là gakko e ikimasu đúng không? Hay là uchi e kaerimasu chẳng hạn. Đó. Đúng rồi, hôm qua là sinh nhật tôi và tôi đã 19 tuổi, chính xác. Tiếp theo, câu số 58. Hai. Taiyo ga nobotte mado no soto ga nani nani narimashita. Ồ, mình vừa nói xong, đúng không? Lúc đấy là mình có tính từ đuôi na và danh từ rồi, thì bây giờ mình sẽ có tính từ đuôi y xuất phát từ akarui, đúng không nào? Mà muốn đứng trước được narimashita thì mình còn một bước chuyển, đó là gì nhỉ? Cái gì lớp mình? Câu này phải 100% chính xác nha. Công Mạnh chọn 4, Mạnh Quốc 4, Huỳnh Như 4, Lê Minh Tuân 4. Chính xác. Đó. Thì chúng ta cần phải bỏ cái chữ y đi, đúng không? Rồi thay bằng cự trước khi thêm narimasu. Đó. Câu này chúng ta dịch là gì mọi người nhỉ? Mặt trời lên cao, đúng không? Và ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hửng sáng. Từ akarui của mình nếu mà xét về trong câu này đúng không, nói về không gian á, thì mình sẽ dịch là sáng sủa. Còn nếu mà nói về con người hay tính cách á, thì mình cũng có thể dịch là những người rất là thông minh, sáng dạng. Được chưa nào? Đúng rồi, cả lớp đều chọn 4 phải không nhỉ? Đó, còn nhĩ thì là sai nhá, rồi là cả cự nhĩ. Rất là nhiều bạn, nhiều khi các bạn nói nhanh ấy, là các bạn nói thế này đấy, nhưng mà nó là cách kết hợp sai nhá, nên mọi người để ý để mình không bị dùng nhầm. Ok, câu số 59 nào. Heya ga nani nani natta kara tottemo kimochi ga ii desu. 1. Kirei. 2. Kirei ni. 3. Kirei cự. Và 4. Kirei na. Tiếp tục vẫn là chủ điểm liên quan tới động từ narimasu đúng không? Ở đây người ta chia sang quá khứ là natta thôi. Nhưng câu này cũng rất là dễ lừa, dễ nhầm đấy. Nên mọi người cần phải xác định được kirei là tính từ đuôi gì nha. Rồi, bạn Mạnh Quốc chọn 2. Minh Tuân 2. Bùi Tường Vi cũng chọn 2, chính xác. Nhìn cái từ kirei của chúng ta đúng không? Nó kết thúc bằng chữ y thật. Nhưng nó lại là tính từ đuôi na. Vì vậy khi mà chúng ta muốn kết hợp này hoặc là muốn bổ nghĩa cho một cái từ gì đó ở phía sau, các bạn để ý về loại từ của nó nhé. Ví dụ kirena, heya chẳng hạn đúng không? Một căn phòng đẹp đấy. Còn khi mà đứng trước từ na đựa của chúng mình thì mình phải chia bỏ thêm từ nhị đúng không nào? Kire nhị natta kara. Vì căn phòng đã trở nên sạch sẽ đúng không? Cho nên tôi cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Ok, hãy cự là chỉ dành cho tính từ đuôi y này. Còn na thì không có giữ nguyên trong trường hợp này được đúng không? Na natta không nói như thế. Hãy câu cuối cùng nào, câu 60. Rồi, câu cuối cùng của chúng ta nhé, hội thoại giữa A và B. Bạn trên là bạn Yamamoto, đúng không? Bạn có hỏi như sau. Osogatsu wa nani o shimashita ka? Bạn Ri trả lời là Kuni e kaette ryoshin to sugoshitari tomodachi to nani nani mashita. 1. Asondari shi. 2. Asobo. 3. Asondari. 4. Asonda. Hãy. Rồi, bạn Mạnh Quốc rất là nhanh, bạn chọn 3 này. Asondari. Rồi, bạn Hùng Anh chọn 1. Asondari shi. Hai. Chúng ta để ý về cách chia nhé. Vì về trước đã có V1 tà đi rồi, thì cái V2 ở đây nó sẽ là tà đi tiếp. Đúng không? Đấy là một sự gợi ý cho mọi người. Ở đây thì các bạn đang nghiêng về phương án số 1 và số 3 đều có tà đi.
Viết Hoàng Long chọn 1, Vi Tiềm chọn 1, chính xác. Hay. Đúng rồi, đó là chúng ta cần phải có từ si, bởi vì là sau V1 tá đị, V2 tá đị thì vẫn cần có động từ chính là động từ shimasu, đúng không nào? Ok chưa? Vì vậy là số 3 đang bị thiếu nhá. Còn số 2, bô ở đây là thể ý chí không dùng này. Tiếp theo là thể tạ, thể quá khứ cũng không hợp lý trong câu này. Rồi, chúng ta thử dịch này. Bạn trên có hỏi là vào dịp Tết đúng không? Thì bạn đã làm gì thế? Bạn đi trả lời là tôi về quê đúng không? Hoàn thành xong hành động về quê thì bạn ấy sẽ làm tiếp, bạn liệt kê các hành động đó, đó là gì nhỉ? Tôi trải qua, bình thường cái từ sự vô sự có nghĩa là trải qua cùng với bố mẹ, tức là mình tận hưởng thời gian bên cạnh gia đình đúng không? Bên cạnh bố mẹ, rồi là chơi cùng với bạn bè nữa. Đúng rồi, ta đi shita chính xác. Hai. 61. Hai. Kono kuni de wa sakka ga nani nani desu. 1. Sakan. 2. 複雑 3. 技術 4. 普通 Hay. Khởi điểm là một câu hỏi về tính từ với ông cả nhà. Tính từ nha. Rồi chúng ta hãy cùng phân tích để xem đáp án nào phù hợp nhất với chủ thể của chúng ta, chính là Saka, bóng đá đúng không mọi người? Hay, Lịch Nguyễn sàng, Ohio, Phan Công Mạnh sàng, Ohio gozaimasu. Sasoku, benkyou shimashou. Kyou mo, yoroshiku onegaishimasu. Hay, bạn Mạnh chọn 4 này, bạn Lịch chọn 4 là futsu. Hay. Các bạn khác thì sao nào? Rồi, 28 bạn đang xem đầu like ạ. Nào, mọi người nhanh tay để lại đáp án của mình nha. 1, 2, 3 hay là 4? Chúng ta cứ mạnh dạn comment xuống bên dưới rồi chúng ta sẽ cùng nhau check mà. Hay, Bảo Long chọn 1 này. Ok, có hai đáp án đang được đưa ra là Sakan và Futsu. Ok ạ. Tiếp theo nào, các bạn khác thì sao? Minasan no kotai wa namban desu ka? So desu ne, hai, ii desu. Ja, kotai wa? 1番 です. Omedetou gozaimasu. Chúc mừng các bạn đã chọn đúng phương án số 1 nha. Tại sao 1 là mọi người nhỉ? Sakan chính là mang ý nghĩa gì nhỉ? Phổ biến này, hưng thịnh rồi là phát triển đúng không? Các bạn thử ghép lên câu nhá. Kono kuni de wa, ở đất nước này này, đúng không? Thì bóng đá làm sao ạ? Rất là được ưa chuộng. Chuẩn chưa? Vì vậy đáp án số 1 của chúng ta chính là phương án tối ưu nhất, chính xác nhất. Còn lại một số bạn đang nghiêng về đáp án số 4 đúng không? Từ futsu của chúng ta thì không phù hợp được rồi, bởi vì nó sẽ mang nghĩa là bình thường. Bình thường rồi là phổ thông ấy đúng không mọi người? Đấy, không phù hợp nhá. Thế còn số 2 và số 3 thì các bạn cũng nhanh tay đáp án ý nghĩa của nó xuống bên dưới nha. Ví dụ, fukuzatsu sẽ là phức tạp đúng không nào? Phức tạp. Đấy. Mình vừa viết trên bảng và vừa chờ các bạn comment nha. Chúng ta sẽ cùng thống kê lại xem là mình có nhớ được hết tất cả các từ vựng mà có trong câu hay không. Còn số 3 từ gizutsu là kỹ thuật đúng không nào? Gizutsu. Đấy. 覚えてますか? いいですね. Đúng rồi, số 1 là thịnh hành, chắc là Mạnh sáng hơi bị nhầm đúng không? Không phải thời gian nhé, thời gian thì phải là chữ ji chứ, ji kang đúng không nào? Ok, có bạn Thùy Hương và bạn Halin Lin, chính xác này. Nhìn nhầm đúng không? Ok, rồi bây giờ sửa sai đi, chúng ta sang câu tiếp theo, câu 62. Rồi, lần này phải nhìn kỹ hơn nhá. Hãy, 62 nào. あの国では kyoiku ni nani nani kuni desu. 1. 失礼な 2. 丁寧な 3. 複雑な 4. 熱心な. Hay, 4 tính từ đuôi na nào cả nhà ơi. Tiếp tục chúng ta vẫn ghép với kuni là đất nước đúng không? Tuy nhiên bây giờ thay bóng đá bằng kyoiku. Có bạn nào biết nghĩa của danh từ này không? Ok, mọi người đang chọn 2 này. Bảo Long chọn 3, giáo dục phức tạp hả? Honto desu ka? Ừ, đúng rồi, danh từ này mang nghĩa là giáo dục, ok. Tuy nhiên thì đáp án đang hơi phân vân nhỉ, có bạn chọn 2, bạn chọn 3, bạn chọn 4. Đáp án của chúng ta là số mấy đây cả nhà? Cô tài và chân chàng 4 bảng desu. Nesshinna. Các bạn biết tính từ này không nhỉ? Nesshin là thể hiện sự nhiệt huyết ấy, nhiệt tình đúng không? Vậy là đất nước này này là một đất nước hoặc là một quốc gia họ rất là nhiệt tình, nhiệt huyết trong giáo dục. Ok các bạn? Bạn nào mà không biết kêu tự thì nhanh chóng memo vào nhà, chúng ta có từ giáo và từ dục đấy cả nhà, là giáo dục. Đó, được chưa? Còn không thể nào là nền giáo dục phức tạp được. Vì vậy số 3 chính là phương án mà các bạn có thể loại đầu tiên, loại nhanh nhất, đúng không? Tiếp đến từ shitsurena chính là gì nhỉ? Shitsurena là thất lễ, đúng không? Cũng không phù hợp. Ví dụ như mình muốn nói là shitsurena hito, một người thất lễ, không có biết lễ nghi, tôn ti trật tự gì cả thì còn ok này. Còn số 2 thì là từ trái nghĩa của số 1 nhá. Tene thì nó sẽ là từ lịch sự. Ok không nào? Đấy, thì các bạn có thể sử dụng phương án loại trừ xem là những cái tính từ này có phù hợp đi với từ giáo dục hay không. Ideska, mọi người nhận ra chưa? Ok chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sang câu tiếp nào. 63. Hãy.
Nesshin, đúng rồi, nếu mà là nesshin mà các bạn cho đi với động từ là bên kia sư nữa thì mình sẽ hiểu là học một cách rất là chăm chỉ, nhiệt huyết, nhiệt tình ở trong đấy. Tuy nhiên so với ba đáp án còn lại thì các bạn có công nhận rằng nesshin chính là đáp án phù hợp nhất để có thể đi kèm với giáo dục không? Thì mình sẽ dịch là đây là một quốc gia họ rất là nhiệt huyết, tức là họ có đầu tư đúng không? Họ có thế nào nhỉ? Coi trọng cái nền giáo dục đấy. Mọi người hiểu chưa ạ? Ii desu ka? Linh Nguyễn sang. Ok cả nà. Rồi, thế xem câu 63 nào, mọi người chọn phương án là gì ta? Yamada-san wa eki made no michi o nani-nani ni oshiete kuremashita. Hay, một ngữ pháp rất quen thuộc của N4 chính là vete kuremashita. Ai đó làm gì cho mình, đúng không? Tiếp theo là mọi người có thể căn cứ vào các trợ từ, ví dụ như là ni, o, đúng không? Đấy, để mình có thể là lựa chọn phương án chính xác nhá. Có bạn Mạnh Quốc chọn 4 rồi này, shinsetsu. Hay. Các bạn khác nào? Có chọn 4 không hay là chọn 1, 2 hoặc là 3? Đáp án 1 thì sẽ là wadiai, 2 là hotondo, 3 là hakkiri, còn 4 là shinsetsu. Quốc này, bạn có phương án như sau. Anh Yamada đã chỉ đường cho tôi đến nhà ga rất là nhiệt tình. Và đó chính là đáp án của câu này. Chúc mừng bạn Quốc. Hay, so this. Shinsetsu chúng ta học rồi. Nếu mà thể hiện tính cách của con người thì mình sẽ dịch là một người rất là tử tế, thân thiện, tốt bụng, đúng không? Vậy ở đây khi mà nó đi kèm và bổ nghĩa cho động từ oshieru thì mình sẽ hiểu là anh Yamada đã chỉ cái gì đi về ô, đúng không mọi người? Đã chỉ đường đến nhà ga cho tôi một cách rất là thân thiện, rất là chi tiết, đúng không? Anh ấy chỉ rất là nhiệt tình, đúng nào cả nhà? Ok nhá, phương án số 4 nhá. Rất là nhiều bạn đang chọn nhầm số 3 đây này. Mọi người quay xe nhanh còn kịp nha. Và sau khi mọi người lắng nghe phần giải thích vừa rồi thì mọi người đã hiểu hơn chưa ạ? Lý do tại sao chúng ta chọn 4. Ok nhá. Còn đáp án số 3 từ hakkiri, ở đây là từ rõ ràng, nhưng nó sẽ không có là hakkiri ni oshieru đâu mọi người. Được chưa nào? Rõ ràng ở đây ví dụ chúng ta hay cho nó đi cùng với trường hợp là mọi người có nghe rõ không? Có nhìn rõ không ấy? Hakkiri kikoemasu ka? Hakkiri miemasu ka? Được không mọi người? Đấy, thế cho nên mình xin phép được nhắc lại một lần nữa, đó là khi mà chúng ta học từ vựng hay là học ngữ pháp đi chăng nữa là mình hãy học cách sử dụng của nó mọi người nha. Tức là sao ạ? Mình học nghĩa thôi, chưa đủ, mà mình còn học nó sử dụng trong tình huống, trong trường hợp như thế nào, phó từ, trợ từ hay là những tính từ đi kèm với nó là gì. Thì thứ nhất, khi đi thi, các bạn sẽ làm được đáp án, được loại trừ rất là nhanh. Thứ hai, còn tiện hơn nữa, đó là hàng ngày chúng ta đều phải giao tiếp, đều phải kaiwa, đúng không? Thì chính nhờ những cái lần mà mình học kỹ, học chắc như thế này này, thì các bạn cũng sẽ kaiwa tự nhiên hơn, phản xạ được, nhanh hơn. Đấy là điều mà lần nào, hôm nào mình cũng nói và mong các bạn thử áp dụng trong cái phương pháp học hiện tại của mình xem có cải thiện gì không nhá. Rồi quay lại, đáp án số 1 chúng ta có VDI là tỷ lệ cả nhà ơi. Tỷ lệ, ví dụ như là tỷ lệ 1-1, tỷ lệ 1-2, được không nào? Còn hotondo là hầu hết. Rồi, hai phương án này thì các bạn cũng loại trừ được rất là nhanh đúng không? Và không có hai chọn. Đúng rồi, hôm nay toàn mấy câu có nghĩa ẩn dụ khởi đầu mà đã thấy hơi gian nan, hơi khó khó rồi đây đúng không? Nhưng mà chỉ ở trình độ N4 thôi mọi người nhá. Mình biết là rất là nhiều bạn đang xem live ở đây, mọi người học ở trình độ cao hơn rồi. Thế nhưng mọi người vẫn cố gắng mình theo dõi, mình xem đến cuối live nha. Để thứ nhất là mình tổng hợp, mình ôn tập lại kiến thức. Thứ hai là các bạn thấy đấy, dễ nhưng không phải là dễ chọn đâu, mà là dễ nhầm, được không nào? Vì vậy là chúng ta cần phải giữ một cái đầu thật là lạnh, cần phải tinh mắt và cần phải suy xét thật là kỹ để đưa ra được phương án cuối cùng. Hay liệu câu này còn đánh đố mình nữa không? Ừ, mình nghĩ câu này sẽ dễ hơn và chắc chắn là mọi người sẽ làm đúng được đấy. 64 nhá. Kono kusuri wa ii kusuri desu ga totemo nani nani desu. 1. Kibishi. 2. Kanashi. 3. Nemutai. 4. Nigai. Hay. Trong câu này thì hai vế rất là rõ ràng và không có quá nhiều từ mới hoặc chữ Hán khó, đúng không? Chúng ta có liên kết giữa hai vế bằng desu ga, nhưng tuy nhiên gì đấy đúng không? Để thể hiện tính đối nghịch. Sau đó các bạn cần phải tìm một tính từ phù hợp được với kusuri là viên thuốc của mình. Vậy thuốc làm sao nhỉ? Làm sao đấy? Bạn Huyền Hiro chọn 4. Bạn Sang chọn 4 là đắng. Thuốc này tốt nhưng mà đắng quá, chính xác. Bạn Quốc sẽ, mình nhận ra là bạn Quốc dịch rất là hay, dịch nhanh mà dịch chuẩn mọi người nha. Rồi, phương án chính xác rồi. Đáp án 4, Nigai là đắng. Rất là phù hợp để có thể đi kèm với kusuri, thuốc của chúng ta đúng không? Còn dịch cả câu này này. Loại thuốc này đúng không? Là một loại thuốc tốt. Thế nhưng nó lại rất là đắng. Ngày xưa các cụ có câu là thuốc đắng dã tật ý, đúng không? Đây, thuốc đắng nhưng mà tốt. Hay. Còn số 1, Kibishi. Có bạn nào comment 3 phương án còn lại chưa? Ừ, bà Long dịch cũng rất là hay nhá. Viên thuốc này tốt đấy, thế nhưng mà nó đắng quá. Hai idesio Long sao? Hay, ngoài chọn đáp án nào, ngoài dịch thì các bạn nhớ là mình viết thêm ý nghĩa của ba đáp án sai còn lại nha. Thì để mình có thể kiểm tra xem, mình check lại kiến thức của mình xem là mình có nhớ được ý nghĩa của những từ đó hay không. Ví dụ như là từ kibishi thì nó sẽ mang nghĩa là nghiêm khắc, đúng không? Nghiêm khắc hoặc là khắt khe ấy, mọi người. Đấy, ví dụ
anh ta là một người nghiêm khắc, các bạn nói được chưa? Đấy, lúc nào trong đầu mình cũng phải nảy số liên tục nhá. Mình thử đặt câu ngắn gọn thôi, câu đơn thôi cũng được mọi người ạ. Thế nhưng mình cũng đang nhớ xem là à, thế bây giờ muốn bổ nghĩa cho người đằng sau thì mình cần phải làm gì á, đúng không ạ? Đấy, ano hito wa kibishi hito desu ne. Được chưa mọi người? Còn số 2, kanashi là buồn. Buồn ở đây là mang tính chất là đau buồn, đau thương, kiểu đau đau lòng ấy mọi người. Đấy, gọi là kanashi. Còn nemutai, có bạn nào comment chưa ấy nhỉ? Nemutai, đúng rồi, chính xác Bảo Long này và bạn Phương Lan Nguyễn có bình luận rồi. Từ nemutai của chúng ta chính là buồn ngủ. Hãy nemutai. Buồn ngủ. Ok, desu ka? Đấy. Các bạn còn lại đang xem mà cũng chưa comment thì mọi người thử xem là mình có biết được hết, mình có nhớ hết các từ vựng có ở trong bài không nha. Còn tiện thì mọi người có thể memo vào sách và vở của mình luôn, còn không thì chụp nhanh lại màn hình ạ. Lát nữa có thời gian thì mình xem lại sau nhá. Ok, câu tiếp theo, câu 65 cả nhà ơi. お見舞いに聞いてくれてとても何々かったです。1、美しい。2、眠た。3、嬉しい。4、厳しい。Đây là 4 tính từ đuôi y. Đúng không ạ? Thế nhưng nó được chuyển sang quá khứ. Mọi người nhìn thấy cách chia kata rồi đúng không? Là thể quá khứ. Vì vậy là các đuôi đang bỏ hết chữ y đi rồi. Đấy, thì mọi người sẽ xem là tính từ gì phù hợp trong cái ngữ cảnh của câu này nhá. Để làm được chính xác nhất thì các bạn cần phải hiểu ý nghĩa của omimai ở đầu đây này. Omimai là gì cả lớp mình nhỉ? Hãy. Rồi bạn Mạnh Quốc chọn 3, Phương Lan chọn 3, Bảo Long 3, Trực Muối 3, Dung Khánh 3 là ureshi kata desu. Hãy. Chang chang, omedetou gozaimasu. Ureshi desu ne. Hãy. Ureshi có nghĩa là vui đúng không nào? Vui. Tại sao đáp án 3 đúng thì mọi người thử ghép nhá. Tôi rất là vui đúng không? Bởi vì bạn đã đến đây để thăm tôi. Thì đố mọi người thăm ở đây là thăm gì nhỉ? À chính xác, Lịch Nguyễn rằng thăm bệnh, đúng rồi. Omimai không phải là đến thăm, đến nhà người ta chơi bình thường đâu, mà sẽ là thăm bệnh, thăm người ốm ấy mọi người nhá. Mọi người lưu ý trường hợp này. Mình sẽ viết là thăm ốm. Đấy, cho mọi người rõ cái ngữ cảnh hơn của câu này nhá. Thì chắc chắn là mình vui đúng không? Vì được mọi người quan tâm đến thăm mình. Còn utsukushi thì nó lại là đẹp mất rồi, không phù hợp đúng không? Đẹp, ví dụ chiếc áo này đẹp hoặc là cô gái kia đẹp quá. Utsukushi. Số 3, nemuta chính là nemutai mà chúng ta vừa nhắc ở ngay câu trước, câu 64 ấy mọi người. Buồn ngủ rồi. Còn sabishi. Sabishi cũng là buồn. Thế bây giờ mình đố mọi người nhá. Sự khác nhau giữa sabishi và kanashi. Hay. Kanashi cũng là tính từ mà chúng ta vừa mới nói xong đúng không? Thì liệu mọi người đã phân biệt được rạch ròi hai cái buồn này thì như thế nào chưa? Trong trường hợp nào thì mình dùng từ buồn nào? Đấy. Ok, các bạn thử nghe phương án của bạn Mạnh Quốc cũng như bạn Phương Lan. Hai bạn có comment như sau này. Ureshi là khi mình nhận được một cái gì đó từ ai đó. Còn tanoshi thì là mang đến niềm vui cho mình. Hay. Còn bạn Phương Lan thì có phân biệt đó là một cái là buồn mang tính chất cô đơn, một cái là buồn mang tính chất đau khổ. Chính xác là đấy cũng chính là điều mà mình muốn phân biệt với các bạn như sau. Sabishi thì nó sẽ nghiêng về tính chất cô đơn ấy mọi người. Tức là một mình ấy, đúng không? Mình ở một mình thì mình rất là sabishi. Còn kanashi là buồn nhưng mà mang tính chất là mình đau lòng. Ví dụ có một cái chuyện buồn gì đấy suy sụp đúng không? Bị trượt kỳ thi chẳng hạn, hoặc là trong nhà mình có một cái chuyện gì đấy rất là xui rủi xảy ra, thì lúc đấy kanashi là mang tính chất là mình đau lòng. Được chưa mọi người? Nhớ phân biệt nhá. Tanoshi không dùng cho người. Thật ra là tanoshi có dùng cho người mọi người ạ. Nhưng nó lại thể hiện cái tính chất, tức là người này lúc nào người ta cũng lạc quan, cũng vui vẻ, cũng tích cực, thì lúc đấy mình có thể dùng tanoshi. Bạn Phương Lan Nguyễn nhá. Đấy, thì mọi người lưu ý thêm một số trường hợp như vậy để kaiwa của mình cũng được tự nhiên hơn mà mình phân biệt câu cũng chính xác hơn. Ok, câu 66. 私は日本の漫画に何々があります。1気分、2興味、3心、4趣味。はい。Bạn Dung Khánh chọn 2. Hay, có hai bạn đã dịch đó là bạn Mạnh Quốc và bạn Bảo Long. Tôi có hứng thú với truyện tranh của Nhật Bản. Chính xác. Hai, mọi người dịch quá chuẩn, quá hay rồi. Kyomi, mọi người nhớ nhá, nó là hứng thú. Hay. Và khi mà chúng ta muốn nói thành một câu hoàn chỉnh thì các bạn có hứng thú với cái gì? Đi với trợ từ nhĩ. Và đằng sau đơn giản thôi, cho nó đi kèm luôn với động từ ga arimasu là có, phải không nhỉ? Vì vậy thì như các bạn đã dịch rồi, chủ ngữ trong câu này là tôi đúng không? Có hứng thú với truyện tranh của Nhật Bản. Minasan wa dou desu ka? Còn đáp án số 1 từ kibun của chúng ta là tâm trạng đúng không? Ví dụ như tâm trạng ngày hôm nay của tôi rất là vui. Hay, bởi vì được học N4 của mọi người. Đấy, thì sẽ là kyo wa kibun ga ii desu. Còn ngược lại kibun ga warui thôi đúng không? Các bạn biết tính từ đấy rồi nhỉ? Thì nó sẽ là tâm trạng rất là buồn, rất là khó chịu. Còn số 3 kokoro thì là trái tim.
Hai, trái tim. Một từ mà mình cảm thấy rất là hay, ví dụ kokoro kara kansha shitemasu, đúng không? Tôi biết ơn từ tận đáy lòng, thì các bạn sẽ hiểu là đặc biệt là các bạn mà học cao hơn ấy, thì kokoro không phải là nghĩa đen là trái tim mang tính chất nội tạng đâu mọi người nhá, mà sẽ là mang nghĩa bóng, ví dụ như là tôi biết ơn từ tận đáy lòng này, hoặc là anh em từ tận đáy lòng chẳng hạn, thì kokoro nó sẽ mang ý nghĩa bóng như vậy. Còn số 4 từ shumi của chúng ta chính là từ sở thích. Đúng không? Hai. Minasan no shumi wa nan desu ka? Oshiete kudasai ne. Hai, ok です. Rồi, tiếp theo sang câu 67. Hai. 入り口の前には車を何々ください. 1. やめないで. 2. 閉めないで. 3. 止めないで. 4. 決めないで. Hai. Ngữ pháp này là của N5 thôi, phải không cả nhà? Ngữ pháp N5 đó là về này để kudasai, đúng không? Vui lòng không làm gì. Cụ thể đi mới kuruma, đấy, xe ô tô nha, kuruma. Văn Duy đúng không? Chọn 3, Dung Khánh 3, Bảo Long 3, Văn Sang 3. Rồi, phương án của chúng ta là 3. Tomemasu là động từ dừng đúng không? Liên quan tới xe, đỗ xe ấy, mọi người. Mà đây mình nghiêng về ngữ pháp venai de kudasai, nên các bạn có thể dịch là vui lòng không đỗ xe ở đâu đấy ạ? Ở trước cửa vào, trước lối vào đúng không? Irigucci nhá. Còn đáp án số 1 từ yameru của chúng ta là từ bỏ. Từ bỏ. Ví dụ như mọi người bảo là bỏ thuốc lá ấy. Đấy, tabako yamemasu. Số 2 từ shimemasu là đóng, liên quan tới đóng cửa thôi phải không nhỉ? Doa o shimemasu. Còn số 4 từ kimemasu là quyết định. Hay, quyết định. Mọi người có nhớ không này? Hay, rất tốt rồi. Câu 68 nào. Hai. 68 nha. Mori san o deito ni nani nani ga ikenai to iwaremashita. 1. Tsutaemashita. 2. Sasoimashita. 3. Annai shimashita. 4. Shoukai shimashita. Hai. Mình thấy câu này rất là hay nhá, bởi vì thứ nhất không chỉ ôn lại cho mọi người bốn động từ ở dưới bốn đáp án đâu, mà liên kết giữa các câu cũng như là ngữ pháp chính trong câu, cực kỳ điển hình của trình độ sơ cấp chúng ta luôn. Đó. Tô rồi đi với iwaremashita. Đố mọi người biết là thể gì đấy? Câu này đang được chia sang thể gì đây mọi người? Mạnh Quốc chọn 2 à? Ừ, sasoimashita. Ok. Các bạn khác nào? Nếu mà nhớ nghĩa được cả 4 thì chúng ta rất là tốt rồi, ok rồi. Còn không thì mình dùng phương án loại trừ nhá. Đáp án nào mình biết thì mình ghép lên, ok thì mình chọn, còn không thì mình loại. Đó, sau đó cứ dùng phương án loại trừ dần dần như vậy. Hãy, Phương Lan Nguyễn chọn 2, Lịch Nguyễn chọn 2. Đúng rồi, đây chính là thể bị động. Ok, Phương Lan sáng nha. Hãy, yu là nói, chủ động, thế còn iwaremashita là bị động, đúng không? Cụ thể trong câu này, đáp án số 2 chúng ta thử dịch nhá. Đó là tôi đã, đúng không? Tất cả động từ được chia về thể quá khứ hết rồi. Tôi đã rủ bạn Mori, đúng không? Đã mời, đã rủ bạn Mori đi. Đi đâu mọi người? Các bạn hay nói đi date đấy đúng không? Chính là đi hẹn hò. Thế nhưng mà, đúng không ạ? Bạn ấy đã nói rằng bạn không đi được, đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu là mình bị bạn đấy nói ấy. Đây là câu bị động, thường thì chúng ta dịch sang tiếng Việt nó không được tự nhiên cho lắm, thì mọi người có thể chuyển dịch câu được không ạ? Đó là tôi có rủ bạn ấy đi hẹn hò, thế nhưng mà bị bạn ấy từ chối rồi, nhưng mà bị bạn đấy nói là bạn ấy không đi được. Ok nhá. Đáp án số 1 style được là truyền đạt, đúng không nào? Mọi người nhớ nhá, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cái từ này trong một câu khác ạ. Đấy, lúc đấy lại hỏi tiếp xem mọi người có nhớ được không. Style được là truyền đạt này. Số 3 annai sư được là hướng dẫn. Hướng dẫn. Hay. Rồi, còn số 4 từ shokai các bạn gặp quá nhiều rồi, là giới thiệu đúng không? Giới thiệu. Ok, desu ka? Wakarimashita ka? Ừ, chính xác. Hay, 69 này. Kono jōhō wa nani nani desu ka? 1. Tadashii. 2. Urusai. 3. Edai. 4. Majime. Hay. Thông tin này có chính xác không? Bạn Châm Trần cũng chọn 1 này. Ok, hay. Tadashi có nghĩa là chính xác đúng không? Còn danh từ ở đây, từ joho là thông tin ấy mọi người. Đó, vì vậy chúng ta sẽ dịch cả câu là gì nhỉ? Thông tin này có chính xác không? Có chuẩn không? Ok chưa? Urusai là ồn ào rồi, nói về cái tính chất tiêu cực ấy, đúng không? Hay ví dụ công trình ở gần nhà người ta thi công rất là ồn ào. Đó, urusai. Còn số 3, edai. Edai là gì cả lớp mình nhỉ? Giỏi này, rồi là vĩ đại này, đúng nào? Edai. Còn số 4 từ majime là nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Majime na hito, đúng không? Nghiêm túc nhá. Ok. Theo là câu số 70. Eigo o hanasu nani nani ga sukunai. 1. Kyoka. 2. Kiken. 3. Kikai. 4. Kita. 2. Dung Khánh chọn 3, Bảo Long 3, Tường Vi 3. Ok ạ.
Rồi, đầu tiên chúng ta phân tích từ đáp án đúng nhé. Từ kikai của chúng ta là cơ hội, ít cơ hội, phải không nhỉ? Tôi có rất ít cơ hội nói chuyện tiếng Anh. Đấy, nói tiếng Anh. Các bạn có nhiều cơ hội nói tiếng Nhật không? Hãy. Số 1 từ kiêu cạ của chúng ta là sự cho phép ạ. Sự cho phép. Ok chưa nào? Số 2 từ kiken là nguy hiểm. Mình nhớ không nhầm là ít nhất 2 lần trong các buổi live sơ cấp thôi nhá, là chúng ta cũng đã động tới danh từ kiken này rồi. Đấy, bạn nào mà chăm chỉ xem live là cứ xào đi xào lại như thế là không thể nào mà quên được đâu, đúng không? Còn số 4 từ kita của chúng ta là phía Bắc ạ. Phía Bắc. Rồi, nhớ chưa cả nhà? Ừ. Tiếp theo 71 nào. 71. Hi ga nani nani kara ie kaerimashou. 1. Kureta. 2. Nakushita. 3. Okureta. 4. Nigeta. Hai. Câu này là bắt đầu khó hơn một chút rồi đấy cả nhà. Xem là mình có làm được không nhá, mình có bị đánh lừa không nhá. Ừ, bạn Mạnh Quốc chọn 1 rồi, mặt trời đã lặn rồi, về nhà thôi. Hai. Bạn Mỹ chọn 4, Bùi Tường Vi chọn 1, 1 và 4 là cả nhà. Ừ. Châm Trần chọn 1, Diễm Hằng 1, 2. Đáp án 1, kureta. Rồi mọi người nhớ theo cụm luôn nhé. Hi ga kureru có nghĩa là mặt trời lặn, là cuối ngày, là hết ngày ấy mọi người. Đấy, thì như bạn Quốc có vừa dịch câu này rất là hay này. Vì mặt trời đã lặn rồi cho nên chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Kiểu tối rồi ấy đúng không mọi người, là phải về thôi đấy. Còn nakusu là từ đánh mất. Nakushimasu, phải không nhỉ? Số 3, okuru, okureru, đúng nào? Okuremasu là gì mọi người? Okuremasu là muộn, đúng không nào? Còn số 4, nigeru là chạy trốn hoặc là bỏ trốn. Chạy trốn này, bỏ trốn. Đấy, thì các bạn sẽ thấy nó không phù hợp với ý nghĩa của câu thôi, đúng không? Câu này giống cái câu trong lúc trời chưa tối thì hãy về nhà đi. Đúng rồi, câu này là một câu cực kỳ điển hình trong ví dụ Uchini của N3, đúng không? Bạn nào học N3 là nghe câu này thấm luôn đấy. Đúng rồi, 72 nào. Nani nani ga kawaita kara juice o nomo. Hay, mo ở đây là thể gì nhỉ? Động từ gốc của chúng ta là nomimasu. Bây giờ người ta đã chia thành nomo. Thể gì đây? Hay, trong sơ cấp N5 và N4 chúng ta đã học rất là nhiều thể đúng không? Ở đây các bạn có nhớ thể gì không? Số 1, koe. Số 2, kami. Số 3, tenki. Số 4 là nodo. Hay. Câu này là một câu cho điểm ấy mọi người. Đi thi sẽ có câu khó, cũng có câu dễ. Và câu này thuộc trình độ dễ. Hay, thể ý chí, chính xác ạ. Đây là thể ý chí. So desu ne, nomo. Ừ. Phương Lan 4, 2, Dung Khánh 4, Mạnh Quốc 4, Diễm Hằng 4. Ok, không sai đi đâu được đúng không? Xin chúc mừng tất cả mọi người đã làm phương án nodo chính xác. Nodo ga kawaku, chúng ta dịch là khát nước đúng không? Ở đây là thể quá khứ thôi đúng không? Vì tôi khát nước quá cho nên là mình uống nước ép đi đúng không? Rủ dê đối phương, bạn bè của mình cùng nhau thực hiện hành động thì sẽ là dùng thể ý chí mọi người nhá. Cùng nhau uống nước ép đi. Còn kue là giọng. Đúng không ạ? Giọng này hoặc là tiếng nói. Đó. Cô ấy. Rồi, số 2 mình có từ kami. Rồi, mình phiền mọi người nhé. Kami nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là giấy, thứ hai là tóc. Mọi người viết chữ Hán tương ứng của nó xuống bên dưới nhé. Viết hai chữ Hán, một là chữ tóc, hai là chữ giấy cho mình nào. Hay. Viết là mọi người sẽ ra luôn, nhưng mà mọi người chọn chính xác cái chữ Hán nhá. Số 1 là giấy trước. Giấy, còn số 2 là tóc nào. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cùng check chữ Hán xem ok không nhá. Còn số 3 từ tenki của chúng ta là thời tiết rồi. Không hợp lý đúng không? Thời tiết. Kyo tenki ga ii kara sambo shimasho. Đúng không? Một câu thần chú, một câu gây ám ảnh cho dân học tiếng Nhật. Đặc biệt khi vào đề thi nghe. Hãy. Ừ, thật ra là kami cũng có rất là nhiều nghĩa đấy. Như bạn Mạnh Quốc có nói là kiểu thần tiên là mang tính chất là vị thần ấy. Ở đây thì ở trình độ sơ cấp mình muốn nhấn mạnh hai cái ý nghĩa này trước nhé. Đó là giấy và tóc. Hay. Rồi, 73 nào cả nhà. 73. Hay. Byouki ni natta no de tani nani kaisha o yasumimasu. 1. Saisho ni. 2. Hodo. 3. Shibaraku. 4. Saki ni. Hay. No de, rồi. Hôm qua live N5 thì rất nhiều cà đà, hôm nay N4 cái là no de ngay đúng không? Các bạn N4 học hết chưa nhỉ? Vì nha, chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Vì A thế nên là B. Đáp án chính xác của câu 73 là gì cả lớp mình nhỉ? Hãy. Bạn Mỹ chọn 3, Mạnh Quốc 3, Bảo Long 3 là Shibaraku.
Ok, rồi chúng ta cùng chữa câu này mọi người nhé. Hay, đáp án chính xác rồi, không có gì ngoài ba được, shibaraku. Bình thường cái từ này mình sẽ dịch là một chút, đặc biệt là khi mà chúng ta hay nói với khách hàng ấy, đúng không? Shibaraku omachi kudasai, đúng không? Đó là hãy chờ tôi một chút, chờ tôi một lát. Còn trong trường hợp này nhá, mà mọi người thấy là mình bị ốm, mình bị bệnh, mình nghỉ một lát thì liệu có khỏi được không? Có làm việc tiếp được không? Không, đúng không mọi người? Thế cho nên shibaraku ở đây mình có thể hiểu là một khoảng thời gian dài hơn một chút. Dịch chung chung thì các bạn sẽ dịch là một khoảng thời gian thôi. Còn mình hiểu có thể là khoảng mấy ngày hoặc là tầm một tuần, tuần hơn gì đó. Đấy, là vì tôi bị bệnh, đúng không? Thế cho nên tôi sẽ nghỉ làm một thời gian. Nó sẽ ok hơn đấy mọi người. Đúng rồi, như bạn Mỹ dịch rất là hay đấy nhá. Vì bệnh nên nghỉ công ty một thời gian. Ok. Số 1, từ saisho là đầu tiên hoặc là trước tiên, đúng không? Ví dụ saisho nhỉ. Kanji o benkyou shimashou chẳng hạn. Đó, đầu tiên chúng ta học chữ Hán trước nhé này. Còn số 2 từ hodo thì mang ý nghĩa là khoảng. Khoảng là một đơn vị nó sẽ đi với số từ, đúng không? Khoảng bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian. Còn các bạn học cao lên N2, N3 ấy thì nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Ví dụ như là đến mức, ngay cả, hoặc là gì nữa nhỉ? Không có cái gì bằng chẳng hạn, đúng không? Hay là càng càng, đây là những ngữ pháp mà nó nâng cao hơn này. Còn số 4 mình có từ sakini, cũng là từ trước, nhưng mà ở đây mình các bạn có hay nói từ sakini shisude shimasu đâu. Ngày nào cũng nói đúng không? Tức là tôi xin phép về trước đây. Đấy, thì với mỗi một cái từ này nó sẽ đi kèm và sẽ được sử dụng trong một số trường hợp cố định mọi người nhé. Rồi, mọi người hiểu hơn chưa? Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu mới, câu 74 nha. Kawamura-san kara denwa ga atta koto o Tanaka-san ni nani-nani 1. Tsutaeta 2. Okoshita 3. Omotta 4. Kurabeta. Hai. Từ sai sho hay dùng cho bài nghe, đúng rồi. Bài nghe môn đai số 1 ấy mọi người, người ta hay hỏi là kore ga da nani o shinakereba narimasen ka chẳng hạn, đúng không? Sau đây bạn nam hay bạn nữ sẽ làm gì đấy? Thì các bạn cố gắng lắng nghe được những cái keyword liên quan tới mazu, saisho. Hay. Rồi còn quay lại với câu này thì phương án chính xác của chúng ta là một rồi đúng không? Chitai de. Mình lúc đấy có nhắc mọi người là nhớ note, nhớ để ý cái động từ này đúng không? Bởi vì sẽ gặp thì chính là câu 74 gặp nhá. Đó là tôi đã truyền đạt với ai thì đi với nhị, truyền đạt cái gì thì đi với ộ, đúng không mọi người? Trợ từ cũng sẽ giúp ích rất là nhiều trong phương án mà chúng ta gạch khung câu và dịch câu cho chính xác hơn nhá. Đó là tôi đã truyền đạt với anh Tanaka về việc có điện thoại gọi đến từ anh Kawamura. Cả lớp hiểu chưa nhỉ? Ok nhá. Số 2, okoshita là được chia của động từ okosu, là đánh thức đúng không? Đánh thức ai đó dậy. Số 3, omotta là omou, mình sẽ mang nghĩa là tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng đúng không? Thể hiện cái ý kiến, quan điểm của bản thân. Còn cuối cùng, kurabeta là kurabe được mang ý nghĩa so sánh, đúng không nào? Ok. Hay, tiếp tục 75. 外国人の友達に東京を何々しました 1. 研究 2. 案内 3. 用意 4. 料 2. Bạn Phương Lan chọn 2, Mạnh Quốc chọn 2, Hoàng Phạm chọn 2. Tôi đã hướng dẫn cho người bạn nước ngoài về Tokyo. Ok, rồi. Đầu tiên là về phương án đã. Đáp án số 2 là chính xác. Annai là hướng dẫn, chúng ta có nhắc rồi đúng không? Hướng dẫn này. Còn để dịch câu thì chúng ta sẽ phân tích như sau. Chủ ngữ ở đây là bị ẩn, tức là watashi wa chấm chấm annai shimashita, đúng không? Tôi đã hướng dẫn cho ai đi với nhĩ này, cho người bạn nước ngoài của tôi, đúng không, đi tham quan Tokyo. Thì chúng ta sẽ hiểu annai đây mang tính chất là mình sẽ chỉ dẫn cho người ta đi đến một cái địa điểm đấy, mang tính chất là tham quan, đúng không, chứ không phải là setsume là hướng dẫn về cái cách sử dụng của máy photo, đúng không, hay là hướng dẫn cách làm của dạng bài nào đấy, thì lúc đấy mình sẽ dùng setsume. Cả lớp mình phân biệt được rồi đúng không nhỉ? Nó sẽ có tính chất khác nhau đấy mọi người nhá. Còn số 1 từ kenkyu là nghiên cứu rồi. Hãy nghiên cứu. Số 3 là gì đây? Yoi là chuẩn bị, sửa soạn. Hãy chuẩn bị. Còn số 4 từ dio. Dio mọi người nhìn chữ Hán nào. Có xem có ai bị nhầm không nhá. Dio, lượng, đúng rồi. Ok, hãy. Nếu mà là chữ Hán này thì mình sẽ hiểu là lượng. Rồi, rất tốt. Hãy tiếp tục câu 76. Okinawa no umi wa tottemo nani nani to omoimasu. 1. Kirei. 2. Kirei na. 3. Kirei ni. 4. Kirei da. Hay. Câu này đúng hơn là hỏi về ngữ pháp đúng không mọi người? Và ngữ pháp này thuộc trình độ N5 thôi này. Bởi vì là có đuôi to omoimasu. Hay. Sau khi chọn được phương án đúng của câu này thì mọi người nhớ viết thêm cách kết hợp
của ngữ pháp to ở môi mắt xuống bên dưới nhá. Xem là ngoài tính từ kide ra thì nếu mà nó kết hợp với danh từ hoặc là động từ khác thì sẽ có cách kết hợp chung như thế nào, để một lần nữa chúng ta cùng ôn lại ngữ pháp này luôn. Hay, bạn Mạnh Quốc chọn 4, Mỹ chọn 4, Phương Lan 4, Diễm Hằng 4, Hà Phương 4. Hay, chính xác, kire đã. Lý do từ kire của chúng ta là bắt nguồn từ tính từ đuôi na, đúng không? Thế nhưng khi đứng trước tô omoimasu thì mình phải bỏ cái chữ na này đi, thay thế bằng chữ đà, đúng không nào? Vì vậy sẽ là kire đà tô omoimasu. Còn cả câu thì chúng ta sẽ dịch như sau. Tôi thấy, đúng không? Biển ở Okinawa rất là đẹp. Đúng chưa nào? Mặc dù số 1 và số 3 cũng là kire, cũng là đẹp đấy, thế nhưng mà nó sẽ bị sai về cách kết hợp rồi, đúng không nào? Hay. Ừ, ok ạ. So desu ne. Thì các bạn nhớ nhá, trong câu này là tính từ đuôi na thôi, còn chung của nó đứng trước sẽ là động từ ở thể thường này, danh từ thì cũng thêm đà. Danh từ thì cũng thêm đà này. Rồi tính từ đuôi y thì sao cả nhà? Tính từ đuôi y thì giữ nguyên y. Ok chưa? Nhớ nha. Hay. Đề ngữ pháp thì người ta sẽ hay hỏi mọi người chú trọng về cách kết hợp nhiều hơn, nên mọi người để ý ạ. 77. Ashita wa teshito dakara netsu ga nani nani gakkou ni ikimasu. 1. Attamo. 2. Aru demo. 3. Attemo. 4. Aru mo. Hay. Một câu nữa về ngữ pháp liên quan tới temo, demo, mo cái gì đấy, đúng không nào? Hay. Bảo Long 3, Diễm Hằng 1, Phương Lan 3, Tường Vi 3. Rồi chúng ta thử nghe phương án dịch của bạn Quốc và bạn Lịch Nguyễn trước nhé. Bởi vì ngày mai có bài kiểm tra nên kể cả ốm thì tôi cũng phải đến. Hay. Bạn Lịch có dịch như sau. Ngày mai có bài kiểm tra, dù có sốt thì cũng đi đến trường. Chính xác ạ, đấy mọi người thấy không? Sau khi dịch xong là các bạn cảm thấy là các bạn này hiểu rất rõ, đúng không? Hiểu rất kỹ câu văn cũng như là các từ, các ngữ pháp có ở trong câu đó. Ví dụ như đà cà đà, mình sẽ dịch là vì, phải không nhỉ? Vì ngày mai có bài kiểm tra, cho nên netsu ga aru là bị sốt rồi. Netsu ga atemo, dù có bị sốt thì tôi vẫn sẽ đi đến trường. Được chưa nào? Thế còn chia sai thì cả ba đáp án đúng không? Đều bị chia sai nhá. Chúng ta sẽ có động từ gốc là aru, arimasu là một động từ nhóm 1, phải không nhỉ? Thế cho nên mình sẽ đổi chữ gì nhỉ? Chữ ri ấy, đúng không? Sang chữ nhỏ trước khi thêm temo. Hay. Rồi, 78 nào cả nhà. Tomodachi no ie ni iru nani nani zutto onaka ga itakatta desu. Hay. Câu này thì sẽ đẩy mức độ khó hơn một chút xíu rồi đây. 1 ai da, 2 ba, 3 made, 4 nara. Ok. Cái này thì tầm cuối N4 này và N3 nhá. Trong khi ở nhà của bạn thì bụng tôi bị đau suốt. Đấy là phương án của bạn Hoàng Phạm. Ừ. Bạn Gen Ly Thạch và bạn Han Han cũng chọn 1. Ok, hay. Ai đà, chính xác. Ở sơ cấp N5 đúng không? Chúng ta học ai đà là chỉ về địa điểm. Ví dụ, e to bi no ai đà wa, đúng không? Nani nani ga arimasu. Đấy, thì nó sẽ nhấn mạnh về địa điểm là giữa A và B có cái gì. Nhưng mà ngữ pháp mới, đặc biệt là liên quan đến N3 của chúng ta ấy, thì ai đà nó sẽ nghiêng về mặt thời điểm, thời gian ấy mọi người nhá. Cụ thể là trong khoảng thời gian V1 diễn ra thì V2 cũng sẽ liên tục xuyên suốt đồng thời xảy ra, đúng không? Ở đây nhìn rõ nhất là các bạn nhìn thấy từ zutto thể hiện tính liên tục, phải không nào? Rồi còn như các bạn có vừa dịch ấy, rất là tốt đó ạ. Trong lúc mà tôi ở nhà của bạn thì tôi bị đau bụng suốt, được không nào? Đấy, mọi người hiểu chưa? Còn số 2 và số 4 thì đều có một cách dịch chung là từ nếu thì, đúng không? Trong những câu giả định. Hay, nếu thì. Đây, hỏi thật, hỏi nhỏ các bạn nhé, hỏi to luôn này. Mọi người còn nhớ cách chia của thể điều kiện không? Khi nào chuyển sang bà, khi nào chuyển sang nà đà không? Cụ thể cách chia của tính từ, động từ, danh từ là gì? Có nhớ không? Khai thật đi nha. Mà quên thì phải mở sách ra xem lại đấy ạ. Còn made thì nếu mà ở sơ cấp thì mình sẽ dịch là đến, đúng không? Ví dụ trong đuôi kara made nó sẽ thể hiện cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc, thời gian hoặc không gian. Còn N3 hoặc là học lên hơn nữa thì mọi người còn có phương án dịch là ngay cả đến tận, đúng không? Để nhấn mạnh cái phía trước của made nữa. Đó. 79 nha. 79 đề bài như sau này. この図書館は何々使うことができます。1. 誰は 2. 誰でも 3. 誰が 4. 誰にも。はい。何番かな? Tường Vi cũng chọn 2 ạ. この図書館は誰でも使うことができます。はい、chính xác phương án 2 rồi. Bảo Long 2, bất cứ ai. So this name. Đây thì các bạn nhìn thấy từ demo cho mọi người. Dù đúng không? Dù bất cứ ai thì cũng có thể về được cô tổ gạ dekimasu, có thể làm gì nhỉ? Sử dụng
thư viện này. Hãy. Còn đáp án số 4. Số 4 là gì cả lớp? Đa đề, nhĩ mộ. Nó chỉ khác một chút xíu, một cái là đê mộ, một cái là nhĩ mộ thôi. Dịch thì có thể dịch giống nhau nhá, đó là bất cứ ai. Nhưng đa đề, đê mộ thì hay đi trong câu khẳng định, còn đa đề, nhĩ mộ thì đi trong câu phủ định. Hãy mọi người lưu ý ạ. Chú ý してください. Ok, rồi câu cuối cùng, câu 80 của chúng ta nào. Donnani nani nani mainichi nihongo benkyou shimasu. 1. Isogashiku te. À gomen, isogashiku mo, đúng không? 2. Isogashi demo. 3. Isogashiku temo. 4. Isogashi kara. Hai. Phương Lan chọn 3. Rồi, rất tốt ạ. Về cách chia thôi đúng không? Câu này chỉ hỏi về cách chia thôi mọi người ạ. Isogashi là tính từ đuôi y, vì vậy muốn chuyển sang temo thì mình sẽ thêm cự temo và nó còn đi kèm với donnani, đúng không? Dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì hàng ngày tôi vẫn sẽ học tiếng Nhật. Mọi người có thấy không? Bận là không được bỏ cuộc đâu nhá. Chúng ta phải học tiếng Nhật, phải đều đặn, phải chăm chỉ hàng ngày. Còn số 1 thì sai chia, sai cách này. Demo cũng sai nha. Còn kara ok nhưng mà nó không phù hợp với ý nghĩa của câu này thôi, bởi vì kara sẽ dịch là vì, đúng không? Ví dụ vì bận, với lại là kara cũng không đi với donnani, được chưa mọi người? Thì nhiều khi trong câu người ta cũng gợi ý cho mình bằng phó từ hoặc là một cái từ nào đấy mà đi kèm đi chung với nhau ấy, tạo thành một cụm ấy, thì các bạn nhớ lưu ý để mình có thể chọn phương án nhá. Câu GPT N4 từ câu số 81 cả nhà nhá. Hai, bạn Bảo Long chọn 1 theo như. Ok. Câu này thì sẽ hơi nghiêng về ngữ pháp một chút xíu đúng không? Bạn nào mà học chắc ngữ pháp của N4 thì mọi người nhìn thấy cái đuôi này là các bạn sẽ nhận ra ngay đáp án mình nên chọn là đáp án số mấy. Mọi người thử xem đuôi so this, các bạn nhớ về cách kết hợp cũng như ý nghĩa của nó và để lại bình luận xuống bên dưới nhé. Xem mọi người có nhớ chắc, nhớ kỹ về cái ngữ pháp so this này hay không. Hiện tại các bạn đang nghiêng về đáp án số 1 và có một số phương án dịch đó là theo như dự báo thời tiết thì ngày mai có vẻ ngưng mưa này, nghe nói ngày mai trời mưa này. Ok, rất là tốt ạ. いいですね. So this, hãy mô tả và 1番 です. おめでとうございます. Các bạn nhớ nhé, mình sẽ có một cụm là に夜と. Rồi, nó sẽ mang ý nghĩa là theo như, để dẫn dắt một cái nguồn thông tin ở phía trước, đúng không? Có thể thời sự, tin tức, báo đài, hay trong câu này là dự báo thời tiết. Tenki yoho ni yoru to. Ashita wa, ngày mai thế nào mọi người nhỉ? Ame da so desu. Nghe nói trời, trời sẽ mưa. Rất tốt đúng không cả nhà? Còn lại, suru to thì các bạn học lên đầu N3 một chút xíu là mọi người sẽ được học từ này. Nó sẽ mang nghĩa là nếu hoặc là hễ làm V, một thì V2 như thế nào đó, thể hiện kết quả của hành động, đúng không nào? Còn mi du to thì các bạn nghĩ đơn giản thôi. Mi du chính là từ xem, từ nhìn của chúng ta. Vậy là nếu mà xem, nếu mà nhìn cái A thì cái B như thế nào, được không ạ? Còn về từ vựng ya to thì các bạn nhớ nó sẽ mang ý nghĩa là cuối cùng nhá. Cuối cùng. Tuy nhiên có một lưu ý cho giật tụng, đó là các bạn nhớ là nó sẽ diễn tả là sau một khoảng thời gian mà các bạn rất là khó khăn, cực khổ, gian khổ để làm một cái gì đấy thì cuối cùng mình đã đạt được một kết quả tốt, một kết quả tích cực ở vế đằng sau thì mọi người sẽ dùng từ này, từ giật tụng, được chưa nào? Ok, đấy là câu đầu tiên. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 82. Hãy mời cả nhà. Ame no nani nani, kyou no shiai wa arimasen. 1. Dake. 2. Dame. 3. Hodo. 4. Naga. Hãy Bảo Long chọn 2. Tame, bạn dịch là vì hoặc là do. Bạn Lịch Nguyễn chọn 2, vì mưa. Ok, do trời mưa nên hôm nay không có trận đấu là phương án của bạn Bảo Long và bạn Quang có dịch trong câu hỏi này. Hãy chính xác là tame. Tame là một ngữ pháp mà các bạn được học xuyên suốt từ N4 cho tới N3, đúng không? N4 trong sơ cấp thì chúng ta hay học là vì chỉ mục đích, đúng không mọi người? Vì gia đình rồi là vì sức khỏe đấy ạ. Kenko no tame, đúng không? Còn lên N3 thì các bạn sẽ học là do, cũng có thể dịch là vì, nhưng nó không phải là chỉ mục đích nữa mà nó sẽ chỉ nguyên nhân, đúng không ạ? Nguyên nhân, lý do ấy. Nguyên nhân. Rồi, vậy trong câu này chính là ý nghĩa số 2, đúng không? Do trời mưa mà gì đấy ạ? Kyo no shiai wa, trận đấu ngày hôm nay arimasen, không có, tức là nó sẽ không được tiến hành, không được tổ chức nữa, đúng không cả nhà? Nhớ nó lại nha. Con số 1 dake của chúng ta là chỉ, nó hay đi theo sau câu khẳng định và để giới hạn một mức phạm vi, một mức độ nào đấy. Ví dụ chỉ có 100 yên thôi, mình nói thế nào nhỉ? Hekuen dake arimasu, đúng nào? Số 3 từ hodo. Hodo ở sơ cấp thì chúng ta hay học là nó đi theo sau một số từ nào đấy để diễn tả mức khoảng bao nhiêu, đúng không? Ở mức độ tương đối. Ví dụ như cùng câu vừa rồi khoảng 100 yên thì mình sẽ nói là hekuen hodo, được không nào? Mình sẽ dịch là khoảng.
Còn các bạn nào mà đang học N3 hoặc là học hơn rồi thì mọi người sẽ thấy hồ độ còn mang khá là nhiều ý nghĩa, ví dụ như càng càng, không có gì bằng hoặc là đến mức ngay cả, đúng không? Thì các bạn nhớ là bạn nào đang học N4 thì có thể là học lên N3 để biết thêm nhiều ý nghĩa hay ho hơn của các ngữ pháp tưởng chừng như rất là cơ bản của N4, đúng không? Thì mình sẽ được học nâng cao hơn rất nhiều nhé. Còn Naga ở trong đây thì không có nghĩa, đúng không mọi người? Nên là chắc không bạn nào chọn 4 đâu ha. Ừ, hay ý đấy. Ok, tiếp tục mời cả nhà sang câu 83 nào. 83 thì vừa hỏi về từ vựng, tuy nhiên câu này sẽ có tính ứng dụng rất là cao trong K3. Hiện tại có bạn nào đang học lớp K3 không ạ? Mọi người nhìn bốn từ này xem. Hay, rất là điển hình đậm chất trong hội thoại hàng ngày nhá. Nó sẽ hơi khó một chút xíu bởi vì là nó không phải là những cái từ vựng thuộc chủ đề hoặc là thông thường mà chúng ta học danh từ, động từ, tính từ, đúng không? Mà nó sẽ nghiêng về trong các đoạn hội thoại. Mọi người sẽ thấy nó nằm ở đầu câu. Hãy đố bạn nào làm được câu này nhanh nào. Mình thử đọc nhá. Tanaka-san ga imasen ne. Doko ni ikimashita ka? 1. じゃあ 2. ほら 3. こら 4. おや2. Bạn Lịch Nguyễn mạnh dạn chọn là 2. ほら Bảo Long chọn 4. Ok. Ngoài cứ đoán đi, dựa vào những từ mà mình biết mình có thể loại trừ cũng được. Vũ Huyền chọn 1, Thanh Mai chọn 2. Hay, đáp án của chúng ta thì là đáp án số 4 cả nhà nha. Rồi, ok. Sau đây thì các bạn có thể tham khảo phần giải thích để hiểu rõ hơn trong câu này tại sao chọn Oya và lý do 1, 2, 3 tại sao lại sai và sử dụng trong trường hợp như thế nào. Đầu tiên, từ Oya mình hay dịch là ô, ủa, đúng không? Ôi, để diễn tả sự ngạc nhiên, bất ngờ về một điều gì đó. Mình sẽ viết tạm ở đây là chữ ủa mọi người nhé. Đấy, mọi người hay nói thế không? Ủa, gì vậy trời, đúng không? Thì đây là gì nhỉ? Ủa, anh Tanaka không có ở đây nhỉ? Anh ấy đi đâu rồi, đúng không? Thì mình ngạc nhiên là vào cái phòng này, sao lại không nhìn thấy anh Tanaka, đúng không? Thì mình thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Ủa, anh Tanaka không có ở đây nhỉ? Đúng không mọi người? Nhớ nhá, thể hiện sự ngạc nhiên này. Còn lại đáp án số 1, mình tin chắc là nhiều bạn biết rồi từ dạ, đúng không mọi người? Nó sẽ là vậy thì, thế thì để bắt đầu một cuộc hội thoại hoặc là để chuyển sang một chủ đề khác. Ví dụ nhá, dạ, ikimashou, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đi thôi. Dạ, benkyou shimashou cả. Nào, chúng ta cùng nhau học bài thôi. Đó, mọi người hay nghe vậy rồi, đúng không? Còn hoda, hoda thì chúng ta sẽ dịch là này, nhìn kìa hoặc là thấy chưa. Ví dụ, mình hay nghe nhất khi mà xem phim ấy mọi người là hoda mite, đúng không? Này này nhìn kìa, đúng không nào? Để gây sự chú ý của đối phương, đúng không? Hoda mite. Ngoài ra thì hoda nó còn mang nghĩa là thấy chưa. Khi mà mình thấy có một cái sự việc gì đấy xảy ra theo đúng như mình nghĩ, đúng không? Hoda itta tori ni desho, đúng không? Thấy chưa? Giống như tôi đã bảo mà, đúng không nào? Hãy rất là hay mọi người nhá. Còn cô đạ thì sẽ mang nghĩa là này, được chưa? Này, nhưng mà giọng nó rất là nặng luôn ấy, bởi vì là nó sẽ được dùng trong trường hợp là khi mà mình muốn quát mắng, khiển trách hoặc là nhắc nhở ai đó, đặc biệt là người đấy đang mắc lỗi, đang làm sai. Ví dụ, cô đạ dame desu yo, đúng không? Này, làm như thế là không được đâu. Mọi người nghe kịp không ạ? Hay mọi người có thể là memo hoặc là các bạn viết hoặc chụp màn hình bốn từ này lại nhá. Sau đó mình có thời gian mình tra cứu kỹ hơn để mình biết cách sử dụng, khiến cho đoạn hội thoại của mình trở nên tự nhiên hơn, giống người Nhật hơn, đúng không? Hay, đó, nó sẽ nghiêng về văn nói rất là nhiều mọi người nhá. Đặc biệt là bạn nào mà đang muốn học K3 thì mọi người nhất định phải tham khảo thêm. Ok, còn câu 84 của chúng ta thì sao nào? 84 là một đoạn hội thoại ngắn giữa A và B. Bạn A này, nani nani yamada-san o mimasen ne. Bạn B, so desu ne, yameta kamoshiremasen ne. Đây cũng là một ngữ pháp rất là cơ bản của trình độ N4 chúng ta. Hai, mọi người thử xem là mình có hiểu câu này không nhá. 1. Hakkiri. 2. Daite. 3. Konogoro. 4. Sorosoro. Hai, nam vàng desu ka? Hai, bạn Quỳnh Như chọn 3, bạn Thái Hoàng chọn 3 là konogoro. Ok, rồi phương án trong câu này chính xác phải là 3, 3 bằng desu ne. Konogoro chúng ta sẽ dịch là dạo này, đúng không? Dạo này này, hoặc là gần đây, đó. Rồi, lên câu nào. Dạo này không nhìn thấy chị Yamada nhỉ? Ừ, bạn B đồng tình. Ừ nhỉ? Ừ đúng vậy. Yameta kamoshiremasen ne. Có lẽ hoặc có thể là chị ấy đã nghỉ rồi, đúng không mọi người? Đó. Còn số 1, hakkiri, chúng ta hầu như là tuần nào cũng gặp từ này, đúng không? Quá là đi sâu vào tiềm thức luôn. Rõ ràng cả nhà nhá. Nhìn rõ, nghe rõ chẳng hạn. Số 2, taite thì sẽ mang ý nghĩa là thường thì. Nó sẽ diễn tả tần suất cũng như là mức độ khá là nhiều. Ví dụ thường thì tôi ăn sáng bằng bánh mì. Mọi người nói được câu đấy không? Viết xuống bên dưới xem sao nhá. Taite. Còn số 4, soro là sắp sửa. Dụ là chuẩn bị đi về thôi chẳng hạn, đúng không? Sắp sửa chuẩn bị nhá. Soro, kaero, được không nào?
Hay. Mình luôn nhắc mọi người là trong quá trình mà chúng ta chữa hay là mọi người chủ động học tập ở nhà cũng vậy, là với mỗi một từ vựng hay là ngữ pháp thì các bạn cố lấy một ví dụ thật là ngắn gọn dễ hiểu thôi, khiến cho mình nhớ sâu cách sử dụng của từ vựng và ngữ pháp đó, thì mọi người đi thi các bạn cũng sẽ nhớ lại kiến thức và chọn được đáp án nhanh hơn đấy. Ok, mọi người nhớ chăm chỉ dịch lên nhé. Chúng ta không cần phải dịch tinh rồi là dịch hay đâu, bởi vì đây không phải là một buổi luyện tập đọc dịch gì cả, mà đơn thuần là các bạn dịch làm gì nhỉ? Để mọi người biết trong câu còn có ngữ pháp gì, đúng không? Có liên kết như thế nào? Hoặc là đơn thuần thôi, mọi người nhìn thấy trong câu còn có rất nhiều động từ, từ vựng, chữ Hán, đúng không? Thì trong quá trình mà các bạn dịch là các bạn cũng đang ôn tập lại được rất nhiều kiến thức luôn đấy ạ. Hai, Bảo Long chọn 1, Quỳnh Như chọn 1. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Omatase shimashita. Ok, bạn nào mà làm trong ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn này, hoặc là hay đi ăn ngoài, hoặc thậm chí là các bạn đi siêu thị, đúng không? Hãy nói chung mình với vai trò là một người khách, mình sử dụng một loại dịch vụ nào đấy, thì chắc hẳn là mọi người không còn xa lạ gì với đáp án này nữa rồi. Bạn ngày mai chọn 1, ok ạ. Minasan, hãy omatase shimashita. Ima kara undokai o hajimemasu. Hãy, bạn lưu lệnh chọn 1, đúng rồi. Đầu tiên thì đáp án 1, omatase shimashita, có nghĩa là xin lỗi đã để anh chị chờ lâu, đúng không? Bởi vì ở đây mình có từ matase, chính là được chia của động từ machimasu, matsu, nên các bạn có thể nhớ luôn đó là động từ chờ, đợi, đúng không? Còn vế đằng sau, imakara, đúng không? Ngay bây giờ, undokai o hajimemasu, chúng ta sẽ bắt đầu. Undokai là gì mọi người? Hội thi thể thao, đúng không? Một thế vận hội, đúng không nào? Hai, bạn Bảo Long dịch 2 là hiểu rồi, đúng rồi. Kashikomarimashita, đúng không? Có nghĩa là tôi hiểu rồi. Số 3, okagesama de, đúng là nhờ ơn trời. Ví dụ như thay vì mọi người có hay được hỏi là o genki desu ka, đúng không? Thì bình thường chúng ta chỉ cần đáp lại là hay genki desu, vâng tôi khỏe thôi. Nhưng nếu mà để nó hay hơn với cả nó khác biệt đi một chút thì các bạn có thể lựa chọn đáp án số 3, tức là okagesama de, đúng không? Nhờ ơn trời tôi vẫn khỏe, đúng không nào? Còn cuối cùng gomennasai, đúng không? Là câu xin lỗi. Rất tốt ạ. Hãy, Suki, 86. 86, chúng ta chọn danh từ nào. Watashi ni wa shōrai kashiu ni naru toyu nani nani ga arimasu. 1, geshiki. 2, yume. 3, omoide. 4, seiwa. Hãy, omoide của chúng ta, nếu mà các bạn nhớ chữ Hán thì nó chính là chữ này luôn nhé. Omoide. Và seiwa. Ok. Công bình chọn 2 là yume. Rồi. Song Hỷ cũng chọn 2, so desu ne. Đúng rồi, đáp án của chúng ta là 2, nhì bằng desu. Yume ở đây là ước mơ hoặc là giấc mơ, đúng không? Trong câu này mình dịch là ước mơ đi ha. Tùy vào bối cảnh mọi người nhá, ước mơ hoặc là giấc mơ. Rồi, thì đối với tôi, đúng không? Hay là tôi thế nào nhỉ? Yume ga arimasu, tôi có một ước mơ như thế nào này? Đó là tương lai sẽ trở thành một ca sĩ. Đúng rồi, ước mơ của mọi người là gì ạ? Ước mơ của em là gì đấy, đúng không? Hay, keshiki là phong cảnh, cảnh sát mọi người nhá. Phong cảnh. Thế còn số 3 với cái số 4 nào? Omoide là kỷ niệm mọi người nhá. Kỷ niệm. Hay. Còn số 4 từ seva là chăm sóc hoặc là giúp đỡ. Chăm sóc này. Giúp đỡ. Đó. Mọi người xem là mình có nhớ hay không nhá. Quên chỗ nào thì ghi chép lại nhanh chỗ đấy hoặc là chụp lại màn hình. Ides ka? Tiếp theo ạ, 87. どちらの計画がいいと思うか、みんなの何々を聞きました。1、約束。2、意見。3、挨拶。4、秘密。はい。どれですか？Bảo Long chọn 2 là ý kiến. Công Bình chọn 2. Ok ạ. Thanh Khiết chọn 2. Rồi, có bạn Song Hỷ đã dịch cho chúng ta rồi đây. Số 1, yakusoku là lời hứa, 2 là ý kiến, 3 là chào hỏi, 4 là bí mật. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn Hỷ và bạn Trịnh Vũ đã dịch câu nha. Ok, chính xác. Trong câu này chúng ta sẽ có từ iken là ý nghĩa. À của mình, ý kiến đúng không? Hai, ý kiến. Rồi, dịch lên câu nào. Tôi đã hỏi ý kiến của mọi người xem rằng liệu mọi người nghĩ kê ca cự là gì cả nhá? Kế hoạch nào là tốt nhất? Đúng chưa? Kê ca cự là kế hoạch. Còn lại số 1, yakusoku cũng là một cái từ mà chúng ta nói xuyên suốt hàng tuần luôn, đúng không? Nó có hai nghĩa, một là cuộc hẹn. Còn hai là lời hứa, đúng chưa nào? Đấy, thì các bạn nhớ là phải học đầy đủ ý nghĩa của nó nhá, để trong trường hợp nó đi với ngữ cảnh là gì hoặc động từ như thế nào thì mình có phương án dịch phù hợp hơn. Ai xa sự là chào hỏi. Còn cuối cùng, himitsu là bí mật. Rồi câu 90 của chúng ta nào. Bắt đầu lên đầu 9 rồi đúng không? Mọi người thấy không? Chúng ta đã chăm chỉ kiên trì từ đầu tháng 10 đến bây giờ, đến tuần này là tuần cuối tháng 10 rồi và mình đang đi đến câu 90 rồi đấy. Hãy. Gamatte kudasai ne.
Quỳnh Như chọn 4, việc kinh doanh từ Eyo đúng không? Ok, Như sáng nha. Ekimae no honya wa asa 8 ji kara nani nani shite imasu. 1. Yusutsu. 2. Seisan. 3. Boeki. 4. Eyo. Hay. Bạn Trần Vân chọn 4, Bảo Long 4 là mở cửa. Ok ạ. Rồi. Hai. Kotae wa? Chang chang. 4 番です. Từ Eyo là từ kinh doanh đúng không mọi người? Kinh doanh. Trong câu này thì các bạn có thể dịch là mở cửa như bạn Bảo Long vừa dịch cũng khá là ok. Hay. Chủ ngữ đứng trước vá nào. Hiệu sách đúng không? Ở trước nhà ga thì mở cửa từ 8 giờ sáng đúng không? Tức là họ bắt đầu mở cửa, họ bắt đầu kinh doanh, mở bán vào 8 giờ sáng. Còn lại số 1 từ yusutsu của chúng ta các bạn học chưa ạ? Nhớ không nào? Yusutsu chính là từ xuất khẩu. Thế nhập khẩu là gì nhỉ? Mọi người nhớ là viết thêm chữ Hán ở bên dưới nha. Nhập khẩu là gì? Số 2, seisan là sản xuất. Sản xuất. Còn số 3, boeki là thương mại. Chữ hơi xấu mọi người thông cảm nha. Không biết các bạn khi học có thói quen học từ đồng nghĩa trái nghĩa của nó không ấy. Chứ mình học từ vựng mình rất là thích là mình tham khảo, mình biết rõ xem là đồng nghĩa trái nghĩa của nó như thế nào, rồi là nó hay đi kèm với trợ từ, tính từ hay động từ là gì ấy, đúng không ạ? Thì mình cảm thấy là mặc dù là mất công học hơn một chút đúng không? Thế nhưng cái thành quả chúng ta nhận lại đó là mình làm bài rất là nhanh, mình đi thi chọn được đáp án đúng, và một cái nữa đó là khi cai qua ấy mọi người, mình phản xạ cũng rất là nhanh đúng không? Mình nói tự nhiên hơn chứ không cần phải suy nghĩ là bây giờ dùng từ gì nhỉ đúng không ạ? Bởi vì nhiều khi là cái cách kết hợp của mình nó sẽ không được tự nhiên trong tiếng Nhật lắm đâu. Đấy, thì mình nên học những cái cụm từ cố định mọi người nhé. Hay, bạn Hương chọn 4, Quỳnh Như 4, Ijimete wa. Ừ, bạn Sakura chọn 4, ok. Thanh Tùng cũng chọn 4 này. Ok, mình thử đọc câu này trước nhá. Dōbutsu wo nani nani ikemasen. 1. Kowashite wa. 2. Shinde wa. 3. Nakushite wa. 4. Ijimete wa. Ở đây mình có ngữ pháp đó là vete wa ikemasen đúng không? Để thể hiện là không được làm gì đó, được chưa nào? Vui lòng đừng hoặc là cấm không được làm gì. Trong câu này mọi người thấy động từ nào đi với động vật đô bứt sự là hợp lý nhất nhỉ? Ừ, bạn Văn Quang cũng chọn 4 này. Bắt nạt động vật, không được trêu đùa bắt nạt động vật là phương án của bạn Hương. Ừ, đúng rồi. Ở đây chúng ta có đáp án là số 4, ijimete wa. Động từ gốc là ijimeru đúng không? Đúng, nó sẽ dịch là bắt nạt, trêu chọc nếu mà đi với con người, ví dụ như là bạo lực học đường ấy mọi người, hay là bắt nạt những cái bạn thấp bé nhẹ cân hơn. Còn nếu mà động vật mọi người thấy bắt nạt động vật nghe nó không được tự nhiên cho lắm, thấy nó cứ hên hên đúng không, thì mọi người có thể chuyển sang một phương án dịch khác, đó là từ ngược đãi đúng không, tức là không cho nó ăn, rồi là không biết nói ở đây có bị vi phạm gì không nhỉ, nói chung là những cái hành động không tốt đi mọi người nhá, đó thì sẽ là ijimete wa, được chưa nào? Thì câu này sẽ cả câu là gì nhỉ, không được ngược đãi động vật đúng không ạ? Còn số 1 từ cố ba sự của chúng ta là từ làm hỏng, từ phá hỏng để chữ hoại mà đúng không, là làm hỏng nhá. Số 2 từ xin đệ là đúng không nào? Còn số 3 từ nạc cư sự là làm mất, đánh mất. Đúng rồi, ngược đãi chính xác. Hay. Tiếp tục câu 92 này cả nhà mình. 92. Thấy dài dài đúng không? Liệu có khó không nhá? Deva ashita no yoji goro jimusho de nani nani goran ni narimasu. Oide ni narimasu. Omachi shite imasu và irasaimasu. Hay, chắc là mọi người cũng biết rồi đúng không? Trong đề thi của chúng ta thì ít nhiều sẽ có một hai câu liên quan tới kính ngữ, bao gồm có tôn kính và khiêm nhường phải không nào? Thì trong câu này, hay, chính là một câu rất điển hình đây ạ. Rồi, mọi người có bị sợ tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ không? Chắc là bình thường mình cũng không hay dùng cho lắm đúng không? Nên là nhiều bạn sợ là bởi vì mình không dùng thì mình sẽ bị quên, mình cảm thấy nó khó. Đó, thế nhưng mà đặc biệt là trước hôm đi thi nhá, các bạn cố gắng là mình xào lại một chút xíu những cái động từ đặc biệt này, hay là những cách chia đặc biệt, thì khi đi thi mình cũng sẽ có được sự tự tin hơn đúng không? Mình cũng không phải là bỏ qua, đánh mất điểm câu này một cách dễ dàng như vậy. Hay. Rồi, muốn biết xem là tôn kính hay là khiêm nhường thì các bạn cần phải xác định rõ động từ ở đây là ai làm. Nếu mà là mình hoặc là những người trong gia đình mình đúng không, hoặc là của công ty mình thì mình sẽ dùng khiêm nhường ngữ. Còn hành động này là của khách hàng, của cấp trên này đúng không, hoặc là của người lạ, của người khác, của đối phương thì mình sẽ dùng tôn kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng đúng không ạ? Hai. Xuân Trung cũng chọn 4, ok. Bảo Long chọn 2 à? Nhưng mà 2 thì lại không mang ý nghĩa là gặp đâu đấy nhá. Sakura cũng 4, Hà Nam 4, Lịch Nguyễn 3, Dung Khánh 3. Đấy, biết ngay mà. Sang tôn kính, khiêm nhường một cái là các bạn lại chọn loạn đáp án lên hết cả rồi. Để chọn đúng được thì sau khi mọi người biết trong câu này mình cần phải dùng tôn kính hay khiêm nhường đúng không? Thì các bạn phải nhớ được cái nghĩa gốc đúng không? Của những cái từ vựng này là gì? Đấy, rồi chúng ta thử nghe phương án của bạn Như nhé. Vậy thì tôi sẽ đợi bạn ở phòng
phòng gì đấy nhỉ? Gym sọ chúng ta học rồi. Vào lúc 4 giờ ngày mai. Đúng rồi, là văn phòng. Ok. Hay, và bạn Quang dịch cũng rất là hay. Thanh Tùng chọn 4, Bảo Long chọn 3. Cả nhà mình ơi, đáp án phải là 3. Omachi shite imasu, đúng không? Lúc này chúng ta gặp rồi. Machi là chờ đợi đấy ạ. Thì đây là, vậy thì tôi sẽ, đây là khiêm nhường mọi người nhá. Khiêm nhường mình sẽ viết tắt là KN nha. Khiêm nhường của động từ machimasu là hành động của mình, là mình thể hiện cái câu nói gì đây nhỉ? Vậy thì tôi sẽ đợi bạn, sẽ đợi anh chị ở đâu, đi với trợ từ đệ chỉ nơi trốn đúng không? Ở văn phòng vào lúc mấy giờ đấy ạ? Vào khoảng 4 giờ ngày mai. Được chưa? Còn đáp án số 1, 2 và 4 đều là tôn kính. Đấy, nếu mà các bạn đã xác định được đối tượng rồi thì có thể loại trừ luôn đúng không? Còn để hiểu kỹ hơn và cũng như là nhân tiện thì ôn tập thêm cho mọi người. Thì đáp án số 1, Wodani Narimasu sẽ là tôn kính ngữ của từ gì mọi người nhỉ? Của động từ miru đúng không? Là nhìn xem đấy ạ. Wodani Narimasu. Số 2, Oide ni Narimasu và số 4, Irasaimasu thì nó đều là tôn kính ngữ của ba động từ ikimasu, kimasu và imasu, được chưa? Còn nếu mà các bạn muốn phân biệt rạch ròi hơn về hai từ này thì các bạn có thể tham khảo cách phân biệt như sau. Đó chính là từ oide ni Narimasu, nó là một cách nói, nó có tôn kính hơn, lịch sự hơn, được chưa nào? Đấy, và nó sẽ thường được dùng trong văn bản hành chính này, liên quan tới thư mời, giấy tờ, các sự kiện hoặc là lễ nghi. Còn irasaimasu thì chắc chắn là các bạn đều biết rồi đúng không? Nó sẽ thông dụng và phổ biến hơn rất là nhiều trong hội thoại hàng ngày, dùng để nói chuyện đúng không? Với cấp trên, với khách hàng của mình như bình thường thôi ạ. Ok. Rồi, câu 93. Tanaka-san, nani nani, yoku chikoku shimasu ne? 1. Saikin. 2. Sakki. 3. Shibaraku. 4. Kondo. Hai. Xuân Trung chọn 1, Khải Hoàng chọn 1, ok ạ. Bảo Long chọn 1, dạo gần đây. Rồi, Thanh Khiết chọn 1. Nghe có vẻ đáp án 1 là chính xác rồi đúng không? Hãy chúc mừng mọi người nhé. Dạo này anh Tanaka hay đi muộn nhỉ? Đúng rồi, bạn Lịch Nguyễn và bạn Hải Nam Ngô có dịch cho chúng ta. Hay Phạm Phú Văn cũng chọn 1, chính xác. Saikin là gần đây hoặc là dạo này đúng không? Dạo này anh Tanaka, yoku là thường hay, diễn tả tần suất nhiều đúng không? Chikoku là chậm, muộn, đi muộn đấy mọi người. Đấy, dạo này anh Tanaka hay đi muộn nhỉ? Từ Saki là vừa nãy hoặc là vừa rồi. Hãy diễn tả những cái hành động mà nó đã xảy ra trong quá khứ đúng không? Về tạm. Còn Shibaraku là một lúc, tạm thời, một khoảng thời gian, được chưa? Nó cũng diễn tả thời gian nhá. Còn số 4, từ Kondo là lần này, lần tới, tùy vào cái cách dịch cũng như là động từ chia ở phía sau mọi người nhá. Rồi. 94 này. Isoganai to kaigi ni nani nani yo. 1. Osoku narimasu. 2. Okuremasu. 3. Mattemasen. 4. Maniaimasu. Hai. Về từ to đúng không? Sau đó là kaigi ni. Đó. Có quá nhiều sự gợi ý ở đây rồi. Osoku rồi là okure hay là matte maniaimasu. Hay. Động từ nào phù hợp với ý nghĩa của câu này nhỉ? Isoganai, isogu là một động từ mà chúng ta đã học vào tối qua đúng không? Từ gấp vội ấy mọi người. Thế đây là nếu mà mình không vội, nếu mà không nhanh đúng không? Thì chấm 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 cuộc họp. Hay. Các bạn nhận ra chưa? Rồi, Xuân Trung chọn 2, Phạm Phú Văn 2, Vi Đào 2, Thanh Khiết 1. Hai đáp án này thì mọi người thấy là có chung chữ Hán, đúng không? Cho nên là nhiều bạn sẽ phân vân và bị nhầm đấy. Dung Khánh chọn 3, Thanh Tùng chọn 2. Phải nhanh lên thôi, muộn cuộc họp mất rồi. Đấy là phương án dịch của bạn Lịch Nguyễn. Bạn Quỳnh Như cũng chọn 2. Ok, cả nhà mình cùng nhìn nhá. Đáp án là 2. Okuremasu là muộn, đúng không? Mọi người nhớ nhá. Khi mà mình muốn nói muộn cái gì thì sẽ đi với trợ từ nhị. Bởi vì muộn thì chắc chắn là chỉ có thời gian thôi, đúng không? Muộn cuộc họp, muộn giờ học thì mình chỉ cần thay jugyo ni okuremasu, đúng nào? Còn trong trường hợp kịp thì sẽ là jugyo ni hoặc là kaigi ni maniaimasu, đúng nào? Đấy, thì nếu mà các bạn muốn phân vân chỉ có phân vân 2 hoặc là 4 đúng không? Nhưng ý nghĩa của câu này nó có vế trước để gợi ý, cho nên mình chọn phương án số 2 nhá. Nếu mà không nhanh lên thì sẽ bị muộn hoặc sẽ bị gì nhỉ? Trễ cuộc họp đấy. Còn số 4 là kịp đúng không nào? Maniaimasu. Kịp. Số 1, okure, osoku narimasu là trở nên chậm, muộn đúng không? Không hợp lý nhá. Còn số 4, từ matte, hôm nay mình học quá nhiều từ này đúng không? Matte là chờ đợi ấy, thì mattemasen là không chờ đợi. Hay. Rồi, tiếp tục nào. Đấy, mọi người nhìn sang câu số 95 của chúng ta nhá. Kono kotae wa hontou ni nani nani deshou ka? 1. Tadashii. 2. Yasashii. 3. Au. 4. Chodoi. Hai. Dung Khánh 1, Bảo Long 1,
Khải Hoàng, Phú Văn và Vi Đào cũng chọn một. Chang chang, ichi bang desu. Hai, tadashi đúng không? Hai. Tadashi của chúng ta là cái từ chính xác đấy mọi người. Đây là từ chính. Chính xác. Rồi, câu này kono kotae wa đúng không? Câu trả lời này hontou ni tadashi desho ka? Có thật không đúng không? Có chính xác không? Ok chưa? Yasashi cũng là một tính từ mà chúng ta học rất là nhiều mà cụ thể có chữ Hán như thế này nữa thì mình sẽ diễn tả tính cách của con người đúng không? Là những người rất là tử tế, tốt tính, hiền lành, thân thiện phải không nào? Số 3 từ au nó có hai nghĩa. Các bạn nhớ là viết xuống phần bình luận xem chữ Hán tương ứng với mỗi nghĩa nhé. Đầu tiên là từ gặp trước. Mọi người viết giúp mình chữ Hán của từ gặp này. Sau đấy bên cạnh là chữ Hán của từ hợp. Rồi, xem mọi người có bị nhầm hai chữ này không? Tức là nó bị đồng âm khác nghĩa thì cả nhà nhá, đều đọc là au. Còn số 4 của chúng ta từ chô đôi là vừa đúng không? Vừa hợp, vừa hay. Nói chung để diễn tả một cái mức độ là đúng người, đúng thời điểm đấy. Hai, chô đôi, vừa hay, vừa vặn, vừa khít. Các bạn nào viết chữ Hán giúp mình chưa? Chúng ta giải quyết hai cái chữ Hán này nhá. Hai chữ này thì là của trình độ N5 thôi. Ok, cảm ơn Hỷ Sàng, chính xác ạ. Đó, nếu mà nó là gặp thì nó sẽ là chữ hội đúng không? À ừ, còn là chữ hợp thì nó sẽ là chữ hợp luôn. Đấy, thì các bạn nhớ để ý nhá. Ok chưa? Đấy, cả nhà nhớ phân biệt nha. 96 nào? 96 hỏi về tính từ đi. Tokyo no ie wa yachin mo takai shi nani nani shi sumitaku nai desu. Hai, một câu liệt kê đúng không? Có chi chi này. 1. Akarui. 2. Hiroi. 3. Benri da. 4. Semai. Rồi. Đã gọi là liệt kê đúng không? Thì nó sẽ là những cái tính chất mà cùng tốt, cùng xấu, cùng tích cực hoặc cùng tiêu cực. Mà trong đó, vế trước đang thế nào đây mọi người nhỉ? Yachimo takai. Thì đằng sau nó phải như thế nào đấy? Dẫn đến kết quả là bạn ấy. Vetaku nai. Sumitaku nai. Hay. Thanh Mai 4. Châm Trần 4. Dung Khánh 4. Ok ạ. Rồi. Hai từ này là hai từ trái nghĩa của nhau, đúng không? Bởi vì với đằng trước người ta đang diễn tả một cái ý rất là tiêu cực, đó là cái tiền thuê nhà rất là cao rồi. Thì đằng sau phải nhấn mạnh thêm bằng cách là nó lại có semai, có bạn nào đang sống ở Tokyo không ạ? Vừa đắt rồi là phòng vừa nhỏ đúng không? Như cái lỗ mũi hoặc là như con kiến ấy. Đấy, mình hay miêu tả là semai. Vì vậy bạn ấy sumitaku nai desu, không muốn sống ở đó đâu. Được chưa? Thế mình sẽ dịch trọn vẹn cả câu cho mọi người dễ hiểu nhá. Nhà ở Tokyo này, tiền thuê nhà thì vừa cao, hơn nữa lại còn chật chội, cho nên tôi không muốn sống ở đó đâu. Rồi, đáp án số 1, akarui là sáng sủa đúng không? Từ này cũng có trong buổi live hôm qua luôn ấy. Đấy, sáng sủa này. Hiroi là rộng rãi, rộng. Còn số 3, từ benri là tiện lợi đúng không nào? Đấy, thì cả 1, 2 và 3 đều mang tính chất tích cực rồi thì mọi người cũng có thể sử dụng phương án loại trừ để loại bỏ ba đáp án đấy đi luôn. 97 nào. Tappu-san wa yasai o nani nani in desu. Sore de niku dake tabemasu. 1. Tabenai. 2. Tabetagaru. 3. Tabete hoshi. 4. Tabete hoshiku nai. Ok, cả 4 đáp án thì đều là ăn. Đúng không? Nhưng cái đuôi thì nó sẽ khác nhau nhá. Hay, mọi người cứ chọn đáp án đi. Sau đấy chúng ta sẽ cùng phân tích với mỗi đuôi thì sẽ mang ý nghĩa khác nhau như thế nào. Tháng sau có chữ đọc hiểu không ạ? Có nhá bạn Quang Sàng nhá. Nhân tiện thì mình cũng bật mí luôn cho mọi người là từ tuần sau luôn ạ, tức là bắt đầu của tháng 11 thì chúng ta sẽ hầu như là đều được live vào các khung giờ tối hết, là từ 7 giờ đến 8 giờ tối của Việt Nam. Chắc lúc đấy mọi người cũng ăn cơm tắm rửa xong rồi đúng không? Thì nhớ là vào xem live nhá. Còn về nội dung thì chúng ta sẽ đi đúng theo thứ tự của một đề thi thật. Ví dụ như môn đai số 1, số 2 là về cách hỏi về cách đọc của chữ Hán đúng không? Hoặc là từ hiragana suy ra chữ Hán chẳng hạn. Thì tương tự như vậy, mỗi một buổi chúng ta sẽ học về phương pháp làm mẹo làm nhanh, làm đúng, tiết kiệm thời gian, cũng như là các câu hỏi luyện tập được lấy trong chính các giáo trình độc quyền của Dũng Modi luôn mọi người nhá. Các đầu sách tổng ôn N5, N4 này, rồi là luyện đề chuyên sâu N3, N2, N1. Mình sẽ chắt lọc lấy những cái câu hỏi hay nhất để chúng ta cùng nhau luyện tập ở trên live luôn. Và không phải là chia hôm nay N5, hôm sau N4 như hiện tại nữa, mà sẽ là mỗi hôm chúng ta đều đi tất cả các level luôn, từ N5, N4, N3, N2, N1. Ok chưa nào? Hay. Vì vậy là ngày nào mình cũng có hẹn học với nhau đấy, cả nhà nhớ lịch nhá. Xui rồi, lúc đó em đang trong giờ làm nên không xem live được. Ô, Bảo Long dạy buổi tối à? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ đi lần lượt, đi từ kanji này, từ vựng, ngữ pháp, sau đó đến đọc và có cả nghe. Nói chung là đầy đủ hết mọi người nhá. Và tháng sau thì các bạn sẽ được gặp thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và cô Hiền nhiều hơn đấy ạ. Đấy. Có thích không nào? Nhớ là phải tham gia đều đặn và chăm chỉ hơn nha. Ok, quay lại với câu hỏi này của chúng ta thì đã rất nhiều phương án số 1 được đưa ra rồi. Tà bên ai, phải không? Các bạn thử dịch nhá. Anh tắp vự, mình cho là anh tấp, anh tập gì đấy đi, đúng không? Anh ấy không ăn rau. Số đê đê, thế nên là anh ấy chỉ ăn thịt thôi, đúng không? Đà kê, ok. Còn đáp án 2, rồi đáp án 2.
Đây là một ngữ pháp của N3 đúng không ạ? Chúng ta vẫn chuyển sang thể tai, tức là tà bê tai, nhưng lại bỏ cái chữ y đấy đi, rồi cộng với đuôi ga đự, thể hiện ý muốn của người khác. Đó, ví dụ như là con trai tôi muốn ăn rau chẳng hạn này, con trai tôi muốn đi du lịch Nhật Bản đúng không ạ? Thì nó sẽ là ta ga đự, ý muốn của đối phương, tức là của ngôi thứ ba. Còn vete hoshi thì sẽ là mong muốn của mình với người khác. Nếu mà là con người thì đi với nhị, còn của sự vật sự việc thì đi với ga. Ví dụ tôi muốn bố mẹ tôi sống lâu trăm tuổi chẳng hạn này. Đấy, các bạn có nói được câu đấy không nhỉ? Dioshi ni, đúng không? Nagaikite, đúng không ạ? Hoshi, được chưa nào? Còn số 4, vete hoshikunai thì nó là từ trái nghĩa thôi ạ. Là tôi không muốn người khác ăn, không muốn người khác làm gì. Ừ, rồi, 98 nha. 98. 98番. Terebi ga kowarete naninani kara miru koto ga dekimasen. 1. ある 2. 置いた 3. もらった 4. いる Hai. Song Hỷ, Thanh Tùng, Khải Hoàng, Vi Đào, Sakura đều chọn 4. Ok, rất là tốt luôn. Đáp án 4, ok. Vete imas, đúng không? Để thể hiện trạng thái nó đang như thế nào đấy. Cụ thể ở đây là cái TV nhà mình nó đang bị hỏng. Thế cho nên là veru koto ga dekimasen, diễn tả khả năng đúng không? Không thể nào mà xem được, được chưa nào? Đúng rồi, TV đang bị hỏng không xem được, chính xác. Đáp án 4, cái TV này đang hỏng nên tôi không thể xem được. Rất tốt ạ. Còn lại VTA đự, có bạn nào nhớ không? Trong ngữ pháp N4 chúng ta cũng đã học VTA đự rồi. Nó sẽ diễn tả hành động đã được làm có chủ đích từ trước đúng không? Và lưu giữ kết quả ở hiện tại luôn. Hay. Các bạn nghe kịp không ạ? Nhớ ngữ pháp này không đấy? Hành động đã được làm trước có chủ đích và lưu lại kết quả ở hiện tại. Được chưa nào? Ví dụ như là trên tường này, trên tường có treo một bức tranh đi, thì chắc chắn là có ai đó đúng không? Đã treo trước rồi và với mục đích cái chủ ích của người ta là để trang trí đúng không nào? Thì mình sẽ nói là kabe ni e, tranh là e đúng không? E ga kakete arimasu, được chưa? Trên tường đã treo một bức tranh. Đấy thì người ta muốn nhấn mạnh trạng thái của kết quả hành động, được chưa ạ? Còn lại vete oita là của vete okimasu là làm sẵn làm trước đúng không? Ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho hành động tiếp theo. Còn vete moratta thì là ai đó làm gì cho mình đúng không nào? Thì thường sẽ là danh từ chỉ người đi với nhị, danh từ nhị vete moratta. Ok. Rồi, 99. 99 nha. Yamamoto san to Tanaka no kawa desu ne. Hai, Yamamoto. Kono hon dou shimasu ka? Tanaka, soko ni sono mama oite naninani kudasai. 1. Shite. 2. Atte. 3. Kite. 4. Oide. Oite. Hai. Han Han, Thanh Tùng và Bảo Long và bạn Vi Đào đều chọn 4. Ok. Song Hỷ cũng chọn 4. Rất tốt. Hãy như chúng ta có vừa ôn lại luôn đúng không? Vete okimasu, vete oite kudasai là hãy làm sẵn làm trước đi, mà nó lại còn đi với sono mama đúng không? Để thể hiện tính chất gì nhỉ? Giữ nguyên, để nguyên như thế, phải không nào? Dịch cả hai câu nhá. Cái cuốn sách này thì làm như thế nào? Bạn Tanaka trả lời là à, bạn hãy để nguyên ở chỗ đó giúp tôi đi, đúng không? Soko ni là ở cái chỗ kia này. Sono mama oite oite kudasai, đó là hãy để nguyên ở cái chỗ đó. Còn vete shite là hai động từ nối với nhau à? Không được này. Vete atte chính là vete adu mà chúng ta có vừa nhắc rồi nhá. Đó là trạng thái của hành động có chủ đích và lưu lại kết quả trong hiện tại. Còn vete kiru thì trong N4 các bạn hay học là làm gì đó rồi quay trở về đúng không? Lên N3 thì chúng ta sẽ học kỹ hơn, đó là thể hiện những cái hành động mà tiến tới gần so với người nói nữa, hoặc là từ quá khứ cho tới hiện tại. Đấy, thì các bạn đã học N3 nghe thì có nhận ra không? Có nhớ kiến thức đấy không ạ? Ok, câu cuối cùng của chúng ta này, câu 100. Câu 100 nào. Hãy, câu này cũng là câu khép lại trong chặng đường JVT N4 của tháng 10 mà chúng ta đã học từ đầu đến giờ cả nhà nhá. Nhất định câu này các bạn phải làm đúng đây. Có rất là nhiều sự gợi ý ở hai câu trước rồi đúng không? Vẫn là VT. Hãy, mọi người xem là T gì hợp lý nào. Garasu no koppu o otoshite watte naninani shimashita, dokimashita, shimaimashita hay là owarimashita. Thanh Tùng, Song Hỷ, Sakura, Vi Đào, Khải Hoàng đều chọn 3, Hải Nam Ngô cũng chọn 3, chính xác. Vete shimaimashita là lỡ là chót làm gì đúng không? Thể hiện sự hối hận tiếc nuối của mình trong quá khứ. Thì câu này là gì nhỉ? Otoshite tức là tôi đã đánh rơi cái cốc thủy tinh và làm vỡ nó mất rồi, đúng không nào? Vete shimaimashita. Còn vete shimashita thì không được này. Vete tokimashita mình cũng nói rồi nhá. Và cuối cùng là owarimashita là kết thúc, là xong. Cái cốc thủy tinh rơi nên đã bị vỡ mất rồi. Ok des. Hay. Mọi người làm đúng được bao nhiêu câu ạ? Hôm nay mình đi đến 20 câu cuối cùng. Chắc là cũng sẽ khó hơn một chút xíu thôi so với các buổi live lần trước đúng không? Có bạn nào được mang tên không? Hay, arigatou gozaimashita. Ja, kyou wa kore de owarimasu ne. Minasan, otsukaresama deshita. Mata ashita. Bye bye.